Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 196, Nháo Sự. Dừng lại, Tiêu Phàm nơi này còn không có động, Tôn Chủ Nhiệm đã giống một cuống họng. Tiêu Phàm nhăn đầu lông mày, nhàn nhạt hỏi Tôn Chủ Nhiệm, còn có chuyện gì sao? Người bây giờ không thể đi, Tôn Chủ Nhiệm lạnh lùng nói, lập tức chuyển hướng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta đã báo án, đồng chí của đồn công an lập tức liền sẽ tới. Hiện tại để bọn hắn đi, đến lúc đó chúng ta bàn giao thế nào? Bên ngoài còn nằm một cái người bị trọng thương, nghe nói là gãy xương, nguyên cả cánh tay đều nát. Bọn hắn đi, gia thuộc sẽ tìm tới trường học của chúng ta nháo sự. Hiệu trưởng biến sắc, nhìn về phía tôn chủ nhiệm ánh mắt bên trong mang theo tức giận chi ý. Cái này lão tôn cũng quá ương ngạnh, chỉ vào hắn có cái thân thích tại khu bộ giáo dục, hòa nói bên trong ở trường học giấu võ Dương Oai, ngay cả mình người hiệu trưởng này đều không thế nào để vào mắt. Chuyện này. Phát sinh ở ra ngoài trường, bọn hắn muốn báo cảnh, bọn hắn báo đi, người báo cái gì cảnh. Đây không phải ở không đi gây sự A. À. Khải Minh Trung học, đến cùng ta là hiệu trưởng trả lại ngươi là hiệu trưởng. Quá không có quy củ, nhưng tôn chủ nhiệm đã báo án, nói nghe được lời này hiệu trưởng liền phải nghe, cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao dính đến Khải Minh Trung học học sinh đánh nhau ẩu đả, người ta ra thuộc nếu là tìm tới trường học đến muốn tiền thuốc men, cũng là phiền phức. Những này trên xã hội lưu manh, liền không có một cái dễ trêu. Hiệu trưởng cứ việc không sợ, nhưng có thể không gây phiền toái, đương nhiên là tận lực không gây tốt. Mà lại cái kia họ Tôn nữ học sinh, hiệu trưởng cũng là biết đến, là trong trường học nữ ma đầu, lão Tôn chất nữ. Nếu không phải làm phiền lão Tôn mặt mũi, hiệu trưởng đã sớm đem cái kia gậy quấy phân heo đồng dạng nữ lưu manh trực tiếp khai trừ. Kia nơi nào là cái gì học sinh, so trên xã hội nữ a à, phi còn lưu manh hôm nay việc này lão tôn dạng này quan trọng không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài còn không phải là bởi vì cùng hắn chất nữ có quan hệ vị đồng chí này họ gì đại danh hiệu trưởng trừng tôn chủ nhiệm một chút thoảng qua hòa hoãn một chút ngữ khí hướng tiêu phàm hỏi hiệu trưởng ánh mắt dù sao cùng lão tôn có chỗ khác biệt tiêu phàm chỉ trẻ tuổi kia khí độ không phải bình thường lại nói vừa rồi gác cổng cho lúc hắn gọi điện thoại thế nhưng là nói đến rõ ràng tiêu phàm lái bôn chỉ xa đến Mặc dù nói, hiện tại kẻ có tiền rất nhiều, có thể lái nổi đại bôn, trung quy vẫn là số ít, trong nhà nói thế nào đều sẽ có chút bối cảnh. Vô duyên vô cớ, vì lão tôn cái kia hốn chướng chất nữ, hiệu trưởng thế nhưng không nguyện ý đắc tội kẻ có tiền. Mấu chốt là không có lý do a à, hiệu trưởng dựa vào cái gì vì lão tôn đi đắc tội người. Nếu như kia nữ lưu manh là hiệu trưởng cháu gái của mình, kia lại coi là chuyện khác. Không dám, họ tiêu, tiêu phàm, tiêu tiên sinh, như là đã báo động, vậy liền mời ngươi trước tiên ở cái này ngồi một hồi đi, cùng cảnh sát đồng chí đến, cùng một chỗ nói rõ ràng. Hiệu trưởng ngữ khí càng thêm hòa hoãn lại, báo động, việc này liền không về trường học xử lý, hiệu trưởng không cần thiết lại nghiêm mặt. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu phàm theo lời tại đãi khách trên ghế salon ngồi xuống, phương du Mỹ do dự một chút, cũng chen hắn ngồi xuống bên người. Mắt thấy tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua khống chế của nàng, cũng chỉ có thể dựa vào tiêu phàm, hy vọng gia hỏa này đừng để mình thất vọng mới tốt. Tiểu nha đầu hiện tại không phát sầu mấy tên côn đồ sự tình, nàng lòng tràn đầy sầu lấy làm sao sống lão ngụ một cửa ải kia. Hiệu trưởng tự mình cho hai người pha xong trà nước tới. Tôn chủ nhiệm lập tức rất bất mãn hừ một tiếng, hiệu trưởng không có pha trà cho hắn. Mà lại hiệu trưởng ở ngay trước mặt hắn, đối cái này hai khách khí như vậy, chính là nói rõ không cho hắn tôn chủ nhiệm mặt mũi. Nhưng tôn chủ nhiệm khó chịu, hiệu trưởng còn càng khó chịu đâu tiểu tử ngươi nói thế nào cũng là thuộc hạ của ta còn muốn để ta rót nước cho ngươi quá không có nhãn lực giá hiệu trưởng tác họ tại đãi khách trên ghế salon ngồi xuống cũng không để ý tới tôn chủ nhiệm người này a à, màu bệnh không thể quen càng chiều hắn càng được đà lấn tới tiêu tiên sinh tại không có cùng hiệu trưởng hỏi xong tiêu phàm liền khoát tay áo nói hiệu trưởng mặc dù việc này đã báo động nhưng trường học phương diện cũng không thể nói liền không có trách nhiệm. Muội muội ta tại trường học các ngươi đọc sách, trường học có nghĩa vụ cam đoan nhân thân của nàng an toàn. Giống như thế bá vương học sinh, trường học liền không có một chút xử lý biện pháp sao? Chuyện này, ta rất có ý kiến, ngươi còn có ý kiến rồi, ngươi là ngươi đã thương tốt a, à? ở trường học bên ngoài đã thương người, lại trường học của chúng ta. Hiệu trưởng chưa trả lời, một bên tôn chủ nhiệm liền kêu la, trận to trong mắt, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tiêu Phàm liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, tôn chủ nhiệm, Khải Minh Trung học là hiệu trưởng phụ trách chế A. Ta cùng hiệu trưởng phản ứng vấn đề, người có thể làm chủ sao? Hiệu trưởng khóe miệng cực nhanh hiện lên một vòng ý cười. Vị này tiêu tiên sinh, nhìn qua nhã nhặn, không giống cái kẻ tàn nhẫn, lời nói ra, lại so tảng đá còn cứng rắn, trực tiếp đem lão tôn cái này hai hàng đỉnh ở trên tường, hiệu trưởng trong lòng rất được lợi. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Học sinh đánh nhau, vốn chính là ta tại xử lý thật sao kia tôn chủ nhiệm vừa rồi tại sao lại nói ở trường học bên ngoài đả thương người không thể trốn học trường học tôn chủ nhiệm xem ra phải hiểu ngươi thật đúng là tương đối phí sức mời ngươi logic rõ ràng một điểm có được hay không ta logic không rõ ràng ngươi người nào a à, đến phiên ngươi ở đây giáo huấn ta tiêu phàm lắc đầu nói tôn chủ nhiệm ngươi sai ta không có giáo huấn ngươi ta cũng không muốn dạy dỗ ngươi cái này thường thường giọng nói nhàn nhạt, nhạt, cái này không thèm quan tâm thần sắc, tôn chủ nhiệm triệt để bị chọc giận. Tiêu phạm ý tứ rõ ràng ngươi lão tôn căn bản liền không đáng ta để giáo huấn, ngươi không có tư cách kia. Ngươi, ngươi, tôn chủ nhiệm duỗi ra một ngón tay, run rẩy chỉ hướng tiêu phạm, sắc mặt tái xanh, tức giận đến nói không ra lời. Liền ở thời điểm này, bên ngoài hành lang trên có người thò đầu ra nhìn hướng phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn quanh, vừa nhìn thấy tiêu phạm, nhàn rỗi lại đem đầu dục trở về, tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Người nào, hiệu trưởng lập tức tấm dưới mặt, trầm giọng quát, một bên đứng dậy đi ra ngoài, muốn xem xét cho rõ ràng. Vừa ra cửa, hiệu trưởng liền giật nảy mình, chỉ thấy ngoài cửa đã vây bảy tám người, mấy tên nhấc lên miệng sùi bọt mép đầu chọc tiểu vô lại, đem hành lang chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Làm gì, các người muốn làm gì? Hiệu trưởng cả kinh lui về sau một bước, đứng tại cửa phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt kêu lên, thanh âm đều có chút run rẩy run. Hiệu trưởng kỳ thật gan rất nhỏ, họ cách yếu nhược, bằng không, lão tôn coi như đang giáo dục ván có chỗ sửa, cũng không dám ở trước mặt hắn kiêu căng như thế, không đem hắn để vào mắt. Hiệu trưởng, các người SPT 15 ban học sinh phương du Mỹ cấu kết người trong xã hội, thanh bằng hữu của ta đánh thành trọng thương, trường học các người phải chịu trách nhiệm A. Tối thiểu muốn cho ta nhóm cái thuyết pháp, đúng, muốn cho cái thuyết pháp, không phải chúng ta hôm nay liền không đi hiệu trưởng, người nhìn, người này đều nhanh không được, các người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp A. À. Nếu là chết ở chỗ này, các người nhưng phải chịu trách nhiệm. Mấy tên liền mồm năm miệng người kêu la, có vẻ như không có kia hai cái nữ bá vương ở bên trong. Hai nàng trung quy là khải minh trung học học sinh, không dám công nhiên đến phòng làm việc của hiệu trưởng đến nháo sự. Cái khác mấy cái là thanh niên lêu lồng, lại không cái này lo lắng. Tựa hồ lại mặt khác gọi mấy người đến trợ trận trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt lại cũng không dám hướng phòng hiệu trưởng xông vào bọn hắn không sợ hiệu trưởng nhưng bọn hắn sợ tiêu phàm cái này sát tinh an vị tại hiệu trưởng trong phòng vạn nhất lần nữa dẫn lửa hắn lại ra đánh gãy hai cái người tay chân lại như thế nào ngăn cản người đông thế mạnh suy nghĩ là không dám có vừa rồi ba người đi lên còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liên toàn nằm xuống lão đầu chọc hiện tại cũng hôn mê không có tỉnh lại nhiều người không dùng được Bất quá đây là trong trường học, liệu tất chỉ cần không còn đi trêu chọc hắn, tiêu phàm cũng sẽ không lại xuất thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám hướng tiến vào phòng hiệu trưởng đi, cùng tiêu phàm chịu được quá gần, tuyệt đối là không sáng suốt. Đây là các người ở trường học bên ngoài phát sinh sự tình, làm sao trốn học trường học. Hiệu trưởng cứ việc trong lòng sợ hãi, hay là gượng trống. Tôn chủ nhiệm liền ở bên trong nháy mắt, bên ngoài mấy cái gây chuyện nữ nhân hiểu ý, lập tức liền một loạt mà trước, nắm chặt kéo lên tới mấy cái này nữ nhân xem ra rất có kinh nghiệm nhìn qua khí thế hùng hổ lại chỉ là nắm chặt kéo hiệu trưởng quần áo cũng không có cào mặt của hắn dù là như thế hiệu trưởng đã ngăn cản không nổi dọa đến kêu to lên làm cái gì làm cái gì các ngươi các ngươi muốn làm gì buông tay mau buông tay a à. thanh âm tương đương sợ hãi so tú tài gặp quân binh càng khiến người ta nhức đầu là gặp được mấy cái nữ binh Mắt thấy hiệu trưởng chân tay luống cuống, từng bước một hướng trong phòng lui bước, tôn chủ nhiệm kịp thời ra mặt, hét lớn một tiếng, "Làm gì? Úm, náo cái gì náo, còn có hay không một điểm quy củ?" Mấy nữ nhân lúc này dừng tay, buông ra hiệu trưởng, hiệu trưởng vội vàng tránh tiến vào văn phòng về sau, sắc mặt trắng bệch, hô hô thở dốc không thôi, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. "Đây là trường học, không phải chợ bán thức ăn, các ngươi còn dám náo, ta báo cảnh đem các ngươi bắt lại." đều thành thành thật thật đợi, trường học sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tôn chủ nhiệm ưỡn ngực lồi bụng, làm bộ quát, nhiễm nhiên hắn mới là nhất giáo chiều dài. Mấy cái kia nữ nhân, rõ ràng cùng tôn chủ nhiệm quen biết, lập tức liền không nhao nhao không náo, nó bên trong một cái tương đối cơ linh, còn giả mô hình giả thức nói tốt, liền xem ở vị lãnh đạo này trên mặt mũi, chúng ta tạm thời không náo. Trường học các ngươi nếu là không bỏ ra nổi để chúng ta kết quả vừa lòng, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đánh người còn có lý rồi. Tôn chủ nhiệm hư một tiếng, xoay người lại, đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, người xem đi, việc này huyên náo, trường học của chúng ta đều có trách nhiệm. Người nói xử lý như thế nào tốt, lời nói là đối hiệu trưởng nói, ánh mắt lại chỉ ở tiêu phàm trên mặt liếc đến liếc đi, đầy mặt đắc ý. Tiểu tử, ta không tin chị không được ngươi, ngươi muội muội còn trong tay ta đọc sách đâu. Phương Du Mỹ khinh thường nhếch miệng, tôn chủ nhiệm phen này làm ra vẻ, nàng thế nhưng là thấy rõ ràng. Vốn là muốn trước mặt mọi người vạch trần hắn, liếc mắt thoáng nhìn tiêu phàm, vị này chỉ là lặng yên ngồi, không có nửa phân muốn tức giận ý tứ, phương du Mỹ lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trong bất trí bất giác, tiểu cô nương đã ở trong lòng đem tiêu phàm xem như lớn nhất dựa vào, đối với hắn sinh ra ỷ lại cảm giác. Cứ việc chính nàng chưa ý thức được điểm này, tôn chủ nhiệm thấy uy hiếp chưa thể có hiệu quả, trong mắt nhanh như chấp nhất chuyển, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Đồn công an, đều nhường một chút, tôn chủ nhiệm nghe xong thanh âm này, lập tức mặt mày hớn hở, lập tức liền đi ra ngoài đón. chương 197, Thổ Bá Vương Đồn công an đến ba người, một tên cấp hai cảnh đốc dẫn đội, nhìn qua ba mười mấy tuổi, thần sắc ngạo nghế. Càng chỗ, đến rồi, tôn chủ nhiệm nhìn qua cùng cấp hai cảnh đốc rất quen thuộc nhấm, tiến lên cùng hắn nắm tay, cười ha hả, thần thái phi thường thân mật. Lão Tôn, càng chỗ khẩu khí rất vị ý, chứng minh hắn cùng Lão Tôn quan hệ quả thật không tệ. Khải Minh Trung học là khu bên trong trọng điểm trung học, rất nơi tiêu thụ tốt, không ít thị dân tìm kiếm nghĩ cách đem tiểu hài đưa tiến vào Khải Minh Trung học. Càng sở trường ngày bình thường không ít tìm tôn chủ nhiệm hỗ trợ. Tôn chủ nhiệm cũng tương đối giảng nghĩa khí, trên cơ bản không có để càng sở trường thất vọng qua. Tôn chủ nhiệm cô cháu gái kia tiểu cầm, tuổi còn nhỏ, cùng trên xã hội một nhóm tiểu vô lại hốn cùng một chỗ gần hai năm phạm sự tình cũng không ít đều là càng sở trưởng hỗ trợ giải quyết cái này gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên càng chỗ các ngươi đến liền tốt đến liền tốt chúng ta cái này toàn lộn xộn tôn chủ nhiệm luôn miệng nói càng sở trưởng không có vội vã tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng ánh mắt vung mạnh liền thấy miệng sùi bọt mép đầu chọc không khỏi song mi nhân lại nói lão tôn này sao lại thế này người này làm sao không lập tức đưa bệnh viện tôn chủ nhiệm không khỏi cười khổ nói càng chỗ đây không phải chờ các ngươi tới làm cái quyết định sao người này cũng không phải tại trường học của chúng ta bị thương cùng trường học của chúng ta một chút quan hệ không có đánh người hung thủ liền tại phòng làm việc của hiệu trưởng đâu phách lối cực kỳ các ngươi không đến thật đúng là không ai dám thanh người hướng bệnh viện đưa càng sở trưởng lập tức sau nghi một dương khẽ nói có đúng không hừ hừ ai như vậy như bức a ta không biết người ta một câu đều khinh thường tại cùng chúng ta nói nhiều ta không xứng a tôn chủ nhiệm cổ động như lò so miệng lưỡi mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ tựa hồ tôn chủ nhiệm hôm nay thật thụ lớn ủy khuất ai để người ta có tiền đâu mở đại bôn chủ ta nhưng không thể trêu vào mở đại bôn không tầm thường a có tiền không tầm thường a có tiền nữa cũng được tuân thủ luật pháp càng sở trưởng xem ra không phải cái trầm ổn tính tình bị tôn chủ nhiệm trêu chọc vài câu, lập tức lửa thở phì phò vọt lên. muốn nói loại tâm tình này phương diện đồ vật, thật đúng là kỳ quái. nguyên bản cho tới bây giờ, càng sở trưởng ngay cả tiêu phàm mặt đều không thấy được. vẹn vẹn nghe tôn chủ nhiệm lời nói của một bên, lập tức liền đối tiêu phàm tràn ngập ác cảm. đoán chừng hay là mở đại bôn cùng có tiền cái này hai cái danh từ nhói nhói càng sở trưởng nào đó cây thần kinh nhạy cảm. người trong nước thù dầu tâm lý, không phải hôm nay mới có cũng không phân giai cấp, không phân địa vực, đúng mọi nơi mọi lúc. Đây là chúng ta yêu lương truyền thống, cổ đại thanh quan, xử án thời điểm, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Hết thảy thiên vị nghèo khó người, đối người giàu có đủ kiểu bắt bẻ làm khó dễ. Chính là vì một cái cái gọi là thanh thiên thanh danh. Từ cổ thanh quan nhiều khốc, cũng là loại này thù giàu tâm lý cùng mời tên tâm lý đang tác quái. Lập tức đem người này đưa bệnh viện, tiền chữa trị ta phụ trách. Càng sở trưởng khí tráng như trâu vung tay lên, quát: "Ai ai, tạ cám, cảm ơn Càng sở trưởng, Càng sở trưởng thật là một cái tốt cán bộ a. À. Đúng đúng, Càng sở trưởng chính là cái tốt lãnh đạo." Lập tức liền thu hoạch vô số lấy lòng nịnh nọt thanh âm, Càng sở trưởng hả ra một phát đầu, tại đoàn người chủ động tránh ra trong thông đạo ở giữa sải bước đi tới. Tâm tình người điểm thoải mái, thấy Càng sở trưởng mang theo hai tên cảnh sát vào cửa, hiệu trưởng lúc này mới thở phào một hơi liên tục không ngừng đứng dậy đón lấy. Có cảnh sát tại, hiệu trưởng liền an toàn, hắn quả thật có chút sợ hãi mấy cái kia nữ nhân, nếu là cho các nàng cào cái mặt mũi tràn đầy hoa, cũng không tìm tới nói rõ lý lẽ địa phương. Càng sở trưởng, chào ngươi chào ngươi, hiệu trưởng chăm chú cùng càng sở trưởng nắm tay, phương hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra a à? làm sao đánh nhau còn đánh tới trường học đến rồi, bị thương như vậy nặng, cái này học sinh cũng quá không ra gì đi. Càng sở trưởng vừa cùng hiệu trưởng nắm tay, một bên tìm khắp tứ phía, ánh mắt lập tức liền định tại tiêu phàm trên mặt. Phòng này bên trong tổng cộng liền mấy người, Phương Du Mỹ là tiểu nữ sinh, kia không cần hỏi. Tiêu phàm chính là tôn chủ nhiệm miệng bên trong cái kia ngang ngược càn rỡ con em nhà giàu. Mặc dù người này nhìn qua nhã nhặn không giống lắm là tôn chủ nhiệm nói cái chủng loại kia người. Nhưng người không thể xem bề ngoài, càng sở trưởng cảm giác được, tiêu phàm ngạo khí là từ thực chất bên trong đầu lộ ra đến. Này cũng cùng càng sở trưởng đối phú nhị đại nhận biết cơ bản nhất trí, những người có tiền này tử đệ, cả đám đều thích trang bức. Bên ngoài đồng hồ nhìn qua nhã nhận hòa khí, phong độ nhẹ nhàng, thực chất bên trong lại rất kiêu ngạo. Xem thường người, càng sở trưởng, lúc này thật đúng là không tệ trường học của chúng ta, đỡ là ở trường học bên ngoài đánh. Đả thương người cũng không phải chúng ta trường học học sinh, càng không phải là giáo chức, là người trong xã hội. Chúng ta là tai bay vạ gió không đợi hiệu trưởng mở miệng, tôn chủ nhiệm lại đoạt tại trước. Tiêu phàm sau mi cao lại, chậm rãi đứng dậy, hướng càng sở trưởng nói, càng sở trưởng, người tốt, ta là tiêu phàm. Có quan hệ hôm nay phát sinh tình huống này, ta làm nói rõ đi. Tốt, người nói, càng sở trưởng nghiêng liếc hắn, không mặn không nhạt nói, thần sắc có chút kiêu căng. Tiêu phàm không để ý tới thái độ của hắn, đơn giản thanh tình huống nói rõ một chút. Nha, nói như vậy, hay là người có lý rồi? càng sở trưởng đặt câu hỏi, mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý. Kỳ thật dựa theo công an nhân viên thường thức, càng sở trưởng biết tiêu phàm nói mới là chân thực tình huống. Nhưng hôm nay việc này lại không thể đơn giản như vậy xử lý. Hắn biết cái kia gọi tiểu cầm nữ học sinh, cùng lão tôn là quan hệ như thế nào. Cô bé này cũng coi như phải là đồn công an khách quen, chỉ là xem ở lão tôn trên mặt mũi, đồn công an chưa từng có đường đường chính chính xử lý qua nàng, không phải sớm đã bị trường học khai trừ. Tiêu phàm không để ý tới càng sở trưởng thái độ, lập tức nói, càng sở trưởng, liền coi như các người mấy vị không đến, ta cũng sẽ đi đồn công an. Khải Minh Trung học là khu bên trong trọng điểm trung học, trong trường học tình trạng an ninh bết bát như vậy, học sinh đang học cùng trên xã hội lưu manh hỗn đản hố giới một mạch, khi dễ những bạn học khác. Trường học có trách nhiệm, các người đồn công an, cũng giống vậy có trách nhiệm. Hẳn là hảo hảo nghiên cứu một chút, giải quyết như thế nào vấn đề này tránh tình huống tương tự tiếp tục phát sinh. Càng sở trưởng ngửa mặt lên trời cười ha hả, hai con mắt chừng phải tròn căng, tiếp cận tiêu phàm. Ha ha, tiêu tiên sinh, người đây là đang dạy ta làm sao làm việc đâu. Ngài là khu bên trong lãnh đạo hay là thị lý lãnh đạo? Có lẽ, ngài là trung ương lãnh đạo, ta cảm thấy làm sao có chút không đáng tin cậy đâu. Tùy hành hai vị cảnh sát cùng tôn chủ nhiệm đều cười lên, đầy cõi lòng mỉa mai chi ý tiêu phàm có chút nhíu mày nói càng sở trưởng có ý tứ là nói chỉ có lãnh đạo mới có thể cho công tác của các ngươi để ý thấy phổ thông thị dân liền không có tư cách này đúng hay không ai ngươi đừng dùng lời lôi kéo ta ta không để mình bị đẩy vòng vòng càng sở trưởng tay bãi xuống cười lạnh nói ta quản ngươi là lãnh đạo hay là ai ta liền biết dựa theo pháp luật làm việc đánh người còn có lý rồi tổn thương người liền phải bỏ tiền liền phải tiếp thu xử phạt ta cho ngươi biết hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai ngươi chính là thiên vương lão tử cũng được thủ ta lão vư quy củ đừng tưởng rằng có mấy cái tiền liền dám đến chỗ phách lối lập tức cùng ta về đồn công an đi hảo hảo thanh vấn để nói rõ ràng phương du mỹ không thể kìm được đằng đứng lên hung hăng tiếp cận càng sở trường thở phì phò nói càng sở trường các ngươi đồn công an cũng được giảng đạo lý a à. rõ ràng là bọn hắn đùa nghịch lưu manh chúng ta là phòng vệ chính đáng làm sao việc này đều biến thành lỗi của chúng ta rồi. Ôn nhu bộ ngực, theo thở hào hền không ngừng chập trùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Càng sở trưởng cười lạnh một tiếng, nói thế nào, không phục a? À. Có bản lĩnh người đem khu bên trong thị lý lãnh đạo gọi tới cho ta, nhìn ta lão vưu có sợ hay không? Nha, ai khẩu khí lớn như vậy chứ? Đang khi nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên một thanh âm, nghe vào kẻ nói chuyện nhiên kỷ cũng không quá lớn. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu đoàn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cổng phần Phật tuôn ra tiến đến một đám người. Đi ở phía trước, là một vị 20 tuổi ra mặt thanh niên, toàn thân ác mani bảng tên, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền. Chính là Tiểu Quế Tử, tiếp vào một điện thoại của ca, Tiểu Quế Tử một khắc không ngừng liền hướng Khải Minh Trung học đuổi, trên đường đi đánh mấy điện thoại, chờ hắn đuổi tới Khải Minh Trung học thời điểm, cái khác nên đến người, cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Ngươi là ai a à, ngươi? càng sở trường thấy lại tới một cái phú nhị đại, lập tức giận không chỗ phát tiết, song nghi dựng lên, liền muốn phát tác, lại bỗng nhiên há to miệng, phần sau đoạn lời nói ngạnh sinh sinh bước tại yết hầu bên trong, nhà không ra. Đợi, hầu cục trưởng, lại nguyên lai like theo sát tiểu quế tử về sau, chính là một vị người mặc đồng phục cấp hai cảnh giám, khoảng 40 năm tuổi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc. Càng sở trưởng nhận ra thân thiết, chính là khu ván hầu cục trưởng. Chính, không phải phó. Người đứng đầu, mới vừa rồi là ai lớn như vậy khẩu khí nói chuyện tới. Ta đây là tiến vào ổ thổ phỉ tử còn là thế nào? Thổ hoàng đế a, à, tiểu Quế tử cũng không phải đèn đá cạn dầu, mặc dù không biết lão đại vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện tại Khải Minh Trung học, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão đại đã ở đây, cũng mà còn có người tại tìm một cái phiền phức. Nhất là cái này tìm phiền toái người, hay là đồn công an cảnh sát. Tiểu Quế tử tự giác có thua thiệt cương vị bất kể nói thế nào hắn lão tử tại thủ đô cục thành phố làm nhiều năm như vậy phó cục trưởng hiện tại lại đi bộ bên trong đường đường ba ván cục trưởng trông coi cả nước trị an để một cái đồn công an cảnh sát tại lão đại trước mặt la to lên cao điệu tiểu quế tử thật khỏi phải hốn lão đại khí quyển giảng cứu cái phong độ khinh thường tại cùng loại người này so đo không có nghĩa là hắn tiểu quế tử cũng có thể làm như vậy đại ca cùng tiểu đệ là có khác biệt nhìn hắn trực tiếp thanh khu ván cục trưởng gọi đi qua liền có thể thấy tiểu quế tử đối với chuyện này coi trọng trình độ. Càng dũng, chuyện gì xảy ra đâu? Văn minh chấp pháp, không hiểu a à? Ngươi là cảnh sát nhân dân, không phải thổ bá vương. Hầu cục trưởng chừng mắt, liền răn dậy. Nói thật, hầu cục trưởng chuyến này cũng tới phải vội vàng, đầy trong đầu bột nháo, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nhưng hắn tại Khải Minh Trung học cổng đụng phải tiểu quế tử thời điểm, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Quế thiếu tự mình chạy tới việc này tiểu không được đừng nhìn quế thiếu niên kỷ nhỏ tại thủ đô chính trị và pháp luật hệ thống quả thực là cái nhân vật không tầm thường nghe nói quế cục trưởng bây giờ trèo lên lão phương nhà quan hệ vậy thì càng thêm không được từng bước cao thăng tiết tấu a à, ngay cả quế thiếu đều như thế chuyện gấp gáp hắn lão hậu còn thật không dám thất lễ cái này tứ cửu thành bên trong không nói những cái khác chính là hàng hiệu nha nội không ít kia là tuyệt đối đắc tội không nổi chương 198, dọa không chết ngươi. Càng sở trưởng mồ hôi liền hạ đến, do gì chảy xuôi, còn không dám sát, phân cục hầu cục trưởng, thế nhưng là lấy nghiêm khắc ngự rơi xuống sưng, đừng bảo là lão vưu như thế một cái phó sở trưởng, liền xem như sở trưởng chính ủy, tại hầu cục diện trước cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu huấn phần. Mà lại bởi vì Khải Minh Trung học một cái nho nhỏ chị An bản án, trực tiếp kinh động hầu cục trưởng đại giá, càng sở trưởng lại không ngốc, làm sao có thể không phát hiện được trong lúc này có vấn đề. Cái này, cái này, cục trưởng, ta. Trong lúc nhất thời, càng sở trưởng trừ chảy mồ hôi, nói không nên lời những lời khác tới. Thực tế cái này ngoài ý muốn phát sinh quá đột ngột, càng chỗ dài một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, liền muốn biện giải cho mình vài câu, lại nơi nào có thể tìm tới lý do thích hợp. Trước tạm chảy mồ hôi lại nói, tôn chủ nhiệm trong mắt nhanh như chấp loạn chuyển, tiến tới góc mặt, vừa cười vừa nói, cục trưởng, chúng ta, ai nha, càng sở trưởng là đến vì trường học của chúng ta xử lý vấn đề, nơi này có người đả thương người. Đả thương người nào a? À? Không đợi hầu cục trưởng trả lời, một thanh âm khác tại bên ngoài vang lên. Đang chuẩn bị tiếp tục nói bừa tôn chủ nhiệm lập tức cũng há to miệng, nói không ra lời. Hiệu trưởng càng là cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Tùy theo vào cửa, cũng là một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, âu phục dày da, thần thái nghiễm nhiên. Tuần, Chu cục trưởng, hiệu trưởng vội vã nghênh đón tiếp lấy. Vị trung niên nam tử này lại là khu bộ giáo dục cục trưởng, cũng là chính, không phải phó. Chu cục trưởng lúc đầu ngay tại trong cuộc tổ chức hội nghị, khu bên trong một vị nào đó lãnh đạo gọi tới một cú điện thoại, Chu cục trưởng liền trang diện lời nói cũng không kịp bàn giao, trực tiếp liền từ hội trường đuổi tới Khải Minh trung học đến. Khu bên trong vị kia chủ quản lãnh đạo, ở trong điện thoại ngữ khí không phải bình thường nghiêm khắc, quả thực được xưng tụng là thần sắc nghiêm nghị dừng lại tốt huấn. Vội vã chạy tới nơi này, liếc mắt liền thấy khu công an phân cục hầu cục trưởng đã tới trước, chu cục trưởng cái này giật mình, coi là thật không thể coi thường. Phải phát sinh chuyện lớn gì, mới có thể kinh động lão hậu chạy tới a à. chu cục trưởng trong đầu lập tức liền 15 con rơi làm múc nước bất ổn. Lão Vương, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì rồi? chu cục trưởng thanh sắc câu lệ quát hỏi. Không, không có gì. Cục trưởng, chính là, chính là trường học học sinh náo một chút mâu thuẫn. Vương hiệu trưởng càng là mồ hôi rơi như mưa, đồng dạng làm cho mộng. Cái này đều làm sao rồi? Làm sao những này khu bên trong đầu lính, đều hẹn xong như chạy tới? Tiểu Quế tử lại không để ý tới bọn hắn, đi thẳng tới tiêu phàm trước mặt. Hạ thấp giọng hỏi, lão đại, không có sao chứ? Tiêu phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có việc gì, chính là trường học hai cái nữ học sinh, cấu kết trên xã hội tiểu vô lại, khi giấy cấp thấp nữ học sinh, tình huống mặc dù không nghiêm trọng, tính chất tương đối ác liệt. Mấy cái kia tiểu vô lại còn dám động đao. A, à, tiểu Quế Tử vừa sợ vừa giận, có người dám cùng lão đại động dao, đây không phải là vội vã muốn chết a. À. Tiểu Quế Tử thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua lão đại công phu, uông lão tam nghiêu bức a. À. Một quyền liền đánh thành cho, lại cẩn thận quan sát một chút lão đại bên người tiểu nữ sinh. Tiểu Quế Tử cũng há to miệng, không khép lại được tới hắn vừa rồi lực chú ý toàn đặt ở lão đại trên thân, đối tiểu nữ sinh này không thế nào lưu ý. Cái này một nhìn kỹ, ta cái wow, đây là phương gia khuê nữ A. Tại hoa nhài hội sở, tiểu quế tử đi theo nhà mình lão ba đi gặp nhiều vũ đình thời điểm, tại nhiều vũ đình bên người gặp qua phương du Mỹ một mặt. Kia về phương du Mỹ không có mặc đồng phục, dáng dấp gọi là một cái thủy linh. Cứ việc niên kỳ còn nhỏ hơn, cực phẩm Mỹ nhân phôi tử đã sớm hiển hiện ra tiểu quế tử lúc ấy cũng không dám nhìn kỹ thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm người ta phương ra tiểu thư nhìn quá không lễ phép không ngờ hiện tại thấy lại là mặt mũi bầm dập không thể nghi ngờ lão đại miệng thảo luận bị khi phụ cấp thấp nữ học sinh chính là vị này phương ra tiểu cô nãi nãi khó trách ngay cả lão đại đều chạy tới hợp lấy là cái này tiểu cô nãi nãi xảy ra trạng huống tiểu quế tử lại là giật mình vừa buồn cười thế đạo coi là thật khác biệt còn có tiểu vô lại dám khi dễ phương gia khuê nữ. Không biết người ta lão tử, tại chính trị và pháp luật hệ thống là nhân vật bậc nào ha. À? Phương, người tốt, tiểu quế tử vội vàng cho phương du Mỹ chào hỏi. Hắn không biết phương du Mỹ danh tự. Ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt cũng không thể xưng phương du Mỹ phương tiểu thư. Không có xem người ta mặc đồng phục đâu. Đành phải hàm hàm hồ hồ hốn quá khứ. Phương du Mỹ nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một tầng xương lạnh đừng nhìn hầu cục trưởng vừa vào cửa liền răn dậy càng sở trưởng, kỳ thật ánh mắt kia, không giờ khác nào không chăm chú vào quế thiếu trên thân. Mắt thấy quế thiếu đối tiêu phàm cùng phương du Mỹ khách khí như vậy, lập tức trong lòng liền tựa như gương sáng. Hai vị này, mới là ngay cả quế thiếu đều muốn gấp nhân vật. Nhìn qua, kia mặc đồng phục xinh đẹp tiểu cô nương thụ thương. Lão vư, chuyện gì xảy ra? Trường học học sinh, cấu kết trên xã hội tiểu vô lại, khi dễ những bạn học khác, các người đồn công an bình thường làm gì ăn? Úm, loại chuyện này, vì sao lại phát sinh? Cục trưởng, ta, ta đây cũng là tiếp vào báo án, vừa qua đến tìm hiểu tình huống đâu. Càng sở trưởng vội vội vàng vàng cho mình giải thích một câu. Hắn cũng mơ hồ nhìn ra, mình vừa rồi luôn mồm muốn giáo huấn phú nhị đại tiểu bạch kiểm, mới là mấu chốt của vấn đề. Hầu cục trưởng bọn hắn sau khi vào cửa, tiểu quế tử thế nhưng là đi ở phía trước. Không hề nghi ngờ cái này chừng 20 tuổi trẻ tiểu ca, thân phận địa vị càng tại hầu cục trưởng phía trên. Chỉ sợ hầu cục trưởng chính là hắn gọi tới, nhưng vị này như bức đại thiếu, tại tiêu phàm trước mặt lại kính cẩn cực kỳ, vào cửa liền đổi sắc mặt, một bộ chân chạy tiểu đệ bộ dáng. Một cái có thể trực tiếp thanh khu công an phân cục cục trưởng và khu bộ giáo dục cục trưởng đều kêu đến như bức đại thiếu, là tiêu phàm tiểu đệ. Như vậy, tiêu phàm lại là gì chờ đến đầu, càng sở trưởng không có cách nào tưởng tượng, hắn chỉ biết, hôm nay chọc đại phiền toái, rất lớn phiền toái rất lớn, cho cười, xảy ra chuyện các người mới chạy tới, bình thường đi làm cái gì rồi. Gọi các người dự phòng phạm tội, các người làm sao dự phòng. Trường học là địa phương nào, náo thành cái dạng này, để các bạn học làm sao an tâm đọc sách A. À? Không đợi càng sở trưởng nói xong, hầu cục trưởng lại là đổ ập xuống rũa cho một trận. Hắn đoán không được tiêu phàm cùng cái kia xinh đẹp phải không tưởng nổi mắt to tiểu nữ sinh là quan hệ như thế nào, nhưng cái này không sao. Mấu chốt ở chỗ, tiêu phàm là quế thiếu đều khẩn trương đại nhân vật. Biết điểm này liền đầy đủ, có vẻ như vừa rồi, càng sở trưởng liền là hướng về phía người ta la to tới. May mà kịp thời đuổi tới, nếu thật là càng sở trưởng lại làm ra chuyện khác người gì đến, triệt để chọc giận người ta, vậy coi như thật khó mà thu thập. Hầu cục trưởng trong lòng rõ ràng, những này hàng hiệu công tử ca, liền là để ý cái mặt mũi. Hôm nay ngươi để hắn ném mặt mũi, ngày khác hắn có thể trực tiếp thanh ra mặt của ngươi cho lột bỏ tới. Lão Vương, các ngươi chuyện gì xảy ra? Trường học học sinh, làm sao có thể cấu kết trên xã hội không nghề nghiệp nhân viên, tới trường học nháo sự, khi dễ đồng học? Các ngươi dạy thế nào dục? Bộ giáo dục chu cục trưởng cũng nhìn ra tình hình khác thường, theo sát lấy chen vào đến, nghiêm nghị quát lớn. Có thể làm đến khu bộ giáo dục cục trưởng, lão chu cũng tuyệt đối không phải người ngu, kia ánh mắt, không phải bình thường tốt hiệu trưởng cũng cùng càng chỗ giống nhau liều mạng lưu mồ hôi lạnh kìm lòng không đặng hướng tiêu phàm ném đi ánh mắt cầu cứu có vẻ như mình vừa rồi đối vị gia này hay là rất khách khí thời khắc mấu chốt ngài liền kéo ta một cái đi tiêu phàm xong nghi cao lại tiến lên một bước hầu cục trưởng chu cục trưởng lập tức ngậm miệng lại đồng loạt nhìn về phía tiêu phàm chờ hắn chỉ thị hôm nay việc này muốn làm sao kết thúc công việc dù sao cũng phải vị gia này phát câu nói mới có cái cơ bản xử lý tiêu chuẩn tóm lại muốn để tiêu phàm hài lòng đây là lớn nhất nguyên tắc hầu cục trưởng chu cục trưởng tình huống là như vậy tiêu phàm không ngại phiền phức lại cho hai vị khu ván người đứng đầu thuyết minh sơ qua một chút có loại sự tình này cái này còn cao đến đâu lão vương các ngươi làm sao làm trong trường học có như vậy không tuân thủ kỷ luật học sinh vì cái gì sớm không xử lý còn để các nàng lưu ở trường học tai họa những bạn học khác Chu cục trưởng giận tím mặt, tiếp cận vương hiệu trưởng, nghiêm nghị hỏi. Chu cục trưởng, chúng ta, chúng ta lập tức xử lý, lập tức xử lý. Vương hiệu trưởng luôn miệng nói, đưa tay sát thanh mồ hôi lạnh. Tiêu phàm khoát khoát tay, ngừng lại vương hiệu trưởng, ánh mắt phung mạnh, liền nắm chặt tôn chủ nhiệm. Chu cục trưởng, ta nhận vì chuyện này đầu nguồn, khả năng cùng vị này tôn chủ nhiệm có quan hệ. Tôn chủ nhiệm đã sớm chỗ này, tránh ở một bên, không dám thở mạnh một cái chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào trong lòng âm thầm hướng về đầy trời thần phật khẩn cầu mấy trăm ngàn lần cầu nguyện tiêu phàm bỗng nhiên phải cái dễ quên chứng không nhớ rõ hắn lão tôn là ai đáng tiếc mộng tưởng luôn luôn rất đầy đặn hiện thực luôn luôn rất xương cảm giác tiêu phàm thế mà cũng không có phải dễ quên chứng theo ta được biết cái kia cùng trên xã hội tiểu vô lại cấu kết nữ học sinh cùng tôn chủ nhiệm có thân thuộc quan hệ đây mới là nàng có thể một mực lưu ở trường học xưng vương xưng bá nguyên nhân ta cho rằng, chuyện này cần thiết hảo hảo tra một chút. Tiêu phàm chậm rãi nói, ngữ khí không nóng không vội. Xong, tôn chủ nhiệm chỉ cảm thấy hai chân mềm nhún, vội vàng đỡ lấy bên người vách tường, mới tính miễn cưỡng chống đỡ, không có hướng trên mặt đất trượt chân. Muốn nói Khải Minh Trung học giáo vụ chủ nhiệm, cũng chính là cái khoa cấp cán bộ, còn không cứng rắn bang, tựa hồ cùng cơ quan hành chính khoa cấp cán bộ, không thể đánh đồng, không làm liền không thích đáng, cũng không có quan hệ gì, tôn chủ nhiệm lớn không cần phải như vậy loại người vô dụng nguyễn đản. Kỳ thật không phải, làm khu bên trong trọng điểm trung học, khải minh trung học giáo vụ chủ nhiệm là cái thực quyền vị trí. Những năm gần đây, lão tồn tại trên vị trí này vớt không ít chỗ tốt. Cái này còn thôi, ném cái này quan, nhiều nhất về sau thiếu chút lợi ích thực tế. Tôn chủ nhiệm chân chính lo lắng chính là, vương hiệu trưởng bắt lấy cơ hội này làm mưu đồ lớn, đem hắn bao năm qua làm những sự tình kia đều cho tiết lộ ra vậy thì không phải là có làm hay không được thành giáo vụ chủ nhiệm vấn đề làm không tốt liền có khả năng đi ngồi sổm nhà ngục coi như vương hiệu trưởng xem ở nhiều năm đồng sự trên mặt không ngay ngắn hắn cũng khó tránh chu cục trưởng không xuất thủ vì lấy lòng cái này họ tiêu chu cục trưởng sẽ không chút do dự hy sinh hắn lão tôn lão tôn biết những này làm lãnh đạo cái gì đều làm được yên tâm yên tâm chúng ta nhất định nghiêm tra bất kể là ai, chỉ cần phạm sai lầm, liền tất nhiên sẽ nhận xử phạt. Quả nhiên, chủ cục trưởng bộ ngực nghe xong, thể phát thể tại tiêu phàm trước mặt đồng hồ lên quyết tâm. Vậy thì tốt, chu cục trưởng, ta chờ các ngươi kết quả xử lý. Chuyện này, ta sẽ kéo dài chú ý, ừ ưng ực một tiếng, tôn chủ nhiệm không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại, mới ngã xuống đất. chương 199, che lấp. Làm sao bây giờ? ngồi tại tiêu phàm to lớn xe mercedes bên trong phương du mỹ sầu mi khổ kiểm trường học phiền phức là giải quyết nhưng nàng phiền phức mới vừa mới bắt đầu nàng không phải trọ ở trường sinh ở giữa buổi trưa ở trường học ăn bữa cơm ban đêm là nhất định phải đi về nhà liên hiện tại cái này mặt mũi bầm dập dáng vẻ nàng làm sao hướng như vũ đình giải thích nếu như bị lão ba phát hiện phương lê làm không tốt sẽ đem lãnh đạo trường học tất cả đều rút phương du mỹ biết lão ba có bao nhiêu yêu nàng nhưng phương du mỹ thật không nghĩ ở trường học biến thành danh nhân sau đó người người giống tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh nàng vậy sau này còn có ý gì tiêu phàm cầm tay lái quay đầu nhìn xem nàng nói trường học sự tình ngươi không cần lo lắng tiểu quế tử sẽ xử lý tốt hắn sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện cái kia gãy xương ra hỏa ta cho hắn móc tiền thuốc men về sau mặc kệ trong trường học hay là ngoài trường học một bên sẽ không còn có người dám tìm ngươi gây chuyện tiểu quế tử rất hiểu chuyện Điểm này ngược lại là thật không cần hoài nghi, biết Phương Du Mỹ là phương gia khuê nữ, tiểu quế tử nếu là trả lại cho nàng lưu lại nỗi lo về sau, vậy liền khỏi phải hỗn. Thậm chí để bảo đảm Phương Du Mỹ an toàn, để bảo đảm trên xã hội tiểu lưu manh về sau không còn quấy rầy Phương Du Mỹ, chỉ sợ đồn công an sẽ thay máu. Về phần kia mấy tên côn đồ, vô luận nam nữ, đều sẽ biến mất. Chí ít Phương Du Mỹ tại Khải Minh Trung học đi học mấy năm này, bọn hắn là không thể nào lại xuất hiện giáo dục lao động chế độ chưa hủy bỏ, đối một chút nghịch ngợm gây sự kẻ xấu, nhiều nhất có thể giáo dục lao động 3 năm. Không cần trải qua cái khác bất luận cái gì bộ môn, khu bên trong giáo dục lao động ủy ban liền có thể làm quyết định. Phương Du Mỹ còn có hơn 2 năm thời gian, liền tốt nghiệp trung học. Cái này ta biết, chính là cha mẹ ta, tiểu nha đầu mân mê miệng, trong mắt to lệ quang doanh doanh. Vừa rồi đối mặt tiểu cầm mấy cái này nữ lưu manh, tiểu nha đầu thể sống chết bất khuất biết rõ không địch lại cũng chống lại đến cùng bây giờ lại không như thế dũng khí nói cho cùng nàng vẫn còn con nít tiêu phàm liền cười người còn cười người còn cười tiểu nha đầu bỗng nhiên bộc phát tức bực dậm chân nước mắt sốt cục ngăn không được trôi xuống dưới kiều ủy khuất hình dáng liền đừng đề cập dạng này chúng ta đi trước thắng lợi quảng trường nhiều a di thường xuyên ở đâu nhà thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng người biết a à. tiêu phàm cười một hồi nói đi thẩm mỹ viện làm gì tiểu nha đầu toàn vẹn không hiểu tức giận chừng mắt liếc hắn một cái trước hóa cái trang thành chính người thu thập phải xinh đẹp điểm sau đó thì sao ta cùng ngươi về nhà ta đi hướng nhiêu a di giải thích có được hay không tiêu phàm ngữ khí đặc biệt nhu hòa tựa như dỗ tiểu hài tử đồng dạng kiên nhẫn vô so với tốt thật tiểu cô nương lập tức mở to hai mắt nhìn vừa mừng vừa sợ ngươi thấy ta giống lừa gạt tiểu hài tử người sao ai là tiểu hài tử ai là tiểu hài tử Ngươi mới là tiểu hài tử, không nghĩ tới Tiêu Phàm cái này thuận miệng một câu, lại đem tiểu nha đầu chọc giận, luôn miệng kêu la, một cách tự nhiên nhô lên ngực, ôn nhu bộ ngực đem rộng rãi đồng phục đều cao cao phồng lên. Cũng xác thực không thể tính là hoàn toàn tiểu hài tử. Tiêu Phàm có chút đau đầu, những năm gần đây, hắn cần tại tu luyện, mặc dù cũng thường xuyên hành tẩu giang hồ, nhưng cùng tiểu cô nương liên hệ số lần thực tế không nhiều những này nửa lớn không lớn tiểu cô nương ở sâu trong nội tâm đến cùng nghĩ cái gì, tiêu chân nhân thật đúng là không hiểu rõ lắm minh bạch. Một cái uyển thiên thiên liền đủ để đầu hắn lớn, cùng uyển thiên thiên khách quan, phương du Mỹ là mạnh mẽ tiểu nha đầu, không thể giả được. Cùng uyển thiên thiên có lẽ còn có thể giảng giảng đạo lý, cùng phương du Mỹ, kia là nửa điểm đạo lý đều giảng không thông. Tiêu chân nhân đành phải nổ máy xe, hướng về thắng lợi quảng trường mà đi. Kỳ thật muốn tìm thẩm mỹ viện hóa cái trang, che lấp một chút phương du Mỹ trên mặt vết thương, hoàn toàn không cần thiết đường vòng chạy đến thắng lợi quảng trường đi, kể bên này liền có không ít thẩm mỹ viện. Chỉ là đối với mấy cái này nơi trốn, tiêu phàm xác thực chưa quen thuộc. Trong đầu của hắn, liền biết một cái thắng lợi quảng trường. May mà không thế nào kẹt xe, đại bôn rất thuận lợi mở đến thắng lợi quảng trường. Phương du Mỹ mặc đồng phục, đi tiến vào thắng lợi quảng trường xa hoa nhất Mỹ dung hội sở. Bên người bồi tiếp một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cao phú soái khiến vô số khách nhân ghé mắt. Bây giờ những người có tiền này nhà công tử ca là càng ngày càng không tưởng nổi. Không có một chút danh giới cuối cùng, ngay cả dạng này niên kỳ ấu tiểu cao trung tiểu nữ sinh cũng không buông tha, còn đường hoàng mang theo ra vào giá cao như thế mỹ dung hội sở. Tiểu nữ hài đâu cũng không biết tự ái, tình tình mê mê, niên kỳ tiểu nhỏ liền theo nam nhân chạy tán loạn khắp nơi, ngay cả học đều không lên. Cùng Phương Du Mỹ móc ra đẳng cấp cao nhất thẻ hội viên phó thẻ thẩm mỹ viện nhân viên tiếp đãi mới mơ hồ ý thức được mình khả năng đoán sai, tiểu cô nương này khả năng cũng là có lai lịch lớn. Tiêu phàm nhàn nhạt phân phó nói, tìm các người tốt nhất kỹ sư tới, trang điểm hóa phải tỉ mỉ điểm, đừng để người nhìn ra. Lời này lập tức lại để cho thẩm mỹ viện nhân viên công tác cùng khách nhân khác hưng khởi tà ác liên tưởng, nghe làm sao như vậy giống là vợ chồng trẻ giận dỗi, không cẩn thận chơi quá mức đây. Xem chừng tiểu nha đầu không mặt mũi đi học, chạy trước đến nơi này trang điểm cảm thụ được bốn phía ánh mắt quái dị tiểu nha đầu lại một lần nữa hận đến nghiến răng chỉ muốn chỉ vào mỗi người cái mũi hung hăng mắng một trận nha ánh mắt gì cô nãi nãi là các ngươi trong tưởng tượng cái loại người này a à. tiêu phàm ngược lại là hào không dị dạng bát phong bất động thật vất vả phương dù mỹ hóa tốt trang cái chán tím xanh cơ bản che lấp phải hào không đấu vết khóe miệng nứt một khối lại là khó mà tận che đầy. nhưng nếu như không nhìn kỹ lời nói còn là rất khó phát giác được dị dạng cấp cao thẩm mỹ viện, quý là đắt một chút, tay nghề xác thực nghiêm túc. Tiểu nha đầu đối tấm gương chiếu lại chiếu, mặc dù còn có chút thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ có thể hóa thành cái dạng này, nếu như nhất định phải đem khóe miệng vết thương hoàn toàn lau đi, dịu đục vết tích không khỏi quá nặng, trang hóa quá nồng, ngược lại càng thêm dễ dàng lộ ra sơ hở. Mới ra Mỹ dung hội sở đại môn, tiêu phàm liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho nhiều vũ đỉnh gọi điện thoại. Người tốt, điện thoại bên kia truyền đến nhiều vũ đỉnh yêu nhã thanh âm nhiều a di ngài tốt ta là tiêu phàm a à, là tiêu phàm a à. người tốt tiêu phàm hôm nay nghĩ như thế nào muốn cho nhiều a di gọi điện thoại rồi không phải đang thúc giục ta đi yên tâm người đối tượng sự tình nhiều a di để ở trong lòng đâu không phải sao tạm thời còn không tìm được người điểm thích hợp nhiều a di không thể ủy khuất ngươi đúng không nghe được nhiều vũ đỉnh tâm tình người phần không tệ trêu gẹo tiêu phàm vài câu đối tiêu phàm cảm nhận đã sớm triệt để chuyển biến tiêu phàm có chút cười xấu hổ nói nhiều a di đối tượng sự tình ta không vội từ từ sẽ đến ngài giữa chưa có thời gian không ta muốn đi ngài kia cọ cái cơm ăn tiện đường thanh tiểu mỹ cho mang hộ về nhà a à, tiểu mỹ cùng ngươi một khối đâu tốt tốt về nhà tới dùng cơm nhiều a di tự mình xuống bếp cho các ngươi làm vớt ăn nhiều vũ đình không nghi ngờ gì một lời đáp ứng về phần tại sao phương du mỹ sẽ cùng tiêu phàm cùng một chỗ nhiều vũ đình không hỏi một tiếng thế gia hào môn tử đệ ở giữa có nhiều vãng lai rất bình thường tiêu phàm mặc dù có chút ly kinh phản đạo trung quy là lão người của tiêu gia đại phương hướng là tuyệt đối sẽ không đi sai bước nhầm điểm này nhiều vũ đình tin được tạ ơn nhiều a di tiêu phàm khách khí cùng nhiều vũ đình hàn huyên vài câu cúp điện thoại ai người dự định làm sao cùng mẹ ta nói chuyện này a à? phương du mỹ không khỏi lại có chút lo lắng ăn ngay nói thật là được việc này người vốn cũng không có sai nhìn thấy có người khi dễ đồng học vốn là hẳn là đứng ra lại không phải chính người chủ động đi gây tai họa nhiều a di nhất định có thể lý giải phương du mỹ tưởng tượng cũng đúng nhất thời liền cao hứng trở lại giang hai cánh tay ôm tiêu phàm một chút không cùng tiêu phàm lấy lại tinh thần lại cười hì hì kéo lại cánh tay của hắn đi thôi về nhà đi ăn cơm ta đói tiêu phàm lắc đầu cũng không có tránh thoát mặc cho tiểu cô nương kéo mình cánh tay cùng rời đi thắng lợi quảng trường chỉ là tiêu chân nhân cánh tay từ đầu đến cuối đều có chút cứng đờ cho tới bây giờ trừ tân lâm cùng azelena tiêu phàm chưa cùng cái thứ ba nữ tử từng có như thế thân mật tiếp xúc bất quá phương dù mỹ niên kỷ ấu nhỏ tiêu phàm trong lòng càng không có kinh nghiệm xe mercedes trực tiếp mở hướng chính pháp ủy nơi nào đó cán bộ ký túc xá đại viện nhiều vũ đình rất có tiền nàng chỗ cái kia bán chính thức cơ cấu, mang theo nhất định lợi nhuận họ chất, độc lực hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nhiều vũ đình đem kinh doanh phải phong sinh thủy khởi, hàng năm tiền lương tiền thưởng trợ cấp chia hoa hồng cùng cùng chung vào một chỗ, là cái con số không nhỏ. Mà lại tha nhà còn kinh doanh những sản nghiệp khác, nhiều vũ đình có tham gia cổ phần. Những này thu nhập cũng có thể công khai, trải qua được điều tra. Nhưng phương gia cho tới nay vẫn như cũ ở tại chính pháp ủy cán bộ ký túc xá đại viện. Phương Lê không nguyện ý ở biệt thự. Phương Lê là cái phi thường nghiêm cần người, cho tới bây giờ đều 10 điểm điệu thấp. Hắn cũng không cảm thấy, ở biệt thự liền so ở đơn nguyên lâu dễ chịu. Dù sao có thể có chỗ nghỉ liền có thể, ở tại trong biệt thự ngược lại quá quạnh quẽ, có đôi khi ra ngoài tản bộ, đều không đụng tới một hai người. Đây cũng là Phương Du Mỹ sẽ tại Khải Minh Trung học đọc sách nguyên nhân. Trên một điểm này, nhiều vũ đình phục tùng vô điều kiện Phương Lê quyết định lấy phương ra quyền thế cùng tha nhà giàu có, thật không cần thiết cao điệu. Chỉ có nhà giàu mới nổi mới cần lấy những này bên ngoài đồ vật đến khoe khoang giá trị của mình, chân chính hào môn thế gia, căn bản liền không cần như thế. Mặc dù chỉ là chính trị và pháp luật hệ thống trong đó một chỗ cán bộ ký túc xá đại viện, quy mô cũng rất lớn, có hai ba mười tòa nhà đủ loại kiểu dáng nhà lầu. Phương Lê là hưởng thụ phó bộ cấp cán bộ đãi ngộ lãnh đạo cao cấp, ở tại tương đối gần bên trong cán bộ nòng cốt lầu ký túc xá thang máy phòng, lầu 10 tầng, 4 thất 2 sảnh, sử dụng diện tích vượt qua 160 mét vuông. Phương Du Mỹ dẫn Tiêu Phàm đến đến cửa nhà, tiểu nha đầu cũng là chú ý một chút, đi vào cư xá về sau, không tiếp tục kéo Tiêu Phàm cánh tay. Tại chỗ này cán bộ ký túc xá viện tử, Phương gia khuê nữ là cái minh tinh, cho dù ai thấy đều muốn khen vài câu. Bỗng nhiên bên trong kéo một thanh niên cánh tay của nam tử ra ra vào vào, không khỏi nghe giận cả người. Điều cô nương còn mặc đồng phục đâu, đè xuống chuông cửa, là bảo mẫu đến mở cửa, bảo mẫu là vị khoảng 40 tuổi trung niên nữ tử, có chút béo, cười tùm tỉm, nhìn qua phi thường chất phát hòa khí. "A à gì, mẹ ta đâu?" Phương Du Mỹ theo miệng hỏi. "A, à, tha quản lý trưởng tại phòng bếp đâu, nói chúng buổi chưa có khách muốn tới nhà ăn cơm, tự mình xuống phòng bếp." Bảo mẫu cười ha hả đáp, một đôi mắt chỉ ở Tiêu Phàm trên thân ngắm tới ngắm lui. Bảo mẫu đến phương gia làm việc cũng nhiều năm rồi, còn rất ít đụng phải có thể để cho nhiều vũ đình tự mình xuống bếp khách nhân, không biết vị này trẻ tuổi tiểu hòa tử, là loại nào địa vị, chắc hẳn cũng là đại nhân vật gì công tử thiếu ra đi. chương 200, vì tình sở khốn. Tiêu phàm, tiến đến ngồi đi, đến nhà mình, phương du Mỹ liền biểu hiện được trung quy trung củ, như cái tiểu chủ nhân, nhiệt tình mời. Phòng khách rất rộng rãi, trang trí sắc điệu tương đối thanh nhã, sử dụng một loại nào đó trang phục quảng cáo từ liền gọi giản lược mà không đơn giản giản lược trang trí cùng gia cụ lộ ra một cỗ nhàn nhạt quý khí cùng thong rong phòng khách ghế sofa là bố chế so sánh với những cái kia quý báu ghế salon bằng da thật tựa hồ càng thêm có lực tương tác mẹ khách tới người mời xong tiêu phàm phương du mỹ lại nhảy nhảy nhót nhót đi phòng bếp cười hì hì nói liền vừa rồi nàng còn đầy lòng thấp thỏm cái này liền chuyển họ tử đến cùng là tiểu cô nương nhà, có chút không tim không phổi. Tiêu phàm đến rồi, nhiều vũ đình cười từ trong phòng bếp chuyển ra, một thân thanh lịch quần áo ở nhà sức, lại phối hợp một đầu đồng dạng thanh lịch tạp dề, điển hình tốt mụ mụ hình tượng, cho dù ai cũng rất khó đem trước mắt nhiều vũ đình hòa phong quang hiển hách tha quản lý trưởng kéo lên quan hệ. Tiêu phàm vội vàng khom người, nói, nhiều A gì tốt. Hảo hảo, người trước ngồi A, đồ ăn một hồi liền tốt. Tiểu Mỹ, cho tiêu phàm ca ca châm trà nước. Nhiều a di không khách khí. Không sao không sao, người ngồi người ngồi, chớ đứng. Đến nhà bên trong, tùy ý một điểm, đừng câu nệ. Tại kinh sư thế gia hào môn bên trong, phương gia cũng không người điểm hiền hách, càng thêm không kiêu căng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, trừ Tết Xuân, lẫn nhau ở giữa lễ tiết họ bái phỏng, thật đúng là rất ít có cái khác con em thế gia vào nhà làm khách. Tiêu phàm nhã nhận nhu hòa, nhau nhã lễ độ, nhiều vũ đình liền tận lực tăng thêm một câu như vậy. Được rồi, tạ ơn nhiều a di Mẹ, ta muốn ăn trộn lẫn ba tia, còn muốn ăn thịt hai lần chín. Người cũng không biết, trường học đồ ăn thật là khó ăn. Phương Du Mỹ lạc lạc vừa cười vừa nói, nhưng Thủy Trung không dám đang đối mặt lấy nhiều vũ đình. Có lẽ tiểu cô nương cái này líu díu không ngừng nói chuyện, cũng là vì phân tán nhiều vũ đình lực chú ý. Tiểu cô nương ra, luôn luôn nhớ thương thịt hai lần chín đâu. Coi trường trưởng thành mập mạp cô nàng, nhiều vũ đình cười sẵn giọng Phương Du Mỹ cười hì hì nói, trưởng thành mập mạp cô nàng cũng đừng mà cành cây thân tốt, ta bụng thật thật đói. Được, ngươi chờ a, à, mẹ cái này liền làm cho ngươi đi. Nhiều Vũ Đình tâm tình không tồi, cười vuốt vuốt cô nương đầu. Kỳ thật biết cô nương giữa trưa muốn về nhà ăn cơm, Nhiều Vũ Đình đã sớm phân phó bảo mẫu chuẩn bị kỹ càng thịt hai lần chín. Cái này đồ ăn, lão Phương cùng tiểu Mỹ đều thích ăn, Nhiều Vũ Đình là không ăn, nàng muốn bảo dưỡng dáng người. Tại bên ngoài nhiều vũ đình là nổi danh nữ cường nhân, về đến nhà, đó chính là hiền thê lương mẫu. Đi thôi, bồi tiêu phàm ca ca nói chuyện phiếm nói chuyện, không cho phép nghịch ngợm A. À. Nhiều vũ đình đối bảo bối này khuê nữ tính tình, mà biết rất nhấm, biết nàng thích đùa ác, tiêu phàm vững như vậy nặng một người, chỉ sợ có chút không quen phương du Mỹ xáo lộ. Yên tâm đi mẹ, ngài nhanh làm đồ ăn đi, ta đều có rất lâu chưa ăn qua người tự mình làm đồ ăn. Phương du Mỹ đẩy mụ mụ tiến vào phòng bếp sau đó cười đùa tới muốn cho tiêu phàm bưng trà đổ nước lại phát hiện bảo mẫu đã thay nàng thanh việc này làm liền cười hì hì sát bên tiêu phàm ngồi xuống bên người cầm lấy dao gọt trái cây cho tiêu phàm gọt quả táo bất kể nói thế nào tiêu phàm hôm nay xem như mình đại cứu tinh vô luận như thế nào tiểu nha đầu phải biểu thị một chút tâm ý ai người nói người thật thần cơ diệu toán a tiểu nha đầu khéo tay quả táo gọt phải lại nhanh lại tốt đem trái táo gọt xong đưa cho tiêu phàm hạ thấp giọng hỏi, lại lén lén lút lút liếc phòng bếp một chút, tựa hồ sợ mình lời nói này bị lão mộ nghe tới. Hội, tiêu phàm cũng là không khiêm tốn, cười gật đầu. Hắn đã liên tiếp dùng sự thực hướng tiểu nha đầu chứng minh mình thần cơ diệu toán, cũng không cần phải phủ nhận. Vậy ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là thế nào tính toán? Đặc sĩ công năng sao? Ngươi dạy một chút ta có được hay không? Tiểu nha đầu lập tức liền hưng phấn lên, thần thần bí bí mà hỏi thăm. Tiêu Phàm có chút giở khóc giở cười. Thứ này là ai đều có thể học được sao? Dừng a, à, không nguyện ý giáo được rồi, cũng không cần thiết khổ cái mặt a. À. Ta chính là muốn học điểm cái này, trở về cho các bạn học bộc lộ tài năng. Thấy Tiêu Phàm thần sắc, Tiểu cô Nương liền vung tay lên, rất khó chịu nói, bất quá lập tức lại đưa đầu tới. Tại Tiêu Phàm trước mặt mở ra mình tuyết trắng tay nhỏ. Nếu không, ngươi cho ta xem một chút tướng tay, nhìn xem ta về sau, ân vận trình thế nào? người vận trình rất tốt không cần nhìn tiêu phàm vừa cười vừa nói thôi đi qua loa tiểu nha đầu càng thêm khó chịu tiêu phàm còn thật không có qua loa nàng không cần đến xem tướng tay tiểu cô nương vận trình trực tiếp viết lên mặt lấy ra thế của nàng cùng thông minh tương lai người con đường sống trên cơ bản có thể nói là thuận buồm xuôi gió đương nhiên phiền toái nhỏ thất bại nho nhỏ khẳng định cũng là có nhưng đây không phải là chủ lưu tiêu phàm mỉm cười nói xem tướng không nhất định phải xem tướng tay, tướng mạo cùng tướng tay đồng dạng chuẩn xác. Tiểu cô nương mắt to quay tít một vòng, tại tiêu phàm trước mặt dơ lên cái đầu nhỏ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chính đối tiêu phàm con mắt, nói, vậy ngươi cho ta xem thật kỹ một chút, ta sau này. Tình cảm sinh hoạt sẽ như thế nào? Sẽ sẽ không tìm được đẹp tốt. Mỹ hảo tình yêu, lúc nói lời này, tiểu cô nương xinh xắn trên gương mặt, bỗng nhiên nhiễm lên hai đoàn đỏ ửng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mặc dù bởi vì gia giáo rất nghiêm, Phương Du Mỹ xưa nay không dám liên quan đến chuyện nam nữ, nhưng bên người nàng ví dụ sống sở sở thế nhưng là không ít. Bây giờ học sinh cấp 3, thậm chí học sinh cấp 2, khi đi hai người khi về một đôi, anh anh em em, có khối người. Phương Du Mỹ đối này tràn đầy ý tò mò, tiêu phàm cười một tiếng, nói, vậy ngươi đưa tay cho ta nhìn một cái. Ngươi không phải mới vừa nói nhìn tướng mạo cũng giống vậy sao? Tiểu cô nương không khỏi đầy bụng điểm khả nghi, bất quá vẫn là đem trắng bóc tay nhỏ ngả vào tiêu phàm trước mặt. Tiêu phàm liền cười, trong lúc này khác nhau, tiểu nha đầu tự nhiên không rõ, cũng không cần thiết cho nàng giải thích. Tạm thời cho là trước khi ăn cơm một loại giải trí mà thôi, đùa tiểu hài tử chơi đùa thôi. Phương Du Mỹ tay nhỏ trắng nõn tinh xảo, vào tay mềm mại, thanh xuân kiều diễm ra thịt dầu có độ đàn hồi. Tiêu phàm cẩn thận xoa nắn lấy Phương Du Mỹ tay nhỏ. May mà bảo mẫu đã tiến vào phòng bếp hỗ trợ đi, không phải nàng thấy một màn này, khẳng định sẽ ngạc nhiên. Cái này người nào a à, cũng dám tại phương ra cầm tiểu cô nương tay giả qua giả lại. Nếu để cho nhiều vũ đình nhìn thấy, còn không phải lập tức đem hắn đánh ra. Sắc đảm bao thiên, thế nào, tiểu cô nương tò mò hỏi, trong thanh âm, ẩn ẩn có một tia thấp thỏm. Tiêu phàm lông mày, có chút nhân lại, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, cái này một nhìn kỹ, thật đúng là có chút vấn đề. Phương Du Mỹ tình cảm tuyến, hoa văn rất đặc biệt, vậy mà tỏ rõ lấy tiểu cô nương sau này tình cảm con đường, dị thường long đong. Từ đầu đến cuối, đều xoắn suýt không thôi. Dựa theo rất văn nghệ lời nói đến nói, Phương Du Mỹ về sau đem vi tình sở khốn, vì thế phi thường phiền não. Mà lại loại này xoắn suýt, một mực kéo dài thời gian rất lâu, không sai biệt lắm muốn tới trung niên về sau, mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Hai mươi mấy năm tình cảm hút mắc, tương đương đã thương người. Lấy phương du Mỹ ra thế cùng bản thân xinh đẹp xuất chúng, theo lý không nên tại đời sống tình cảm bên trên như thế xoắn suýt. Nam nhân như thế nào, nàng tìm không thấy, nhưng tình cảm vật này, xác thực rất khó nói được rõ ràng. Dù coi như là quý vị thiên tử, cũng giống vậy sẽ vì tình sở khốn, vì tình khổ sở. Thấy tiêu phàm nhíu mày, phương du Mỹ lập tức không hiểu khẩn trương lên, tiểu tâm can lập tức liền níu chặt, thấp giọng nói ai, người ngược lại là mau nói a à, đến cùng thế nào sao. Tiêu phàm sau nghi lập tức giãn ra, vừa cười vừa nói, không có việc gì, rất tốt. Tiểu Mỹ, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn đâu, đừng nghĩ những việc này, đi học cho giỏi. Chờ ngươi lớn lên, tự nhiên sẽ tìm tới Mỹ hảo tình yêu. Lời này chính là khinh người lời tuyên bố, phương du Mỹ tình cảm tuyến hoa văn, biểu thị phải nhất thanh nhị sở. Chỉ là dưới mắt, tiêu phàm tự nhiên không thể cùng với nàng ăn ngay nói thật. Phương Du Mỹ hay là học sinh lớp 10, không nên hiện tại liền lâm vào tình cảm gút mắc bên trong. Tiêu phàm cũng chỉ có thể hoang ngôn khi dễ, xem như lời nói dối có thiện ý đi, người gạt người, ta rõ ràng nhìn thấy người nhíu mày. Phương du Mỹ nhưng cũng không có dễ dụ như vậy lừa gạt, lập tức vỉnh lên cái mũi, hầm hừ nói. Có sao, không có đi, có lẽ đó là của ta quen thuộc họ động tác. Tiêu phàm liền cười che lấp, lập tức rất chân thành nói tiểu Mỹ, nhớ ở ta, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều loại chuyện này, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là an tâm đọc sách. Lại nói, thật nếu có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Thật, Phương Du Mỹ lập tức lại cao hứng trở lại, vui vẻ hỏi một câu, đen lúng liếng mắt to chiếu sáng rạng rỡ Trải qua hôm nay chuyện này về sau, tiểu nha đầu đối tiêu phàm hứa hẹn càng ngày càng coi ra gì. Cái này cái nam nhân cùng những cái kia truyền thuyết bên trong thế gia ăn chơi thiếu ra hoàn toàn không giống, về phần đến cùng có cái gì không giống, Phương Du Mỹ biểu đạt không ra, dù sao chính là không giống. Chỉ cần là Tiêu Phàm hứa hẹn, Phương Du Mỹ đều tin được. Đương nhiên là thật, Tiêu Phàm càng thêm nghiêm túc gật đầu, "Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng quên hôm nay hứa hẹn a. À. Ta về sau có việc tìm ngươi, ngươi không thể đổi ý." "Không đổi ý." Tiêu Phàm mỉm cười đáp, sắc mặt cùng ánh mắt đều 10 điểm ôn hòa. Phương Du Mỹ liền hài lòng gật gật đầu, nói, "Ngươi ăn quả táo. Nếu không, ta cho ngươi thêm cắt cái hỏa long quả a." À. "Khỏi phải, ta ăn quả táo liền tốt." Tiêu phàm cười cầm lấy trái táo gọt xong cắn một cái, cửa vào thanh thúy, vị đẹp nhiều chất lỏng. Tiểu cô nương con mắt chấp chấp, nhiều hứng thú đánh giá tiêu phàm. Từ nhỏ đến lớn, trừ mấy cái phải tốt đồng học, Phương Du Mỹ còn chưa hề cùng một cái lớn hơn mình hơn 10 tuổi nam từ trẻ tuổi từng có như thế mật thiết kết giao. Đây là một loại hoàn toàn mới cảm thụ, nhìn qua tiêu phàm anh Tuấn nho nhã, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, tiểu nha đầu trong lòng không nhịn được nổi lên một tia dị dạng gợn sóng, sau một khắc liền liên tục không ngừng nghiêng đầu đi, một viên phương tâm thình thịch đập loạn, gương mặt trắng noãn bên trên, che kín hồng hà. Bị nhìn chằm chằm người còn không có phản ứng, trước tiên đem mình cho cả phải không có ý tứ. Tâm tư của thiếu nữ, ai có thể hiểu được đâu. Tiêu phàm, tiểu Mỹ, đến đây đi, chuẩn bị ăn cơm. Nhiều vũ đình tự tay đầu thức ăn ra, bái phòng tại bàn ăn bên trên, mỉm cười hô. Ăn cơm ăn cơm, tiểu nha đầu nhảy lên một cái, hướng phòng ăn bên kia đi đến, nhảy tung tăng, bước chân có chút gấp rút, tựa hồ muốn che giấu một chút nội tâm một loại nào đó bất an cảm xúc. chương 201, Tán Thành Thức ăn trên bàn không nhiều, bốn đồ ăn một canh, đều là đồ ăn thường ngày. Bất quá xem xét liền 10 điểm tinh xảo, nghiêm chỉnh mà nói, nhiều vũ đình là truy cầu hoàn mỹ tính cách. Mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn làm được thập toàn thập mỹ. Qua, mẹ, cái này ăn quá ngon, ta yêu ngươi. Phương Du Mỹ bổ nhào qua, mặc kệ 3721, ôm nhiều Vũ Đình liền hôn một cái. Nhiều Vũ Đình vội vàng không kịp chuẩn bị, cười mắng, xuống nhà đầu, không thấy được có khách ở đó không. Lại là mang theo nói không nên lời yêu thương. Nhiều Vũ Đình có một trai một gái, nhi tử so khuê nữ lớn, sớm đã đại học tốt nghiệp tham gia công tác. Đối cái này tuổi nhỏ tiểu nữ nhi đặc biệt yêu thương, thậm chí có thể nói có chút yêu chiều. Dù coi như ngay trước khách nhân trước mặt, cũng sẽ không thật quát lớn nàng lại nói tiêu phàm cũng là vãn bối hay là khuê mật tiểu hài cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ nhiều vũ đình hiện tại kỳ thật cũng rất coi trọng tiêu phàm không chỉ bởi vì tiêu phàm là lão tiêu gia đích trưởng tôn cũng bởi vì tiêu phàm bản thân thần kỳ nhiều vũ đình miệng bên trong không nói tâm lý nắm chắc cùng thuật pháp như vậy đại sư giữ gìn mối quan hệ sẽ không sai đương nhiên không thể bị giang hồ phiến tử lừa gạt càng không thể bị nó điều khiển bất quá nhìn tiêu phàm đầy người chính khí, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, tuyệt không phải giang hồ phiến tử chi lưu. Nhiều vũ đình tinh mắt cỡ nào, điểm này nhất định có thể nhìn ra được. Lại nói, tiêu phàm thân phận cũng không cho phép hắn làm giang hồ phiến tử. Nhiều vũ đình ân tình lão luyện, biết muốn cùng người giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất con đường chính là tùy ý. Càng tùy ý càng thân hòa, hiệu quả càng tốt, người đều là như thế này, lấy tâm thân mật nha. Hi hi, hắn không có chuyện gì hắn là người một nhà. Phương Du Mỹ cười hì hì nói, cướp sới cơm, rất chịu khó dáng vẻ. Nhiều vũ đình thoảng qua sướng sờ ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc liếc cô nương một chút. Có vẻ như trước hai về cùng tiêu phàm lúc gặp mặt, nhà đầu này còn đối tiêu phàm đầy cõi lòng đề phòng, thậm chí châm chọc khiêu khích, làm sao trong nháy mắt, liền biến thành người một nhà rồi. Cái này chuyển biến thế nhưng là có chút nhanh, nhưng ngấm lại cũng không kỳ quái. Tiểu hai tử ra ra, kia tâm tư chẳng phải đơn thuần sao để bọn hắn chuyển biến quan điểm, không là nhiều khó khăn sự tình. Lập tức bốn người quanh bàn mà ngồi, nhiều vũ đình mỉm cười hỏi, tiêu phàm, có muốn uống chút hay không cái gì? Tiêu phàm vội vàng khom người một chút, nói tạ ơn nhiều a di, ăn cơm liền tốt. Nhiều a di, phương thúc thúc giữa chưa không trở về nhà ăn cơm sao? Nhiều vũ đình cười nói, hắn a, có đôi khi trở về, đa số thời điểm liền ở đơn vị nhà ăn ăn chút. Cũng thế, phương thúc thúc làm việc rất bận, Phương Lê cứ việc không có 10 điểm hiển hách trước sân khấu chức vụ, chỉ là hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ. Nhưng chân chính tinh thông quan trường quy tắc người đều rất rõ ràng, một người có phải là tay cầm thực quyền, có đôi khi không nhất định có thể từ trên chức vụ nhìn ra. Một chút tính cân đối cương vị, phát huy tốt, ẩn tính quyền lực cực lớn. Tỷ như Tiêu lão gia tử thư ký, cũng là phó bộ cấp đãi ngộ, chỉ ở nào đó trung ương các bộ và ủy ban trung ương treo cái chức, nhưng bởi vì hắn là Tiêu lão gia tử người phát ngôn, ẩn tính quyền lực liền không thể đo lường. Hắn nói ra mỗi câu lời nói, thậm chí ngay cả tầng cao nhất mấy vị đại lão đều phải cẩn thận ước lượng. Nhiều vũ đình mỉm cười gật đầu, nói tốt. Vậy chúng ta liền ăn cơm đi. Tiêu phàm, đừng câu nệ, coi như đang ở nhà mình a. À. Ngươi người trẻ tuổi, khẩu vị tốt, ăn nhiều một chút. Nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị, cứ việc nói ý kiến a. À. Tiêu phàm cười nói, nhiều a à di tay nghề, khẳng định là cực tốt, vừa nhìn liền biết. Ừm. Tính người có ánh mắt, mẹ ta bình thường nhưng khó được dưới một lần trù, cũng không phải ai cũng có thể ăn vào nàng tự mình làm đồ ăn, coi như cha ta, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được mấy lần. Phương Du Mỹ đắc y nói, tiêu phàm vừa cười vừa nói, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiêu phàm, người đừng nghe nàng thổi phồng, chính là lung tung làm, chấp nhận một điểm được rồi. Tới, mọi người ăn cơm, nhiều vũ đình cầm chén đũa lên, ánh mắt tại Phương Du Mỹ trên mặt đảo qua bỗng nhiên ánh mắt thoảng qua ngưng lại rất hiển nhiên nhiều vũ đình nhìn ra không đúng mỹ dung hội sở kỹ sư tay nghề mặc dù không tệ nhưng nhiều vũ đình là phương du mỹ mẹ ruột trên mặt nữ nhi có tổn thương ngấn làm sao có thể nhìn không ra bất quá nhiều vũ đình không nói gì thêm bàn ăn bên trên không phải thảo luận vấn đề địa phương qua wow, mẹ cái này thịt hai lần chín làm được ăn quá ngon nhất tuyệt a à, sau so hoa nhài hội sở cái kia béo lão bản làm còn tốt ăn tiểu nha đầu khoa trương kêu lên, nàng cũng phát giác được nhiều vũ đình vừa rồi trong chốc lát dị dạng, trong lòng lập tức liền hoảng, muốn dùng cái này để che giấu mình bất an. Nhiều vũ đình liếc nhìn nàng một cái, thân sắc nhiều mấy phân nghiêm khắc. Phương gia quy củ, là ăn chớ nói ngủ chớ ngữ. Phương du Mỹ không khỏi thẻ lưỡi, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Nói thật, nhiều vũ đình tay nghề xác thực rất cao minh, mấy cái đồ ăn thường ngày làm được ăn cực kỳ ngon, nói vượt qua chu lớn thường phụ tử, là hơi cường điệu quá, nhưng cũng không khác nhau lắm, tiêu phàm ăn hai bát cơm mới để đũa xuống. Cơm nước xong xuôi, bảo mẫu vội vàng thu thập bàn ăn. Nhiều vũ đình đứng dậy đi hướng phòng khách, mỉm cười nói tiêu phàm, lại đây ngồi đi. Tiểu Mỹ, người cũng tới, nha, phương du Mỹ sợ hãi đáp ứng, theo thật sát tiêu phàm sau lưng, cúi thấp đầu, tiểu tâm can thỉnh thịch đập loạn. Nhiều vũ đình mặc dù rất yêu nàng, ngày bình thường quản giáo nhưng chưa hề buông lỏng qua, Phương Du Mỹ thật phạm sai lầm, nhất định bị phê bình bình. Bảo mẫu tăng cường cho ba người dâng lên nước trà. Nhiều vũ đình nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mắt nhìn Phương Du Mỹ, lạnh nhạt nói, tiểu Mỹ, người thành thật khai báo đi, ở trường học gây cái gì họa rồi. Phương Du Mỹ giật nảy mình, tiểu thân thể tại ghế sofa bên trong thoảng qua co rụt lại, thấp giọng nói, mẹ, ta không gây rắc rối. Nhiều vũ đình sau nghi có chút nhân lại, nói còn đang nói láo. Ngươi không gây rắc rối, trên mặt tổn thương làm sao tới? Vì cái gì để tiêu phàm đưa ngươi về nhà? Không bị tổn thương ngươi đi thắng lợi quảng trường bên kia thẩm mỹ viện làm cái gì? Làm sao ngươi biết ta đi thắng lợi quảng trường thẩm mỹ viện rồi? Phương Du Mỹ trong lòng kêu to hỏng bét, nàng dùng phó thẻ là cùng nhiều vũ đình hội viên nhìn buộc chung một chỗ, phó thẻ tiêu phí, nhiều vũ đình trên điện thoại di động có thể thu đến tin nhắn thông chi. Vừa rồi làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu? nhiều vũ đình thần sắc lập tức 10 điểm không vui. Tiêu phàm nhẹ nói, nhiều a di, hôm nay tiểu Mỹ đúng là trường học phát sinh một chút ngoài ý muốn, chuyện này cũng không thể trách nàng. Nói cho ta biết trước trải qua, trách nhiệm có phải là ở trên người nàng, ta sẽ tự mình phán đoán. Vốn cũng không phải là lỗi của ta. Phương Du Mỹ không nhịn được nói thầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên ủy khuất. Nhiều vũ đình nghiêm nghị liếc khuê nữ một chút, nói, người trước ngồi, đừng nói chuyện. Tiêu phàm, Người nói đi, tình huống như thế nào? Được rồi, nhiều a di tiêu phàm liền là đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, lợi ít mà ý nhiều, tương đương khách quan. Phương Du Mỹ nghe được không ngừng bĩu môi, tựa hồ đối với tiêu phàm cái này miêu tả bất mãn hết sức. Đây cũng quá khách quan, một chút cũng không có đột xuất mấy tên kia đáng ghét. Có loại sự tình này, trường học của bọn họ làm sao quản lý? Nhiều vũ đình lập tức liền phẫn nộ, sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc cứ việc tiêu phàm miêu tả cực kỳ khách quan, nhưng nhà mình khuê nữ bênh vực kẻ yếu bị người cấu kết trên xã hội tiểu vô lại khi dễ, thậm chí kém chút bị đào y phục rớt. Vẫn là nghe nhiều vũ đình lửa giận bùng cháy mạnh, quả thực lẽ nào lại như vậy, lão phương nhà cô nương, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Nếu không phải tiêu phàm kịp thời đuổi tới, hôm nay muốn ra nhiễu loạn lớn. Tiêu phàm huyền chuyển nói, nhiều a di, chuyện này, ta đã xử lý. Khu cục công an cùng bộ giáo dục người đứng đầu đều đến hiện trường, kia mấy tên côn đồ đều bị mang đến đồn công an. Phòng giáo vụ tôn chủ nhiệm, bộ giáo dục khẳng định cũng sẽ cho hắn xử lý. Quế Thanh thu Quế Cục trưởng Tiểu Hài, đem những này lãnh đạo kêu lên. Tiểu Quế từ cái này tốt, nhất định phải nói cho nhiều vũ đình, để nàng tâm lý nắm chắc. Lão Phương nhà giúp Quế Thanh thu một thanh, người ta không phải không hiểu chuyện người. Nhiều vũ đình vẫn như cũ lửa giận chưa tiêu khẽ nói bọn hắn cái kia hiệu trưởng cũng được chịu trách nhiệm đây là không làm tròn trách nhiệm mà mình thanh khuê nữ đưa đến trường học của bọn họ đến liền đọc bọn hắn ngay cả cơ bản nhất thân người an toàn cũng không thể bảo hộ hiệu trưởng làm gì ăn tiêu phàm trầm ngâm nói nhiều a di ta là như thế cân nhắc hiệu trưởng tạm thời không chỗ phân hắn phê bình giáo dục đi chủ yếu tiểu mỹ về sau còn muốn tiếp tục tại khải minh trung học đi học động tĩnh huyên náo quá lớn đối tiểu mỹ sau này học tập có thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vậy liền chuyển trường, Phương Du Mỹ nhịn không được nói, mẹ, ta không nghĩ chuyển trường, kỳ thật, trường học phương diện khác còn được. Nàng vừa mới chín tất khải minh trung học hoàn cảnh, nhận biết mấy cái phải tốt đồng học, bỗng nhiên chuyển trường, lại muốn thích ứng mới hoàn cảnh, quen thuộc mới lão sư cùng đồng học, tiểu nha đầu trong đầu lão đại không tình nguyện. Tiêu phàm nói, nhiều a di cá nhân ta đề nghị đâu, chuyển trường tạm thời không cần thiết. Trải qua chuyện này, Ta tin tưởng Khải Minh Trung học sẽ hảo hảo nghĩ lại hảo hảo chỉnh đốn. Không ngay ngắn bỗng nhiên được không? Không ngay ngắn bỗng nhiên, Bộ Giáo dục Chu Cục Trưởng như thế nào bàn giao? Nhiều vũ đình dù sao không phải bình thường gia đình bà chủ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nói tốt ra, à, ta tạm thời tiếp nhận đề nghị của ngươi, xem bọn hắn trường học biểu hiện lại nói. Tiêu phàm, lần này lại phải cảm tạ ngươi. Nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, trở nên càng thêm nhu cùng thân thiết hôm nay việc này, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng thật không nhỏ, nhà mình khuê nữ trong sạch, kia là gì cùng trọng yếu. Tiêu phàm xử lý rất thỏa đáng, có đánh có lạp. Nên đánh nghiêm túc, nên kéo, cũng tương đối đúng chỗ. Quả nhiên không hổ là là lão tiêu gia đích trưởng tôn, thủ đoạn rất chu đáo. Nhiều a di ngài là trưởng bối, liền không tất yếu cùng ta khách khí như vậy đi. Tiêu phàm mỉm cười nói, tốt, tiểu Mỹ có người như thế một người ca ca, ta cũng yên lòng. Tiêu Phạm A, hai ngày nữa, ta bên kia có cái tụ hội, nửa tư cách cá nhân, đều là chút bằng hiếu, người có thời gian không có. Có thời gian, đi tham gia một cái đi, ta giới thiệu chút bằng hữu cho người biết, nhiều vũ đình phát ra dạng này mời, vậy đã nói rõ, nàng đã ở trong lòng hoàn toàn tán thành tiêu phàm. Tại nàng trong hội kia, biểu đạt hữu hảo phương thức cao nhất, chính là chia sẻ tài nguyên. Có thể trở thành lão phương nhà cùng nhiều vũ đình bằng hữu có mấy cái sẽ là hời hợt hạng người người bình thường nhận biết nó bên trong một cái, liền vô cùng ghê gớm. Được rồi, tạ ơn nhiều a di ta nhất định sẽ đi tham gia. Tiêu phàm tao nhã lễ phép đáp, đối với bất luận cái gì có thể mở rộng lão tiêu nhà cùng chính hắn lực ảnh hưởng sự tình, tiêu phàm hiện tại cũng sẽ tận hết sức lực đi tham dự. Thời gian cấp bách, chương 202, cao tầng nhân sự dị động. Cơm tối, tiêu phàm là trong nhà ăn. Từ khi Tiêu Thiên rời đi thủ đô đi Hồng Sơn thôn làm việc về sau, tiêu phàm về nhà số lần, so trước kia muốn nhiều. Tiêu chạm là cái hiếu tử, thực chất bên trong đầu, tiêu phàm cũng là hiếu tử. Cái này cùng đạo gia thái thượng vong tình cảnh giới có chút đi ngược lại. Người tu đạo, đầu tiên liền muốn làm được phong tình. Bất quá vô cực môn không tính là chính thống đạo môn truyền thừa, vô cực môn khai phái chi cửu viễn, thậm chí còn tại lão tử đắc đạo trước đó. Mà lại làm một thuật pháp truyền thừa môn phái, nhập thế là mỗi người đệ tử đều nhất định phải kinh lịch vô luận tướng thuật phong thủy phong thủy xem bói cùng các loại đều cùng xã hội loài người sinh hoạt cùng một nhịp thở tránh trong nhà lật xem biển tịch không có kinh nghiệm thực chiến rõ ràng là không được lão gia tử bệnh nặng kém chút qua đời để tiêu phàm sâu sắc cảm nhận được nhân sinh tụ tán vô thường trong lòng thân tình càng thêm nặng đối với tiêu phàm về nhà giản tú hoa hết sức cao hứng tiêu chạm cứ việc hay là biểu lộ nghiêm túc nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra được tiêu bộ trưởng kỳ thật cũng là rất vui mừng. khoảng thời gian này tiêu gia phát sinh nhiều chuyện như vậy, tiêu trạm cũng nhận thức đến tiêu phàm chỗ bất phàm. đứa con trai này lúc trước kiên quyết muốn đi học đạo cũng không phải không còn gì khác đâu. lục hồng thái độ phát mọc dễ bản tính chuyển biến. lục ra một lần nữa chặt chẽ cùng tiêu gia đứng chung một chỗ, ngay cả nhất quán cùng tiêu gia lui tới không nhiều phương gia cũng biểu thị thân mật. những này tất cả đều là tiêu phàm cải biến. lục hồng vì cái gì cải biến thái độ? tiêu chạm không phải rõ ràng như vậy, cũng không có xâm nhập tra hỏi. Nhưng Phương gia biểu thị thân mật, lại cùng tiêu phàm cứu nhiều vũ đình có nhất quan hệ trực tiếp. Tiêu Trạm cứ việc hay là không mười điểm tin phục tiêu phàm học vấn, thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, tiêu Trạm chỉ ít không giống như kiểu trước đây kiên quyết cự tuyệt tiếp nhận có quan hệ huyền học hết thảy. Một nhà ba người vây quanh bàn ăn ăn xong bữa tối, tiêu phàm bồi tiếp lão tử ngồi ở phòng khách nhìn bản tin thời sự đây là đa số lãnh đạo cao cấp cán bộ bền lòng vững giả thói quen. Đương nhiên, cán bộ lãnh đạo cùng phổ thông quần chúng nhìn bản tin thời sự chú ý điểm hoàn toàn khác biệt, cái này lại không đủ vì ngoại nhân nói. Giản tú hoa cho hai người pha xong trà nước, cũng ngồi ở một bên bồi tiếp. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có trong TVMC MC rõ ràng tin tức thông báo. Thật không cho dịch đẳng bản tin thời sự kết thúc, giản tú hoa liền không kịp chờ đợi mở miệng. Cười híp mắt nói, tiểu phàm, tiểu thiên điện thoại cho người đi. Hắn vừa đi Hồng Sơn không bao lâu, liền có xí nghiệp lớn chuẩn bị qua bên kia đầu tư làm du lịch khai phát. Nói thật, tiêu thiên đi Hồng Sơn thôn khi thôn bí thư chi bộ, giản tú hoa là rất lo lắng. Ở trong mắt nàng, tiêu thiên căn bản chính là cái không có lớn lên hài tử, mang theo trên người hơn 20 năm. Ngày bình thường có mình chiếu cố, sẽ không đông lạnh lấy cũng sẽ không bị đói. Lần này bỗng nhiên chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài nông thôn đi, Giản Tú Hoa đừng đề cập nhiều không yên lòng. Bây giờ được như thế cái tin tức tốt, Giản Tú Hoa tự nhiên cao hứng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, biết, là ta một người bạn công ty làm, đoán chừng có thể đầu tư 20 triệu. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không muốn như thế khoe khoang, giống như tại trước mặt cha mẹ khoe thành tích như. Nhưng hắn hiện tại vội vàng cần muốn lấy được tiêu trạm không giữ lại chút nào ủng hộ, có chút công nên đồng hồ còn phải đồng hồ chỉ có dùng càng ngày càng nhiều không thể tranh cãi sự thật hướng tiêu chạm chứng minh năng lực của hắn, lão cha mới có thể triệt để đổi mới đối với hắn ấn tượng, chân chính đem hắn đặt vào lão tiêu ra hạch tâm vòng tròn. 20 triệu, con số không nhỏ a à. tiểu phàm, người người bạn kia làm cái gì, rất có thực lực đi, giản tú hoa càng là mặt mày hớn hở, tại nàng nghĩ đến, ca ca trợ giúp đệ đệ, quá đương nhiên. Tiêu chạm ý nghĩ lại cùng thê tử khác biệt, nhíu mày nói, vẫn là phải chính hắn nhiều rèn luyện, luôn luôn ỉ lại người khác, chính hắn làm sao trưởng thành. Tiêu Trạm rất rõ ràng, mặc kệ tiêu phàm nhiều năng lực. Chính hắn là khả năng không lớn tại bên trong thể chế phát triển. Tiêu thiên mới là kế thừa lão tiêu nhà vinh quang duy nhất hy vọng, nhiều rèn luyện rèn luyện không hỏng chỗ. Tiêu phàm mỉm cười nói, cha, ta người bạn kia chủ yếu cũng là xuất từ thương nghiệp bên trên cân nhắc. Vô lợi khả đồ sự tình, nàng sẽ không làm, bằng hữu gì, cơ thị tập đoàn. Giản Tú Hoa tiếp lời nói, cơ thị tập đoàn A. Nghe nói quy mô rất lớn, rất có thực lực, cơ thị tập đoàn, tiêu chạm song mi lại lần nữa nhào lên, hiển nhiên hắn đối cơ thị tập đoàn nhận biết. Cùng thê tử có xuất gia nhập, ừm, chốc lát, tiêu chạm trầm giọng nói, cùng cái này cơ thị tập đoàn, đừng tới hướng quá mật thiết. Tại tiêu chạm dạng này nhân vật chính trị trong mắt, cơ thị tập đoàn xác thực không đơn giản. Tiền nhiệm tổng giám đốc, cũng chính là cơ khinh xa phụ thân, liền cùng không ít cao cấp quan viên có mật thiết vãng lai. Cơ khinh xa tiếp nhận về sau, càng là bệnh một chương to lớn quan hệ. Thậm chí tiền nhiệm Yến Bắc tỉnh Bí Thư tỉnh ủy thôi chức. Đều cùng cơ khinh xa mật thiết tương quan, bên trong tường tình, bình thường cán bộ không hiểu rõ, tiêu trạm thế nhưng là nhất thanh nhị sở, nhã không muốn lão tiêu nhà cùng cơ thị tập đoàn nhắc lên quan hệ thế nào. Tiêu trạm là phi thường chính thống cán bộ cao cấp, cho tới bây giờ đều phản đối quan thương ở giữa lui tới quá mật thiết thương nhân trục lợi, chính là thiên tính, vô duyên vô cơ tiếp cận cán bộ lãnh đạo, còn không phải là muốn lợi dụng cán bộ lãnh đạo quyền lực trong tay vì đó tư nhân phục vụ. Trong lúc này, không thể tránh né muốn phát sinh đủ loại hiện tượng. Lão tiêu ra tử đệ, cũng không thể bị thương nhân làm vũ khí sử dụng. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói cha, yên tâm đi, ta có chừng mực. Ừm, tiêu chạm khẽ vuốt cầm, thần sắc nhưng lại chưa hòa hoãn, song nghi ngược lại nhau càng chặt hơn giản tú hoa có chút chịu không được bầu không khí này hơi có không vui nói lão tiêu hai tử khó được về nhà một chuyến ngươi không muốn luôn luôn nghiêm mặt nha tiêu chạm hừ một tiếng đối thê tử chỉ trích không rảnh để ý hai mắt sáng ngời tiếp cận tiêu phàm trầm giọng hỏi tiêu phàm an toàn bộ môn chuyện kia chuyện gì xảy ra giản tú hoa giật nảy mình liền vội vàng hỏi cái gì an toàn bộ môn sự tình tiểu phàm ngươi ngươi không có phạm sai lầm gì a à? nghe tiêu chạm cái giọng nói này tiêu phàm tựa hồ cùng an toàn vụ án dính líu quan hệ đây cũng không phải là việc nhỏ bình thường vụ án an toàn bộ môn là tuyệt sẽ không đem lão tiêu gia tử đệ liên lụy đi vào dù coi như có dính dấp cũng sẽ hết sức đem con em thế gia hái ra ngoài đây là quy củ bất thành văn hào môn thế gia không muốn chọc phiền phức an toàn bộ môn liền càng thêm không muốn chọc phiền phức tiêu phàm mỉm cười nói mẹ chớ khẩn trương không có phạm sai lầm gì trong này có chút hiểu lầm, phương Bắc nước láng giềng viễn đông địa khu một cái buôn lậu đội, có đầu thuyền bị trừ, những người này ở đây thủ đô có nhất định quan hệ, muốn thông qua ta cho an toàn bộ môn làm áp lực, thanh thuyền thả đi. Hiện tại mấy cái thủ phạm chính đều đã bị bắt. Ta cũng đã hướng hai ván nhà cục trưởng giải thích tình huống. Việc này đã qua, an toàn vụ án liên lụy đến lão tiêu gia đích hệ tử đệ, an toàn bộ môn khẳng định phải cho tiêu chạm điện thoại cái, đây là quy củ tối thiểu bất quá tiêu phàm đoán trường nhạc ca thanh tây ngoại ô biệt thự kia sáu bộ thi thể cho giấu giếm không có thông báo cho tiêu trạm nếu không tiêu trạm việt sẽ không là như thế cái thái độ khẳng định đã sớm gọi hắn đi hỏi thăm tình huống cứ việc giết là quốc tế phần tử phạm tội dù sao cũng là sáu cái nhân mạng chết tại an toàn bộ môn trong tay kia là đương nhiên chẳng có gì lạ chết tại tiêu phàm vị này tiêu ra đích hệ tử đệ trong tay vậy liền rất khác nhau tiêu phàm là tông giáo cục quản lý phó sử cấp cán bộ, không phải an toàn bộ môn đặc công. Giản tú hoa kinh ngạc nói, buôn lậu đội còn tại thủ đô có quan hệ rồi. Này làm sao nói, giản tú hoa cùng nhiều vũ đình khác biệt, nàng là loại kia điển hình nhất cán bộ nòng cốt phu nhân, không lỗi lớn hỏi trong chính trị sự tình, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Hoàn toàn không rõ ràng, bây giờ bên ngoài đã biến thành cái dạng gì thế đạo. Tiêu chạm sắc mặt lại hòa hoãn lại, hiển nhiên hắn tán thành tiêu phàm giải thích, an toàn bộ môn hướng hắn thông báo tình huống thời điểm, cơ vốn cũng là ý tứ như vậy. Nói là cái hiểu lầm, tóm lại chuyện như vậy, tận lực thiếu dính, không có gì tốt chỗ. Tiêu chạm hay là căn dặn một câu, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói cha, ta buổi trưa hôm nay tại phương Lê Phương Thúc Thúc trong nhà ăn cơm. Phương Thúc Thúc không tại, nhiều a di mời ta hai ngày sau đó đi tham gia một cái tụ hội, nửa tư cách cá nhân. Nàng nói muốn giới thiệu mấy vị bằng hữu cho ta biết giản tú hoa lập tức mừng rỡ nói vũ đình mời ngươi đi tham gia tụ hội có phải là muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng a tiêu phàm lập tức liền nở nụ cười khổ lão mộ nhớ mãi không quên chính là chuyện này cũng may tiêu trạm suy nghĩ trong lòng cùng thê tử khác hẳn hoàn toàn hắn không quan tâm tiêu phàm tìm đối tượng vấn đề hắn thấy hắn tiêu trạm nhi tử làm sao có thể tìm không thấy đối tượng lão tiêu nhà còn không lấy được cháu dâu quả thực nói đùa kia nàng có hay không nói cái này tụ hội Phương Lê có đi hay không tham gia Tiêu Trạm quan tâm là Phương gia động tĩnh hẳn là sẽ đi Cha nghe nói Phương thúc thúc làm việc khả năng tại gần đây có biến thành động Ừm Tiêu chạm nhẹ gật đầu hiện tại có hai loại khả năng nó một có thể là đi nội đình văn phòng hai đi tới bên cạnh tỉnh thị có khả năng đi Minh Châu Tiêu Phạm lập tức hỏi đi Minh Châu an bài thế nào Chính pháp hủy thư ký Phương Lê là hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ cán bộ cao cấp, lại lâu tại chính trị và pháp luật hệ thống phụ trách công việc trọng yếu. Lấy tư lịch của hắn, không bên ngoài thì đã, một khi ngoại phóng, chỉ ít cũng được an bài tiến vào địa phương thường ủy ban. Hẳn là như vậy đi, còn không có cuối cùng định ra đến, muốn nhìn Phương Lê thái độ của mình. Tiêu chạm ngược lại là không có đối với nhi tử làm cái gì giấu giếm. Lão gia tử đều đã phân phó, để hắn có chuyện gì nhiều cùng tiêu phàm thông khí mà lại tiêu chạm mình, cũng ngay tại mưu cầu ngoại phóng. Đối với những cao tầng này thay đổi nhân sự, hơi chú ý. Gần đây cũng xác thực đến trung kỳ thay nhiệm kỳ thời điểm, trung ương các bộ ủy cùng các tỉnh thành phố thay đổi nhân sự, sẽ so hai năm trước càng thêm tấp nập. Cha, vậy là người cái gì cái nhìn? Tiêu phàm nghĩ nghĩ, hỏi. Tiêu chạm nói, ta nhìn, hắn hay là lưu ở bên trên tốt. Đi nội đình làm việc, cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội này. Phương Lê một mực tại chính trị và pháp luật hệ thống làm việc. Phương gia thế lực chủ yếu cũng tập trung ở chính trị và pháp luật hệ thống. Nếu như có thể đi nội đình xử lý, kia liền có khả năng đi ra chính trị và pháp luật hệ thống. Tiền đồ càng thêm rộng lớn. Tiêu Phàm trầm ngâm, tay trái khẽ nhúc nhích, chốc lát nhẹ nhàng lắc đầu. Cha, ta nhìn, liền Phương thúc thúc tình huống của mình mà nói, hắn lưu ở bên trên còn không bằng đi địa phương. A, à, ngươi vì cái gì nhìn như vậy? Một loại trực giác đi tiêu phàm hàm hàm hồ hồ nói, kỳ thật hắn vừa rồi liền lên một quẻ, quẻ tượng chính là như thế biểu hiện, bất quá tiêu phàm tạm thời không có ý định cùng lão tử nói cái này. chương 203, ta sẽ chờ ngươi. Tại thuê lại trong phòng nhỏ, Azelena yên lặng dọn dẹp bọc hành lý. Nàng hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này, rời đi cái này sinh sống gần một năm tiểu gia, trở về quê hương của nàng, trắng Nga thủ đô minh tư khác. Đây là tiêu phàm an bài, cứ việc Azelena không tình nguyện, nhưng nhưng lại không thể không rời đi. Bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không phải quốc gia này công dân, hôm qua ngành tương quan chính thức thông chi nàng, nói công tác của nàng hộ chiếu đã đến kỳ, mời nàng tại trong vòng 7 ngày cách cảnh. Kỳ thật Azelena làm việc hộ chiếu cũng không có đến kỳ, còn kém hơn mấy tháng. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là ngành tương quan nói như vậy, nàng không đi cũng được đi. Ở quốc gia này, nhiều khi, viết trên giấy quy định là không có người để ý tới ngành tương quan người phụ trách nói lời mới thật sự là quy định azelena ở đây sinh sống hơn nửa năm sớm đã biết rõ điểm này cái này nhất định cũng là tiêu phạm an bài hắn không nguyện ý mình ở lại chỗ này nữa lại lưu tại bên cạnh hắn hắn đã chán ghét mình vừa nghĩ đến đây azelena liền cười khổ một tiếng cảm thấy vô so hoang đường chán ghét hắn đều không có chạm qua mình chán ghét lại bắt đầu nói từ đâu không hiểu Azelena cảm thấy mình trước kia huấn luyện thời điểm, học tâm lý học đều uổng công, Tiêu Phàm tâm tư, nàng hoàn toàn suy nghĩ không thấu, căn bản cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Cái này là một câu đố đồng dạng nam nhân, cho tới nay, Tiêu Phàm là một cái duy nhất cùng nàng từng có tiếp xúc thân mật, nhưng không có động đến hắn nam nhân. Còn lại mấy cái bên kia nam nhân, chỉ muốn gặp được nàng, lập tức liền lại biến thành dã thú, Azelena có thể cảm nhận được bọn hắn cảm xúc biến hóa đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội thật tiếp cận azelena tiêu phàm có cơ hội từ nhìn thấy nàng ngày đầu tiên bắt đầu tiêu phàm liền có cơ hội này thậm chí tại trong cuộc sống sau này azelena chủ động sáng tạo cơ hội để tiêu phàm đến chiếm hữu chính mình đây là đại tỷ phân phó nhưng là cái gì đều chưa từng phát sinh dù coi như như thế azelena vẫn như cũ hy vọng tại nàng rời đi thành phố này rời đi quốc gia này trước đó nàng có thể gặp lại tiêu phàm dù chỉ là xa xa nhìn một chút azelena cũng sẽ an tâm rất nhiều tiêu phàm mặc dù như cái bí ẩn nhưng azelena thừa nhận chỉ muốn gặp được hắn mình liền có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác an toàn cái này cái nam nhân sẽ không khiến người khác thương tổn tới mình điểm này azelena từ không nghi ngờ như vậy tiêu phàm hắn hắn cũng là ưa thích mình a à. đã thích vì cái gì không muốn đâu azelena đầu óc loạn cả một đoàn mấy món hành lý đơn giản thu thập nửa giờ, như trước vẫn là loạn thất bát tao. Azelena hành lý xác thực không nhiều, chính là một chút đổi tắm giặt quần áo, đơn giản một chút đồ trang điểm. Còn có hộ chiếu cùng một điểm tiền, những cái kia sắc thái diễm lệ, loè loẹt áo quần diễn xuất, Azelena toàn bộ đều lưu lại, không có ý định mang đi. Về đến cố hương, nàng sẽ không lại từ sự tình cái nghề này. Vô luận nơi nào quán ba, đều là loạn thất bát tao, quan hệ nam nữ hỗn loạn không chịu nổi. Azelena kỳ thật một chút cũng không thích cuộc sống như vậy. Tiêu Phàm nói cho nàng, trở lại Minh Tư khác về sau, nàng sẽ có được cuộc sống hoàn toàn mới, tương lai tràn ngập ánh nắng cùng hy vọng. Cứ việc Azelena cũng không rõ ràng, vì cái gì Tiêu Phàm có thể chắc chắn như thế. Nhưng nàng tin tưởng hắn, cho tới nay, Tiêu Phàm chưa hề lừa gạt qua nàng. Tiêu Phàm cho nàng hết thảy bảo hộ, làm nàng ở đây khỏi bị hết thảy tổn thương. Thậm chí ngay cả cái kia Azelena sợ đến tận xương tủy đầu lão bản cùng đại tỷ, đều tại tiêu phàm trước mặt chịu thua nhận thua, đồng ý vô điều kiện cho nàng tự do, từ nay về sau, lại sẽ không đến gây sự với nàng. Nàng thu hoạch được chân chính tự do, đây chính là Azelena nhiều năm trước tới nay, tha thiết ước mơ. Azelena chính ngẩn người thời điểm, vang lên tiếng mở cửa. Azelena tâm phanh phanh nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất từ phòng ngủ liền sông ra ngoài. Sau đó, Nàng liền thấy Tiêu Phàm, nhìn thấy cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu nam nhân, mang theo ôn hòa mỉm cười, đứng ở trước mặt của nàng. Azelena bịt miệng lại, xanh thẳm trong đôi mắt, nước mắt tràn mi mà ra. "Azelena, cầm những vật này." Tiêu Phàm khẽ cười nói. Hắn cho Azelena mang đến một chút túi chứa thực phẩm, đại đa số là thủ đô phong vị quả vặt. Nhìn thấy những này quả vặt, Azelena vừa mới ngừng lại nước mắt lại chảy xuôi xuống tới, đây đều là nàng thích ăn tiểu đồ ăn vặt. Cơ hồ chỗ có cô nương trẻ tuổi đều thích ăn đồ ăn vặt, Azelena cũng không ngoại lệ. Azelena chỉ là không có nghĩ đến, Tiêu Phàm chẳng những ghi nhớ nàng yêu thích, còn chuyên môn đi mua những này đồ ăn vặt tới đưa cho nàng. Làm sao còn không thu nhặt tốt? Đợi chút nữa máy bay liền muốn cất cánh, Tống Tham tán sẽ ở phi trường chờ chúng ta hội hợp. Đi tới phòng ngủ nhỏ, nhìn thấy trên giường loạn thất bát tao tình hình, Tiêu Phàm cười hỏi. Cái gì? Tống Tham tán, Azelena có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiêu Phàm giải thích nói, Tống Tham Tán là chú trắng Nga Đại Sứ Quán Tham Tán, hôm nay tiến về Minh Tư Khắc Thượng Nhiệm. Ta xin nhờ nàng trên đường chiếu cố ngươi, sau khi về nhà, nàng sẽ giúp ngươi tìm tìm thân nhân của ngươi. Ngươi có khó khăn gì, đều có thể đi tìm nàng. Nàng là một vị lòng nhiệt tình nữ sĩ, cái này quan hệ là Giang Vũ Thành tìm, Giang Vũ Thành phụ thân, bên ngoài sự tình bộ môn làm việc. Toàn bộ lão Giang gia truyền thống lực ảnh hưởng, chủ yếu cũng là bên ngoài sự tình bộ môn. Tống tham tán nghe nói cùng Giang Vũ Thành mẫu thân quan hệ rất không tệ. Bất quá hôm nay vừa vặn xuất phát tiến về Minh Tư Khắc đi nhậm chức, tự nhiên là vừa vặn. Có như thế một vị thâm niên quan ngoại giao toàn bộ hành trình chiếu cố Azelena, Tiêu Phàm cũng yên lòng. Azelena, đây là một trương ngoại tệ thẻ ngân hàng toàn cầu liên, bên trong có 100.000 euro, người cầm. Đến Minh Tư Khắc về sau, không cần vội vã tìm việc làm, nhiệm vụ chủ yếu là tìm tìm mẹ của ngươi. Số tiền kia hẳn là đủ ngươi sinh sống một đoạn thời gian. Nếu như không đủ, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ hướng trong thẻ thu tiền. Hiểu chưa, tiêu phàm nắm lên Azelena tay nhỏ, đem thẻ ngân hàng nhẹ nhàng phóng tới nàng mềm mại trong lòng bàn tay. Azelena nhìn lấy trong tay thẻ ngân hàng, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu lướt qua trơn bóng gương mặt, từng giọt rơi xuống trên tay. Vì cái gì, muốn đối ta tốt như vậy? Azelena ngẩng đầu, nhìn qua tiêu phàm, hai mắt đẫm lệ mông lung, thì thào hỏi. Vì cái gì đối ta tốt như vậy, lại không chịu muốn ta. Tiêu phàm liền cười, đưa tay cho nàng lau đi lệ trên mặt. Azelena không có trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, thậm chí so thịnh trang nàng xinh đẹp hơn, thanh thuần tự nhiên, khiến người thấy mà quên tục. Azelena bắt hắn lại tay, dán tại trên mặt mình, dính thật sát vào, không ngừng hôn nhẹ tiêu phàm mở u bàn tay, nước mắt cấp tốc đem tiêu phàm mở u bàn tay ướt nhẹp, nhấp nhúa, Chúng ta về sau sẽ còn gặp lại sao? Thật lâu, Azelena nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, khàn khàn hỏi. Sẽ, Tiêu Phàm trả lời rất đơn giản, nhưng cũng rất chắc chắn. Sẽ từ lúc nào, không bao lâu nữa, đến thu dọn đồ đạc đi, máy bay chẳng mấy chốc sẽ cất cánh, chúng ta không muốn lầm chuyến bay. Azelena nhẹ nhàng gật đầu, buông ra Tiêu Phàm tay, dùng ống tay áo lau khô nước mắt, bắt đầu thu dọn đồ đạc, tay chân trở nên 10 điểm lưu loát vài phút liền đem dương hành lý nhỏ thu thập xong. Hai người tướng dai đi ra ngoài, leo lên tiêu phàm đại bôn. Trước khi rời đi, Azelena buông xuống cửa sổ, có chút niệm niệm không thôi nhìn lại một lát. Từ khi bị người bắt sau khi đi, cái này hơn 10 năm ở giữa, chỉ có ở đây sinh hoạt mấy tháng, mới khiến cho Azelena cảm nhận được chân chính vui vẻ. Mặc dù cũng trộn lẫn lấy vẻ lo lắng, trộn lẫn lấy đối không thể biết tương lai sợ hãi, nhưng có tiêu phàm tại thời điểm, nàng thiết thiết thực thực cảm nhận được vui vẻ. Hai người đuổi tới sân bay, Tống tham tán cùng bộ bên trong vì nàng tiến đưa đồng chí, sớm đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy tiêu phàm cùng Azelena, Tống tham tán mỉm cười tiến lên đón tới. Như là tiêu phàm lời nói, Tống tham tán là một vị hiền lành nữ sĩ, ước chừng chừng 40 tuổi, mặc màu lam nhạt đồ công sở, phong độ cực kỳ yêu nhã, trong lúc phất tay, đều hiển lộ rõ ràng ra thành công nữ tính cùng tri thức nữ tính tự tin. Tống tham tán là công sứ ngậm tham tán, chúng ngoại sứ quán gần với đại sứ ngoại giao chức vụ, tại đại sứ rời chức hoặc là không thể thực hiện chức vụ tình huống dưới, công sứ ngậm tham tán toàn bộ phụ trách sứ quán làm việc. Tiêu trưởng phòng, Tống tham tán mỉm cười cùng tiêu phàm nắm tay, ánh mắt lập tức rơi vào Azelena trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vị này chính là Azelena tiểu thư, thật mỹ lệ phi thường, quan ngoại giao tại phái từ đặt câu phía trên đồng dạng đều đặc biệt cẩn thận, vì vậy tống tham tán sử dụng chính là mỹ lệ mà không phải xinh đẹp khen ngợi từ nhìn ra được tống tham tán đối azelena khích lệ xuất phát từ nội tâm cứ việc trắng nga là mỹ nữ tụ tập địa phương nhưng như thế mỹ lệ thiếu nữ hay là không thấy nhiều azelena vội vàng hướng tống tham tán cuối người chào sợ hãi cùng tống tham tán chào hỏi sở sở bộ dáng đáng thương càng thêm làm người chiều mến tống tỷ azelena mặc dù là minh tư khắc người nhưng rời quê hương đã rất nhiều năm. Đến Minh Tư khác về sau, còn muốn mời Tống Tỷ chiếu cố nhiều hơn nàng, có vấn đề gì, có thể tùy thời cùng ta điện thoại liên lạc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Tống tham tán khoảng 40 tuổi, so hắn lớn mười mấy tuổi, so giản tú hoa tiểu hơn 10 tuổi, Tiêu Phàm liền gọi là Tỷ. Bình thường nữ tính vượt qua 25 tuổi về sau, đều sẽ tận lực đem mình hướng tiểu dựa vào. Liệu tất Tống tham tán cũng không ngoại lệ, yên tâm đi, Tiêu trưởng phòng, ta nhất định hết sức tống tham tán cười đáp tại không trái với ngoại sự kỷ luật tình huống dưới cố gắng cùng lão tiêu ra tử đệ giữ gìn mối quan hệ tuyệt không có chỗ xấu máy bay sắp cất cánh tống tham tán cùng tiêu phàm khách khí vài câu rời đi trước nàng là quan ngoại giao có thể đi ngoại giao thông đạo kiểm an thủ tục muốn đơn giản hơn nhiều azelena nhất định phải đi phổ thông kiểm an thông đạo azelena kéo lấy dương hành lý nhỏ cẩn thận mỗi bước đi azelena đi thôi máy bay liền muốn cất cánh tiêu phàm mỉm cười hướng nàng phất tay. Azelena bỗng nhiên vứt xuống dương hành lý, mở ra thật dài hai tay, bỗng nhiên ôm hắn, nước mắt phun ra ngoài. Tiêu phàm, người thích ta sao? Thích không? Azelena dán tại tiêu phàm bên tai, nghẹn ngào hỏi. Thích, tiêu phàm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Azelena lưng, thấp giọng nói. Ta sẽ chờ ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ chờ ngươi, đời này kiếp này, ta đều sẽ chờ ngươi. Chương 204 Tụ hội màn đêm buông xuống, Nhiêu Ngọc Sinh trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Nhiêu Ngọc Sinh là Nhiêu Vũ Đình đệ đệ, bản danh Tham Mưa Sinh, về sau đổi tên là Nhiêu Ngọc Sinh. Đối đây, Nhiêu Ngọc Sinh cũng bộc trực nói trong âm thầm đối với Bằng hữu nhóm nói tìm người tính qua, hắn là nước mệnh vốn là nước mưa quá nhiều, danh tự bên trong lại có một cái mưa chữ sẽ chết đuối người. Ngũ hành thiếu thổ, Ngọc Thạch Miễn Cương cũng coi là đất đá một loại, vì vậy đổi tên là Nhiêu Ngọc Sinh nhiều ngọc sinh trên cơ bản đã tính được là thuần túy thương nhân bởi vì mà phong cách hành sự cũng càng giống cái khác trung tâm mua sắm đại ngạc tha nhà đời thứ hai phần lớn kinh thương duy chỉ có nhiều vũ đình còn có bán chính thức thân phận đây cũng là cải cách mở ra về sau rất nhiều hào môn thế gia tử đệ lựa chọn bọn hắn bản thân đều trải qua kinh khủng náo động lớn đối náo động trong lúc đó các loại đấu tranh có khắc sâu trải nghiệm nói một cách khác bọn hắn đối chính trị đấu tranh có bản năng sợ hãi náo động lớn bên trong, rất nhiều thế hệ trước hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua sung kích. Đương nhiên, những này hào môn tử đệ dù coi như đi thương nghiệp con đường, cũng vẫn là cùng quyền lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại nước ta, thương nghiệp kinh doanh mở rộng đến kích thước nhất định, nếu như không có quá cứng quan phương quan hệ, nghĩ tiến thêm một bước, kia là muôn vàn khó khăn. Tại một cá thể chế bên trong, quyền lực cơ bản không có chế ước thời điểm, là tất nhiên sẽ cùng tiền tài cấu kết cùng một chỗ, thăng quan phát tài là chi vị. Nhiều ngọc sinh biệt thự này, tại ba điểm trong vòng, chiếm diện tích rộng lớn, liên đới đỉnh Việt, vượt qua 1 000 m vuông Lấy hiện giai đoạn thủ đô giá đất mà nói, ba điểm trong vòng, mặc kệ bất luận cái gì địa điểm, vượt qua 1 000 m vuông chiếm diện tích biệt thự, là cái khái niệm gì, tất cả mọi người thanh thanh sở sở. Cái này đại biểu cho cực độ giàu có. Bởi vậy, hôm nay có thể tham gia nhiều ngọc sinh cái gia đình này tụ hội khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là lớn có thân phận lai lịch nhân vật. Tiêu phàm xe Mercedes, tại biệt thự dừng xe bãi bên trong, nhiều nhất tính được bên trong cùng đẳng cấp, một loạt nhìn sang, tất cả đều là các loại xe sang. Nhưng ở rừng xe bãi, có cái hiện tượng rất kỳ lạ, dừng ở bắt mắt nhất vị trí, không phải giá trị mấy triệu xe sang, mà là rất phổ thông Audi đại hắc vỏ bọc. Mấy đài, nguyên nhân rất đơn giản, cái này mấy đài Audi đại hắc vỏ bọc đều treo ban ngành chính phủ giấy phép tại thủ đô, hoặc là nói tại cả nước, quyền thế vĩnh viễn xếp tại tài phú phía trước. Đây là thiết luật, từ xưa đến nay, liền có bần không cùng dầu đấu. Dầu không đấu với quan thuyết pháp, dựa theo xe buýt quản lý tương quan quy tắc, đủ tư cách cưới Audi đại hắc vỏ bọc, ít nhất phải là phó tỉnh bộ cấp lấy thượng quan viên, nếu như lại nghiêm ngặt một chút, phải là chính tỉnh bộ cấp lấy thượng quan viên, phó bộ cấp chỉ có thể ngồi tiểu hắc vỏ bọc. Đương nhiên, bình thường sẽ không như thế nghiêm ngặt, Trừ phi là đặc thù thời kỳ. Tiêu Phàm đem xe Audi dừng ở một cái không thấy được địa phương, chậm rãi đi hướng biệt thự đèn đuốc sáng trưng phòng khách. Biệt thự cổng, một tên dáng người thon thả thẳng tắp thiếu nữ, chính đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc hiếu hiệu lo nghĩ, chính là Phương Du Mỹ, vừa thấy được Tiêu Phàm, liền nhảy tung tăng chạy xuống bậc thang, vội vã tiến lên đón. Người làm sao mới đến a? À? Rất nhiều khách nhân đều đến." Tiểu nha đầu mới mở miệng liền phàn nàn. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta chính là tới làm người tiếp khách. Sớm một chút tối nay cũng không đáng kể. Ngươi nha, làm sao như vậy không tự tin đâu? Ai nói ngươi là người tiếp khách, ngươi nhưng là ta mụ mụ chính miệng mời khách quý. Tối nay khách nhân, đa số đều là ta cứu cứu mời, mẹ ta mời khách quý cũng không nhiều, mỗi một cái đều là tụ hội bên trên minh tinh. Tiểu cô nương lập tức rất khó chịu giáo huấn lên Tiêu Phàm đến, hai mắt trừng to lớn. Tiêu Phàm không khỏi sờ sờ cái mũi bị người ta một tiểu cô nương phê bình vì không tự tin tại tiêu phàm mà nói thật đúng là xưa nay chưa thấy đầu một lần bất quá tiểu cô nương chuyên tại cửa ra vào chờ hắn cũng coi là rất giảng nghĩa khí tiểu mỹ người tại sao lại ở đây không học tập sao học tập cái gì nha hôm nay tuần lễ năm người không biết ha? À? lại nói dạng này tiệc tùng mẹ ta cổ vũ ta tham gia để ta nhiều rèn luyện tiểu nha đầu liền mãnh mắt trợn trắng tựa hồ đối với tiêu phàm chỉ độn rất xem thường nếu là người trẻ tuổi tổ chức cái chủng loại kia loạn thất bát tao tiệc tùng nhiều vũ đình khẳng định là tuyệt đối cấm chỉ cô nương đi tham gia ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nhiều ngọc sinh tổ chức tụ hội tự nhiên coi là chuyện khác đến đều là lớn người có thân phận địa vị vật từng cái ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ coi như giả vờ cũng phải giả vờ ra tiểu mỹ đều đến chút khách nhân nào tiêu phàm theo miệng hỏi đến khách nhân cũng không ít cha ta cũng tới hì hì tiểu nha đầu bỗng nhiên cổ cổ quái quái cười một tiếng tiêu phàm không khỏi đứng vững bước nhìn qua nàng phương lê đến tiểu nha đầu cười đến cổ quái như vậy làm cái gì tiểu cô nương tựa hồ cảm thấy sự tình càng thú vị lạc lạc cười một trận mới lên tiếng khách người bên trong còn có một vị đại mỹ như a à, mẹ ta mặc dù không có nói rõ bất quá ta xem chừng là giới thiệu cho ngươi đối tượng tiêu phàm không chịu được đầu lớn như cái đấu nhiều a à di thật đúng là tận trước tận trách a thế mà thật giới thiệu với hắn lên đối tượng đến. Cái này có cái gì tốt cười, cười trên nỗi đau của người khác, tiêu phàm không khỏi trừng tiểu cô nương một chút, khẽ nói. Cùng phương du Mỹ cùng một chỗ, trong bất chi bất giác, tiêu phàm cảm thấy mình cũng biến thành càng thêm trẻ tuổi. Kỳ thật đây là hắn trong tiềm thức chiều theo phương du Mỹ, mắt thấy tiểu nha đầu đem hắn xem như ca môn, kia tiêu lão đại liền muốn tự giác một chút, tự giác làm tốt phương đại tiểu thư ca môn. À, này làm sao gọi cười trên nỗi đau của người khác đâu? Giới thiệu cho ngươi đối tượng, là chuyện tốt a, à, ta nói cho ngươi, cái kia tỉ tỉ nhưng dễ nhìn, 100% đại mỹ nữ. Hừ, người ta có phải là để ý ngươi, còn hai chuyện đâu, ngươi đắc chí cái gì? Tiểu cô nương nhếch miệng, mất hứng nói, lập tức lại là kỳ quái cười một tiếng. Bất quá, Tiêu Phàm, ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi a, à, muốn ta nhìn, vị tỉ tỉ kia cũng không phải loại lương thiện lợi hại đâu, người chưa hẳn liền hàng được nàng. Hai người nếu thật là chỗ đối tượng, người phải cẩn thận một chút. Tiêu phàm lắc đầu, cất bước tiến vào biệt thự. Biệt thự trong phòng khách yên lặng, không có người. Tất cả mọi người tại hậu viện uống rượu nói chuyện phiếm đâu, đi theo ta. Tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót đi theo tiêu phàm bên người, có chút không hiểu hưng phấn. Kỳ thật cùng loại tụ hội, phương du Mỹ đã tham gia qua rất nhiều về, sớm đã thành thói quen. Hôm nay sở dĩ tương đối hưng phấn, hoàn toàn là bởi vì tiêu phàm nguyên nhân không biết vì cái gì chỉ cần vừa thấy được tiêu phàm tiểu cô nương tâm tình liền sẽ trở nên không giống biệt thự to lớn trong đình việt sớm đã làm tốt tương ứng bố trí tiếng đàn du dương ánh đèn nhu hòa cảnh sắc yêu mỹ một đoàn y quan sở sở nam nữ top năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện thanh âm đều ép tới tương đối thấp phi thường có giáo dưỡng nhiều vũ đình một thân màu đen váy trang đoan trang trang nhã cao quý hào phóng tương đối mà nói cùng nàng đứng chung một chỗ phương lê liền muốn mộc mạc được nhiều mặc phổ thông mỏng kẹp khắc hưu nhàn dày ra không hiển sơn không lộ thủy nhưng kia cố thượng vị giả nắm quyền lớn khí độ lại rõ ràng hiện ra tiêu phàm trước kia chưa thấy qua phương lê nhưng chỉ một chút liền có thể nhận ra được phương du mỹ cùng phương lê dáng dấp rất giống nhất là mặt mày ở giữa thần sắc càng là giống hệt tiểu nha đầu tại tướng mạo bên trên mạnh mẽ di chuyển phụ mẫu ưu điểm, cũng khỏi phải tiểu nha đầu chỉ dẫn, tiêu phàm trực tiếp đi tới. Đang cùng một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên nói chuyện phiếm nói chuyện nhiều Vũ Đình lập tức rất lễ phép mà hướng nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đón lấy tiêu phàm, mỉm cười nói tiêu phàm, đến rồi. Nhiều a di tốt, tiêu phàm thoảng qua thêm nhanh hơn một chút bước bước, cười hướng nhiều Vũ Đình vấn an, đi tới họ hàng gần. Lại hướng phương lê khẽ khom người, phương thúc thúc tốt, Phương Lê trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, gật đầu thăm hỏi, tiêu phàm, người tốt. Trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ tò mò, Phương Lê xác thực đối tiêu phàm có chút hiếu kỳ. Lão tiêu nhà vị này đích trưởng tôn, ở thế gia hào môn bên trong, tính được đại danh đỉnh đỉnh, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thậm chí sau ôm thuật đều cùng kiệt xuất nhất con cháu cách mạng đời thứ ba còn muốn nổi danh. Chẳng qua là tiếng xấu, tại quá khứ mấy năm bên trong, tiêu phàm làm mặt trái điển hình, bị hào môn thế gia các trưởng bối dùng để giáo huấn con em nhà mình thủ đô nhiều như vậy huy phong hiển hách hào môn còn không có vị nào đích hệ tử đệ là cái người xuất gia tiêu phàm ly kinh phản đạo hơn xa với các nhà ăn chơi thiếu gia đây là muốn đem tiêu lão gia tử cùng tiêu chạm tức hộc máu tiết tấu hôm nay gặp mặt phương lê trong lòng lập tức hưng khởi quả là thế cảm giác tiêu phàm cứ việc mặc hàng hiệu mang theo tên đồng hồ một bộ trần thế cậu ấm dáng vẻ nhưng kia cỗ yên tĩnh khí độ tại phương lê trong mắt lại rõ ràng tỏ rõ hắn là một cái học đạo người kia nhàn nhạt khí thế xuất trần người bình thường tuyệt đối trang không ra tiêu phàm cứu qua nhiều vũ đình phương lê cũng xác thực ra tay giúp tiêu phàm một tay giải quyết quế thanh thu làm việc vấn đề nhưng đây đều là ứng nhiều vũ đình yêu cầu mà vì cũng không biểu hiện phương lê bản thân tán thành tiêu phàm đối với tiêu phàm dạng này thần côn phương lê trong lòng tràn đầy cảnh giác phương lê tinh thông lịch sử từ xưa đến nay, lịch triều lịch đại, phàm là có thuật sư thần côn tham gia chính trị, kết quả đều không thế nào tốt. Hoặc hứa Đông Phương Sóc là một ngoại lệ, nhưng ở Hán Vũ Đế thời kỳ, Đông Phương Sóc thanh danh, càng nhiều hơn chính là đến từ trí tuệ của hắn cùng đối hoàng đế khuyên can, mà không phải giả thần giả quỷ. Đông Phương Sóc bị tôn xưng là trí thánh, mà không phải thần tiên. Đương nhiên, thời đại khác biệt, tiêu phàm xuất thân lai lịch cũng khác biệt, làm lão tiêu gia đích trưởng tôn, cần thiết mặt mũi, Phương Lê vẫn là phải cho. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Phương Lê cũng không cho rằng Tiêu Phàm có thể mê hoặc chính mình. Đối với Phương Lê suy nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm nhất thanh nhị sở, cái này khỏi phải suy tính, đoán đều đoán được. Một cái thần côn, ở thế gia hào môn trưởng bối trong mắt, xa xa so một cái hoàn khố đáng ghét phải nhiều. Thế gia trưởng bối đối hoàn khố thái độ, nhiều nhất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không cao hứng thời điểm giáo huấn vài câu nhưng đối thần côn thái độ, đó chính là chán ghét thêm cảnh giác. Cái này cũng không có gì, tiêu phàm vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, không có chút rung động nào. Một ngày nào đó, Phương Lê đối với hắn cảm nhận sẽ cải biến. Liền như là lục hồng cùng nhiều vũ đình, thậm chí như là Phương Du Mỹ. Tiểu nha đầu trước đó vài ngày, đối với hắn quả thực chính là phản cảm cực độ, trong nháy mắt, liền biến thành người một nhà. Đương nhiên, muốn cải biến Phương Lê cảm nhận, không có đơn giản như vậy chương 205, tránh chi duy sợ không kịp. Vị này là, đang cùng Phương Lê Nhiêu Vũ Đình nói chuyện nam tử trung niên, chuyển hướng tiêu phàm, mỉm cười hỏi. Trung niên nam tử này vóc dáng tương đối cao, dáng người thẳng tắp, dù đã người bên trong năm, trên bụng lại không có chút nào thịt thừa, đứng ở nơi đó, eo rất xui thẳng, khí độ bất phàm, quần áo 10 điểm vừa vặn, cứ việc nhìn không ra là nhãn hiệu gì, nhưng cho rằng công cùng tài năng, liền biết tuyệt không phải hàng thông thường. Bây giờ chân chính thượng lưu giai tầng kẻ có tiền, mặc quần áo không hỏi bảng hiệu, hỏi chính là nước nào may vá. Đặc biệt như bước ra hỏa, thậm chí có mình tư nhân chuyên gia thiết kế thời trang cùng tư nhân may vá. Trung niên nam tử này nhìn qua, chính là như vậy nhân vật như bức, tướng mạo chưa nói tới 10 điểm tuấn lãng, bởi vì khí chất xuất chúng, liền tôn lên cả người đều thần thái tỏa sáng, có thể xưng mỹ nam tử. Từ hành trưởng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tiêu phàm, tiêu trạm tiêu bộ trưởng đại công tử. Tiêu Phàm, vị này là từ hành trưởng, từ Trấn Nam đồng chí, đại sinh ngân hành chủ tịch kiêm hành trưởng. Nhiều vũ đình mỉm cười cho hai người làm dẫn giới. Từ hành trưởng, người tốt, Tiêu Phàm hướng từ Trấn Nam gật đầu ra hiệu. Nhiều vũ đình cố ý cho từ Trấn Nam thân phận giới thiệu, nhưng thật ra là dư thừa. Ở kinh thành thế ra vòng tròn bên trong, từ Trấn Nam có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Đại sinh ngân hàng không phải quốc hữu ngân hàng, là hùn vốn ngân hàng. Bình thường đến nói, hồn vốn ngân hàng đa số là ngoại tịch nhân sĩ cầm lái, duy chỉ có đại sinh ngân hàng là một ngoại lệ. Từ thành lập ngày đó bắt đầu, từ chấn nam chính là hành trưởng. Tại đảm nhiệm đại sinh ngân hàng hành trưởng trước đó, từ chấn nam là nước nào đó có ngân hàng được tin cậy gửi gắm ngành đầu tư người phụ trách. Nhưng đại sinh ngân hàng quan phương sắc thái tương đối nhạt, chỉ ít đối bất minh nội tình phổ thông tiểu cán bộ cùng quần chúng mà nói, tất cả mọi người cho rằng đại sinh ngân hàng là tư nhân ngân hàng. Trên thực tế cũng là tư nhân ngân hàng chỉ là ở trong nước làm nghề ngân hàng, mặc kệ là hùn vốn cũng tốt, tư nhân cũng được, không có thâm hậu quan phương bối cảnh, kia là không thể nào làm cho đi xuống. Từ chấn nam tuổi còn trẻ, ở trong nước giới tài chính lại là tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia kinh tế. Bản thân cũng là xuất thân hào môn, đương nhiên, từ gia không tính là một cùng hào môn, nhất định phải xếp hạng. Có thể nói bên trong cùng thế gia, trong nhà lão đầu tử cũng quan đến chính bộ cấp, trước đây ít năm hưu trí, Bất quá là rất chính thống màu đỏ truyền thừa. Tại kinh sư mặt đất cũng coi như rộng có nhân mạch. Trong truyền thuyết, Từ Chấn Nam và vài cái siêu cấp hào môn đời thứ hai tử đệ quan hệ đều rất không tệ. Tỷ như Uông Vĩ thành chủ quản cỡ lớn xí nghiệp nhà nước, chính là là đại sinh ngân hàng đại cổ đông một trong. Bất quá ngược lại cũng không thể bởi vậy kết luận, Từ Chấn Nam cùng Uông Vĩ thành tựu là đồng đảng, đầu tư về đầu tư, người quan hệ về người quan hệ. Không thể nói nhập làm một lấy từ chấn nam ở trong nước giới tài chính danh khí cùng bản thân hắn bày ra tài hoa, uông vĩ thành hướng đại sinh ngân hàng bơm tiền, không thể nghi ngờ là rất sáng suốt cách làm. Hắn xí nghiệp không hướng đại sinh ngân hàng bơm tiền, có là người nguyện ý. Kiếm tiền sự tình, vì cái gì không làm, tiêu phàm cũng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải từ chấn nam. a à, nguyên lai là tiêu trưởng phòng, người tốt, cửu ngưỡng đại danh, từ chấn nam cười hướng tiêu phàm vươn tay ra. Nhìn qua tiếu dung rất giống có chuyện như vậy, động tác cũng trung quy trung củ, không có có bất kỳ không ổn nào. Nhưng cuối cùng câu kia cửu ngưỡng đại danh, vẫn có thể để người từ đó nghe ra trêu tức chi ý. Tiêu phàm có cái gì đại danh để hắn kính đã lâu. Đơn giản chính là ly kinh phản đạo mà thôi. Từ từ chấn nam che giấu rất khá ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra được. Từ chấn nam đối với tiêu phàm xuất hiện tại cái này tụ hội trường hợp, có chút kỳ quái. Hôm nay cái này tụ hội, vô luận vị nào con em thế ra hiện thân, đều rất bình thường liền xem như uông hai uông 3 hoặc là tiêu thiên xuất hiện ở đây, từ chấn nam cũng sẽ không kinh ngạc. Hoàn khố về hoàn khố, tốt xấu là đứng đắn hoàn khố, bởi vì trong nhà hàng hiệu tử nguyên nhân, ở đây xuất hiện, không tính không hợp thói thường. Duy chỉ có tiêu phàm, là một ngoại lệ, tiêu phàm là người xuất gia, toàn bộ kinh sư thế gia hào môn trò cười, thậm chí có chút ăn chơi thiếu gia bị trong nhà trưởng bối mắng chửi thời điểm. Đều sẽ nhỏ giọng chống đối một câu, ta lại không nghe lời, cũng so tiêu gia lão đại muốn tốt a à? đúng thế coi như hoàn khố cũng so thần côn muốn tốt cùng loại ánh mắt như vậy tiêu phàm thấy nhiều không chút phật lòng lại tại cùng từ chấn nam lúc bắt tay thuận tay dựng một chút hắn mạch tượng phổ thông trung y bắt mạch cần bình phong thần tĩnh khí tinh tế điều tra tiêu phàm khỏi phải mà lại tiêu phàm cho người ta bắt mạch cũng không thuần túy là nhìn nhân sinh không sinh bệnh còn có thuật pháp bên trên tìm kiếm cho từ chấn nam bắt mạch đồng thời, còn cẩn thận chu đáo một chút từ chấn nam tướng mạo, trong lòng bừng tỉnh. Từ chấn nam có vẻ như đang tiến hành một trận đánh cược. Chỉ là từ gương mặt hắn cùng mạch tượng bên trên biểu hiện, từ chấn nam vận khí không tốt, trận này đánh cược kết quả, tương đương hung hiểm. Tiêu phàm nhàn nhạt khách khí một câu, cũng không nói thêm cái gì. Từ chấn nam rõ ràng đối tiêu phàm không có hứng thú quá lớn, sau khi bắt tay, liền là tiếp tục cùng như Vũ Đình nói chuyện, đối tiêu phàm thậm chí có chút tránh chi duy sợ không kịp chi ý. Lấy thân phận của hắn, có thể cùng tiêu gia ăn chơi thiếu gia đàm tiếu thật vui, lão tiêu gia hàng hiệu tử còn tại đó, cũng không phải giả. Nhất là gần đầu thời gian, tiêu lão gia tử bỗng nhiên trở nên tương đối sinh động, đối trong nước chính đàn ảnh hưởng tăng nhiều. Ngoại giới đoán không được lão gia tử đây là cái gì xáo lộ, từng cái gấp bội cẩn thận. Lấy tiêu lão gia tử ở trong nước cao thượng uy vọng cùng lực ảnh hưởng cực lớn, hắn dù là tùy tiện phát câu nói, đều đủ đoàn người dối ghen một lúc lâu. Nhưng tiêu phàm người xuất ra thân phận, thực tế quá mẫn cảm, từ chấn nam không nghĩ cho người tạo thành hiểu lầm gì đó. Cái này cái gọi là hiểu lầm, cũng không phải sợ người ta nói hắn tin tưởng phong kiến mê tín, đến từ chấn nam hôm nay thân phận địa vị, không thèm để ý người ta nghị luận cái này. Từ chấn nam để ý là, sợ người ta nói hắn vì lấy lòng lão tiêu nhà, liên lão tiêu gia nhất khinh thường tử đệ cũng khúc ý nịnh nọt. Lấy từ chấn nam tâm cao khí ngạo, quả quyết khó mà tiếp nhận dạng này phỏng đoán. Tiêu phàm, đến, giới thiệu cho ngươi nó bằng hữu của hắn. Từ chấn nam có thể đối tiêu phàm tránh chi duy sợ không kịp, nhiều vũ đình tự nhiên không thể làm như thế, tiêu phàm thế nhưng là nàng tự mình mời tới khách nhân. Bất quá nhiều vũ đình cũng không thể miễn cưỡng từ chấn nam, đành phải nhanh lên đem tiêu phàm lĩnh mở. Nhiều vũ đình mang theo tiêu phàm một đường đi qua, tối nay đại đa số khách nhân đều so tiêu phàm lớn tuổi, số ít mấy vị trẻ tuổi, thì là theo chân trưởng bối trong nhà đến từng trải. nghe nhiều vũ đình giới thiệu, những khách nhân phản ứng cơ bản cùng từ chấn nam không có sai biệt. rất khách khí cùng tiêu phàm chào hỏi, chào hỏi tiêu lão gia tử cùng tiêu bộ trưởng khỏe mạnh, trừ cái đó ra không nói một lời. nhiều vũ đình hơi hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới tiêu phàm thanh danh như thế không chịu nổi. phương du mỹ miệng nhỏ đã vành lên lên, tức giận. tiểu nha đầu đây là vì chính mình ca môn bất bình dựa vào cái gì các người đối tiêu phàm thái độ này a à? người ta nhiều bản sự tiêu phàm bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một cái thừa dịp người khác không chú ý tiểu nha đầu vụng trộm giật giật tiêu phàm ống tay áo thấp giọng nói thần sắc rất là không cam lòng được tiêu phàm mỉm cười gật đầu thật tiểu nha đầu vốn là câu nói nhảm không nghĩ tới tiêu phàm thế mà không chút do so dự liền đáp ứng nhịn không được truy vấn một câu ức chế không nổi kinh hỉ chi tình đương nhiên tiêu phàm đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng tiểu cô nương lập tức liền trở nên hưng cao thải liệt vậy nhanh lên một chút a không vội tiêu phàm ngược lại là khí định thần nhàn cách đó không xa một cái hiểu điệu nữ tử chính đưa lưng về phía bọn hắn đang thưởng thức lân cận biệt thự hậu viện hồ nhân tạo phong cảnh nữ tử này một mình một bên lộ ra cùng toàn bộ tụ sẽ có chút không hợp nhau thấy không đó chính là giới thiệu cho ngươi đối tượng phương du mỹ bỗng nhiên nhẹ giọng nói lạc lạc cười khẽ không thôi, còn hướng tiêu phàm nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy danh mãnh chỉ ý, nhưng không có chú ý tới, tiêu phàm sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Tiêu phàm, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tố tố, hậu viện ánh đèn không phải 10 điểm sáng tỏ, nhiều vũ đình cũng chưa từng lưu ý tiêu phàm sắc mặt biến hóa rất nhỏ, cười cho hắn dẫn giới. Nữ tử kia nghe vậy xoay người lại, lập tức liền sửng sốt. Nhưng chẳng phải là Trần Dương A trước đó không lâu cùng tiêu phàm kề vai chiến đấu an toàn bộ môn nữ đặc công. Tô tố, đây là tiêu phàm, biết nhau một cái đi, các người đều là người trẻ tuổi. Hẳn là nói chuyện rất là hợp ý, tiêu phàm A, tố tố cũng là ta một cái hảo bằng hữu nữ nhi, bây giờ tại an toàn bộ môn làm việc. Người đừng nhìn người cô nương tú tú khí khí, công phu rất lợi hại đâu. Rất thụ bọn hắn cục lãnh đạo coi trọng, đã là cái phụ trách cán bộ. Tố tố, tiêu phàm là tiêu trạm tiêu bộ trưởng đại công tử. Nhiều a di, chúng ta quen biết, Trần Dương rất nhanh từ chố mắt bên trong lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Đêm nay Trần Dương, ăn mặc phi thường chính thức, hoa hồng tử lễ phục dạ hội, thấp ngực, bộ ngực đầy đặn, lộ ra một mảnh nhỏ trắng. Như là mỡ đông, sáng rõ mắt người hoa, phối hợp nàng diễm lệ dung nhan, vừa đúng trang điểm, lộ ra diễm mà không yêu, đoan trang khí quyển bên trong, lộ ra nhẹ nhẹ dụ hoặc, khiến người gặp một lần phía dưới, ánh mắt liền rốt cuộc khó mà rời. A, à, nguyên lai like các người nhận biết A, à, vậy liền quá tốt. Nhiều A à gì đâu, cũng không quanh co lòng vòng. Ta hôm nay liền là muốn cho các người giới thiệu đối tượng. đã các người vốn là nhận biết, vậy liền hảo hảo nói chuyện. Nhiều Vũ Đình trực tiếp nói, nụ cười trên mặt rất sán lạn. Trần Dương lập tức gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhẹ nhàng khẽ cắn bờ môi, có chút không thuận theo nói. Nhiều A à gì, không đợi ngài dạng này mở vãn bối đùa giỡn. Ai, tố tố nhiều a di thật đúng là không có đùa giỡn với người a người nhìn hai người bằng tuổi nhau các phương diện khác điều kiện cũng đều rất xứng cái này không rất tốt sao tô tố cũng đừng cô phụ nhiều a di nỗi khổ tâm nhiều vũ đình liền ra vẻ nghiêm túc nói nói đến lúc này cho tiêu phàm giới thiệu đối tượng nhiều vũ đình là thật để bụng cân nhắc đến giả tiêu ra hàng hiệu tử xuất thân dòng dõi quá thấp nữ hài khẳng định không thể giới thiệu cái kia cũng quá ủy khuất tiêu phàm nhưng xuất thân dòng dõi quá cao thế gia tiểu thư, nhiều vũ đình lại không tốt vì tiện giới thiệu. Tiêu phàm dù sao cũng là người xuất gia, thanh danh không tốt, nhìn từ chấn nam bọn người đối tiêu phàm thái độ, liền nhất thanh nhị sở. Trần Dương cũng coi là, mẫu thân là hưởng thụ chính ván cấp đãi ngộ cán bộ. Mấu chốt nhất chính là, Trần Dương tại an toàn bộ môn làm việc. An toàn bộ môn độc lập tính rất cao, nếu như nàng cùng tiêu phàm có thể thành, tiêu phàm kia xuất gia thanh danh, đối Trần Dương không có ảnh hưởng quá lớn một cái tông giáo cục, một cái an toàn bộ môn, đều không phải cái gì làm người khác chú ý lôi cuốn đơn vị, vừa vặn góp thành một đôi. Thanh thản ổn định qua mình tháng ngày là được. chương 206, người muốn học A, ta dạy cho người A. Nhiều A gì, ta. Giờ khắc này trần dương, xấu hổ mà ức, mây đỏ đầy mặt. Đừng nhìn nàng ở đơn vị bên trên tranh cường háo thắng, tác phong mạnh mẽ, đã lớn như vậy, thật đúng là không có nói qua yêu đương cao trung đại học ngược lại là có không ít đồng học truy qua nàng, Trần Dương hết thảy khiến mũi coi thường. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia chuyện gì cũng đều không hiểu tiểu nam hài, thực tế có chút ý nghĩ hão huyền. Tiêu phàm mỉm cười nói, nhiều a di ta cùng Trần Khoa trưởng trò chuyện sẽ đi. Mắt thấy Trần Dương thẹn thùng không thôi, tiêu phàm chỉ có thể ra mặt giải vây cho nàng. Được, các người trò chuyện các ngươi trò chuyện, nhiều vũ đình ước gì có câu nói này, nói thật. Đối nhiều vũ đình mà nói, cho người ta làm mai kéo thuyền loại này sống, làm được cũng không phải quá nhiều, kinh nghiệm không đủ phong phú. Phương Du Mỹ liền vỉnh lên cái mũi nhỏ, rất khó chịu nhẹ hư một tiếng. Tiểu cô nương vừa còn vậy chuyện này trêu gẹo tiêu phàm, này sẽ tiêu phàm chủ động nói ra muốn cùng Trần Dương trò chuyện sẽ, tiểu nha đầu trong đầu lập tức lại không thoải mái. Ăn dấm loại sự tình này, không phân tuổi tác, chỉ là phương du mỹ mình còn chưa ý thức được thôi. Tiêu phàm liền cười vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, nói, đợi chút nữa cho người bộc lộ tài năng. Tiểu cô nương đầu hả ra một phát, không thèm để ý, đi theo nhiều vũ đình sau lưng đi, đi chưa được mấy bước, lại nghiêng đầu sang chỗ khác cùng hắn le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Tiêu phàm không khỏi mỉm cười, nhiều vũ đình đi tới phương lê bên người, phương lê song mi cao lại, thấp giọng nói, an bài thế nào. Nói dưới hơi có của trách chị ý, hôm nay như thế cái tụ hội, người đem tiêu phàm lĩnh tới đây làm gì. Không hợp nhau, không thấy được từ chấn nam bọn người đối tiêu phàm thái độ A. À. Khó chịu là ngươi người trung gian này A. À. Nhiều vũ đình biết trượng phu là có ý gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo ngạo nghễ nói, đó là bởi vì bọn hắn còn không có lĩnh giáo qua tiêu phàm bản lĩnh thật sự. Bản lĩnh thật sự, Phương Lê càng thêm xem thường, vũ đình, chẳng lẽ người thật như vậy tin tưởng hắn? Nhiều vũ đình trầm mặc một chút, ung dung nói, ngươi xem đi, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, Thấy thê tử là thái độ như vậy, Phương Lê không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ trầm tư. Nhiều vũ đình tuyệt không phải gia đình bình thường bà chủ thức cán bộ nòng cốt phu nhân, tướng nhân ánh mắt nhất quán tinh chuẩn, nàng như thế ủng hộ tiêu phàm. Chẳng lẽ lão tiêu nhà cái này thần côn thật có chỗ hơn người? Người tốt, nhiều vũ đình rời đi, Trần Dương ngược lại càng thêm bức sức bất an, ngập ngừng nói cho tiêu phàm lên tiếng chào. Cái này không có chút nào phù hợp Trần Dương tính cách, thực ngày hôm đó tiêu phàm cùng tân lâm cho nàng tạo thành rung động quá lớn lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng tiêu phàm cơ hồ ép tới nàng không thở nổi tiêu phàm cười cười nói trần khoa trưởng cục lãnh đạo không có làm khó người đi không có ân người đừng gọi ta trần khoa trưởng có chút khó chịu cái này sau một câu trần dương thật sự là lấy hết dũng khí nói tốt a à, kia ta cùng nhiều a à di đồng dạng gọi ngươi tố tố tiêu phàm ngược lại là biết nghe lời phải Ừm, ngươi, ngươi ngày đó đến cùng là làm sao làm được. Dừng một chút, Trần Dương nhịn không được lại hỏi, liếc tiêu phàm một chút, lại cực nhanh đem ánh mắt rời hướng nơi khác. Bí ẩn này, đặt ở nàng trong lòng vài ngày, quả thực giống như ngọn núi nặng nề. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy tiêu phàm, Trần Dương cảm thấy mình nếu là không hỏi rõ ràng lời nói, làm không tốt sẽ biệt suốt bệnh tới. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, suy tính, suy tính, làm sao suy tính a? À? Trần Dương càng thêm toàn vẹn không hiểu. Vấn đề này thật đúng là không được tốt giải thích. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, Đằng Phi Vân là mấu chốt. Ngày hôm đó trước đó, ta gặp qua nàng một lần. Tại sau này thời gian nhất định đoạn bên trong, bên người nàng đại khái tình hình, ta đều có thể suy tính được đi ra. Trần Dương vẫn như cũ lơ ngơ. Trần chờ nói, ta vẫn không hiểu. Lúc nói lời này, Trần Dương đều cảm thấy mình giống thằng ngu đồng dạng. Nhưng ngày đó phát sinh hết thảy, xác thực vượt qua hắn lý giải phạm vi căn cứ nàng chỗ có được chi thức nàng hoàn toàn không cách nào giải thích tình huống này tiêu phàm nói cái này thuộc về kỳ môn bát quái phạm trù nếu như nhất định phải dùng hiện đại khoa học để giải thích cũng có thể hiểu như vậy mỗi người đều có mình đặc biệt khí tràng loại này khí tràng lại bởi vì xung quanh hoàn cảnh cùng nhân vật khác biệt mà sinh ra biến hóa rất nhỏ thông qua loại biến hóa này liền có thể đại khái suy tính nàng xung quanh hoàn cảnh cùng nhân vật là cái dạng gì tình huống. Hiệu ứng hồ điệp, giác quan thứ 6, Trần Dương cố gắng lục soát trong đầu của mình tri thức, ý đồ dùng mình đã có tri thức hệ thống đến lý giải Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm liền cười, gật đầu nói, có chút cùng loại đi. Thế nhưng là, đây cũng quá thần kỳ một điểm. Trần Dương miễn cưỡng có chút đại khái hình dáng, trên thế giới này vốn là có rất nhiều thần kỳ lĩnh vực, là chúng ta chỗ không biết chúng ta không biết, không đại biểu không tồn tại, tỉ như ngươi nói giác quan thứ sáu, nhìn không thấy sờ không được, nhưng quả thật tồn tại. Rất nhiều người đều từng có cùng loại kinh lịch, ở xa ngoài ngàn vạn dặm có thể cảm nhận được thân nhân phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu phàm nâng cái này ví dụ, Trần Dương ngược lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nàng chính mình là giác quan thứ sáu đặc biệt nhạy cảm, tại dĩ vãng huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, nhạy cảm giác quan thứ sáu để nàng chỉ ít né qua ba lần trọng đại nguy hiểm. Vậy ý của ngươi là nói, ngươi có thể đem giác quan thứ sáu thực chất hóa, để nó trở nên khả khống. Từ góc độ nào đó đến nói, có thể hiểu như vậy. Trần Dương trong óc, có mơ hồ ánh sáng lóe lên, tựa hồ bắt lấy cái nào đó trọng điểm, Trần chờ hỏi kia loại năng lực này, có thể hay không truyền thụ. Hoặc là nói, trải qua huấn luyện có thể hay không để càng nhiều người có loại năng lực này. Trần Dương thực tế là cái rất có thăm dò tinh thần cô nương. Trên lý luận đến nói, có thể, bất quá độ khó rất lớn, cũng không phải là mỗi người trải qua huấn luyện về sau liền có thể có loại năng lực này. Vậy ta đâu, người nhìn ta có thể hay không tiếp nhận loại huấn luyện này? Trần Dương thốt ra, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiện lên đại đoàn đỏ ửng rất không có ý tứ. Có vẻ như nàng cùng tiêu phàm hay là lần thứ hai gặp mặt, có chút thân thiết với người quen sơ. Thế nhưng là nàng xác thực rất giống có được tiêu phàm loại kia siêu năng lực, làm một hành động tổ đặc công, Tiêu Phàm kia biến thái cường hãn, để Trần Dương chân thành hâm mộ và sùng bái. Mấy ngày nay, Trần Dương trong đầu thỉnh thoảng lại đột nhiên toát ra Tiêu Phàm thân ảnh, đương nhiên cùng tình yêu không quan hệ. Nàng chính là kỳ quái, một cái mạnh mẽ như vậy tên biến thái, bên ngoài đồng hồ làm sao có thể như thế tiểu bạch kiểm. Đây quả thực là trời sinh giả heo ăn thịt hổ tài năng a. Cái kia Đằng Phi Vân, đối Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên khẳng định cũng cùng Trần Dương đồng dạng nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình chọc chính là gì cùng một tên sát tinh, tiêu phàm cười cười, cẩn thận chu đáo một chút gương mặt nàng, bỗng nhiên thủ đoạn vừa nhất, đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, nhanh như thiểm điện hướng Trần Dương hai mắt cắm tới. Trần Dương hoàn toàn không kịp phát ra bất kỳ thanh âm, dưới tình thế cấp bách, đầu gấp lệch. Phải cổ tay khẽ đảo, cũng là nhanh như thiểm điện hướng tiêu phàm thủ đoạn cầm đi. Nàng hoàn toàn bị làm mộng, không biết tiêu phàm làm sao bỗng nhiên ra tay với nàng không đợi Trần Dương bàn tay đụng phải cổ tay của mình, tiêu phàm ngón giữa và ngón trỏ nửa đường chuyển hướng, điểm hướng Trần Dương ngực Trung Đình Huyệt. Trung Đình Huyệt tại chính giữa hơi trách xuống dưới, bất quá Trần Dương bộ ngực 10 điểm đầy đặn, tiêu phàm cái này hai ngón tay, chẳng khác gì là trực tiếp chỉ hướng Trần Dương ở giữa. Nhưng động tác kỳ thật đã so vừa mới thoáng chậm mấy phân. Cũng không thể tại dạng này trường hợp, thật điểm chúng người ta đại cô nương bộ ngực A. Trần Dương không cần suy nghĩ, dưới chân trượt đi, thân thể cấp tốc lui lại. Song trưởng giao nhau, hung hăng hướng về tiêu phàm thủ đoạn chém xuống đi, thân sắc vừa sợ vừa giận, lại khép chặt đôi môi, tuyệt không phát ra nửa điểm âm thanh. Đây cũng là nghiêm ngặt huấn luyện dưỡng thành thói quen tốt. vật lộn lúc, nghiêm cấm lên tiếng. Nhiều khi, bọn hắn chấp hành đều là nhiệm vụ cơ mật. Giống đánh võ trong tivi đồng giảng, ha, ha 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 la to, lại có bao nhiêu địch nhân đều bị kinh động. Lập tức Trần Dương chỉ cảm thấy hai cổ tay siết chặt, cúi đầu xem xét, hai cái tay của mình cổ tay, đã bị tiêu phàm tóm chặt lấy. Một cái tay liền tóm lấy nàng hai cổ tay, trần dương hai gò má đỏ bừng, hít sâu một hơi, đầy đặn hai ngọn núi cao cao phồng lên, một cỗ khổng lồ nội lực từ đan điền chỗ bay lên, trong chốc lát lực sâu hai tay, hai cổ tay ra bên ngoài một băng. Không nhúc nhích tí nào, tiêu phàm thon dài tú khí bàn tay, giờ phút này tựa như tinh cương chế tạo vòng sắt. Chăm chú bóp chặt Trần Dương hai cổ tay chuồn chuồn lay cột đá. Trần Dương trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nhưng nàng là loại kia không chịu thua tính cách, quản chi ở vào cực đoan thế yếu, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Lần nữa hít sâu một hơi, chuẩn bị kiệt lực đánh cực một lần, hai cổ tay lại bỗng nhiên buông lỏng, tiêu phàm đã đem tay thu về, thoảng qua lui về sau một bước, mỉm cười nói thật xin lỗi, ta chính là thăm dò một chút. Người cái này võ thuật cùng nội công, là ai truyền thụ cho ngươi? Người quản ta, Trần Dương lập tức mãnh mắt trợn trắng, giận không chỗ phát tiết. Đại ca, người muốn luận bàn, làm phiền người trước chào hỏi tốt ra. Nào có dáng vẻ như vậy, không nói một lời, nói đánh là đánh. Bản cô nương nếu là hơi yếu một chút, hôm nay không phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Còn có, liền xem như thăm dò đi. Người tay kia, vừa rồi hướng cái kia bắt đâu. Bản cô nương đều bị ngươi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. May mắn không làm kinh động những người khác không phải phải có nhiều khó khăn có thể. Tiêu phàm cũng lờ đánh, vừa cười vừa nói, nếu như về sau ngươi có hứng thú, liền tới tìm ta, ta có thể dạy cho ngươi một chút phương pháp, có lẽ đối với ngươi có nhất định trợ giúp. Hừ, Trần Dương dứt khoát xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý hắn. Bất quá Trần Dương ngạo kiều cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh lại chuyển trở về, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, nói, ngươi giữ lời nói. Ừm, um, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, Trần Dương lại nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, lại mở miệng hỏi, điện thoại của ngươi sẽ không đổi a? À? Có vẻ như nàng nghe lén qua tiêu phàm điện thoại, biết số điện thoại của hắn. Sẽ không, bên này chính nói chuyện, bên kia bỗng nhiên lại náo nhiệt lên, từ chấn nam cười ha hả, thanh âm 10 điểm vang dội. Uông trưởng phòng, tiết chủ nhiệm, đều đến rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, tiêu phàm cùng Trần Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên nam tử trẻ tuổi, chính đi tiến vào biệt thự hậu viện, từ trấn nam nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Làm sao bọn hắn cũng tới rồi. Trần Dương Song mi lập tức dương lên, tựa hồ có chút không tưởng được. Đi phía trước bên cạnh vị trẻ tuổi kia, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, quần áo 10 điểm mộc mạc, thần thái trầm ổn. Vị này, tiêu phàm cũng nhận biết, chính là uông lão gia tử đích trường tôn, uông vĩ minh đại công tử, được vinh dự kiệt xuất nhất đỏ đệ tử đời ba một trong uông thuật đều chương 207, có chí tôn tướng vô thiên tử mệnh. Uông thuật đều dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú, trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười, đi lại trầm ổn dị thường, mảy may cũng không giống là một cái hai mười mấy tuổi người trẻ tuổi, chỉ nhìn thần thái của hắn cùng đi đường tư thế, nhất định bị người hiểu lầm vì ba bốn mươi tuổi người. Hiền hòa bên trong lộ ra kia cỗ mơ hồ uy nghiêm, càng đem hắn chính tông đời thứ ba cách mạng thân phận cùng tay cầm quyền cao thượng vị giả khí độ hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra, vô luận ai gặp một lần phía dưới, đều có thể rõ ràng cảm giác, đây là một nhân vật ghê gớm. Cùng uông thuật đều cùng một chỗ tiến đến, cũng là một vị trẻ tuổi, ước chừng 30 trên dưới, vóc dáng không cao, so sánh với uông thuật đều thấp nửa cái đầu, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, nhã nhận, một thân vừa vặn màu đen mỏng đồ vest, xem xét chính là cái khôn khéo người. Đây là tiết gốm, uông thuật đều đồng đảng, tại chứng giám hội làm việc. Trần Dương ở một bên thấp giọng nói nàng đoán chừng tiêu phàm nhận biết uông thuật đều, dù sao tiêu uông hai nhà, đều là nước Cộng Hòa một cùng một đại hào môn, có thể cùng hai nhà này sánh vai quái vật khổng lồ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiết ra liền kém một chút, tiết gốm lại nhất quán điệu thấp, rất ít tại trường hợp công khai lộ diện, Trần Dương liền cho tiêu phàm làm giới thiệu. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, tiết gốm hắn kỳ thật cũng là nhận biết, tiết gốm tại bọn hắn trong hội kia, có túi khôn danh sưng, là cái dao quạt lông ngỗng nhân vật. Trần Dương tác họ nhiều hơn một câu giải thích, Ngô ý, tiết gốm là uông thuật đều quân sư. Tiêu Phàm liếc nàng một chút, "Đừng nhìn ta, đây là cá nhân ta yêu thích." Trần Dương lạnh nhạt nói, "Cũng chỉ có thể là ưa thích cá nhân, nhạc ca là chắc chắn sẽ không hướng vào nàng đi điều tra hiểu rõ những này hào môn thế gia tử đệ. Ta làm rất nhiều bản án, đều có các ngươi những nhân sâm này cùng." Trần Dương lúc nói lời này, nhếch miệng, thần thái có chút khinh thường. Những thế gia tử đệ này càng ngày càng huyên náo không tưởng nổi, chuyện gì cũng dám đi đến lẫn vào, mà lại lẫn vào phải càng lúc càng thâm nhập. Tỷ như đứng tại bên người nàng vị này tiêu lão đại, mặt ngoài xem ra, không hiển sơn không lộ thủy, so tiết gốm còn điệu thấp. Tiết gốm tốt xấu tại chứng giám hội như thế lôi cuốn đơn vị đi làm, vị này trực tiếp ngay tại xó xỉnh tông giáo cục ở lại. Nhưng khiêu khích sự tình đến một điểm nghiêm túc, nháy mắt thu hoạch sáu cái nhân mạng, con mắt đều không nháy mắt một chút. Không giống, Tiêu Phàm rất đơn giản cho mình giải thích một câu, có cái gì không giống. Trần Dương Đích thì thầm một tiếng, bất quá nghe vào, nàng chỉ là mạnh miệng mà thôi, kỳ thật ở trong lòng, hay là thừa nhận Tiêu Phàm cùng bọn hắn xác thực không giống. Tiêu Phàm tham gia Azelena vụ án kia, không phải vì kinh tế lợi ích, mà là vì giải cứu Azelena. Trần Dương nhận định Tiêu Phàm cùng Azelena quan hệ không bình thường, có lẽ trực tiếp chính là tình nhân của hắn. Nhưng Trần Dương nội tâm, hay là rất thưởng thức tiêu phàm diễn xuất. Vì nữ nhân của mình, dù là phía trước là núi đao biển lửa cũng sông, là vực sâu vạn trượng cũng nhảy, tuyệt nghiêm túc. Đi hắn kiêng kỵ không kiêng kỵ, một cái nam nhân có thể vì nữ nhân của mình làm được cái dạng này, nữ nhân kia coi như vì hắn chết, cũng cam tâm tình nguyện a. À. Đi thôi, chúng ta quá khứ, tránh khỏi nhiều a di lại tới mời ngươi. Trần Dương nói, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng nhìn Trần Dương làm việc mạnh mẽ, họ cách quật cường, nhưng đối với nhân tình thế sự cũng không chỉ đột Nếu như uông thuật cũng không tới Như vậy tối nay dù là tiêu phàm một mực cùng Trần Dương ở chung một chỗ Nhiều vũ đình cũng sẽ không tới can thiệp Nàng vốn chính là tác hợp bọn hắn tới Nhưng đã uông thuật đều đến Nhiều vũ đình là nhất định sẽ mời tiêu phàm quá khứ tự thoại Tối nay đến khách nhân tuy nhiều Luận dòng rõ hiển hách hay là lấy tiêu uông hai nhà vi tôn Nhiều vũ đình cùng uông ra trường tôn chuyện trò vui vẻ lại đem tiêu gia trưởng tôn phiết ở một bên, tại lý không hợp. Đây không phải là đối tiêu phàm không tôn trọng, mà là đối toàn bộ lão tiêu gia không tôn trọng. Truyền đến tiêu chạm thậm chí tiêu lão gia tử trong tai, coi như không tốt. Dạng này có sai lầm lễ nghi sự tình, nhiều vũ đình là tuyệt đối sẽ không làm được. Vô duyên vô cớ, đắc tội tiêu gia làm cái gì? Uông thuật đều cùng tiết gốm đi đến phương lê cùng nhiều vũ đình trước mặt, cúi đầu vấn an. Đêm nay tụ hội, mặc dù là tại Nhiêu Ngọc Sinh trong biệt thự làm, trên mặt Nhiêu Ngọc Sinh mới là chủ nhà, nhưng Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình ở đây, tụ hội trung tâm không thể nghi ngờ chính là cái đôi này. Luận đến tại giới chính trị cùng giới kinh doanh lực ảnh hưởng, mọi người tại chỗ, không người có thể so. Đối uông thuật đều, Phương Lê thái độ khác hẳn khác thường, chăm chú cùng hắn nắm tay, cười hàn huyên tốt chút thời gian. Uông thuật đều mặc dù là vãn bối, tại kinh sư thế gia vòng tròn bên trong, lại là thanh danh vang dội, từ trước đều là thế gia trưởng bối giáo dục con em nhà mình thời điểm liệt ra mẫu mực một trong. Phương Lê đối với hắn coi trọng mấy phần, đương nhiên. Đừng nhìn Uông thuật đều hiện tại chỉ là cái chính sử cấp cán bộ, đồng thời không phải tại đường đường chính chính quốc gia các bộ và ủy ban trung ương đi làm, mà là tại nào đó thường ủy đồng chí văn phòng làm việc, nhưng chỉ cần hắn sau này không đáng quá sai lầm nghiêm trọng, chỉ cần lão Uông nhà ngật đứng không ngã, có lẽ chỉ cần mười mấy năm về sau, người trẻ tuổi trước mắt này là sẽ trở thành đại tướng nơi biên cương quyền nghiêng một phương hơn bốn mươi tuổi bí thư tỉnh ủy cũng dần dần nhiều hơn trên một điểm này tiêu phàm vô luận như thế nào cũng không thể cùng uông thuật đều đánh đồng nhiều vũ đình cũng cùng uông thuật đều tiết gốm hai người hàn huyên khách khí lại ngẩng đầu tại to lớn hậu hoa viên bên trong tìm kiếm tiêu phàm thân ảnh thấy tiêu phàm cùng trần dương cùng nhau tới liền là mặt lộ tiếu dung những thế gia tử đệ này quả nhiên đều tâm tư nhanh nhẹn thấy sự tình minh bạch đến, tiêu phàm, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là uông thuật đều, uông bí thư đại công tử, vị này là tiết gốm, tiết chủ nhiệm đại công tử, thuật đều, tiểu tiết, đây là tiêu phàm, tiêu bộ trưởng đại công tử. Đợi tiêu phàm tới phụ cận, nhiều vũ đình liền mỉm cười cho song phương dẫn giới. Lại là không có giới thiệu Trần Dương, Trần Dương hôm nay tới tham gia tụ hội, duy nhất mục đích đúng là ra mắt. Nhiều vũ đình không có ý định để nàng thật lẫn vào tiến vào trong hội này đến, Trần Dương thân phận cùng làm việc, không thích hợp làm như vậy nên giảng kiêng kỵ vẫn là phải giảng cứu một chút uông thuật đều vừa cười vừa nói nhiều a di ta cùng tiêu phàm là đồng học chúng ta trước kia đều tại tám trung thượng học đồng niên cấp không cùng ban tiết trưởng phòng so với chúng ta cao hai giới tất cả mọi người là đồng học trên cơ bản đại bộ phận phân con em thế gia đều là tại thủ đô tám trung thượng học nhiều vũ đình cười nói nha ngược lại là ta vẽ vời thêm chuyện các người bạn học cũng nhiều giao lưu đi. Đúng vậy a, à, cũng có 2 3 năm chưa từng gặp mặt. Tiêu Phàm, chào ngươi chào ngươi. Uông Thuật đều chủ động hướng Tiêu Phàm vươn tay, nụ cười trên mặt 10 điểm thân thiết, nhìn qua không có chút nào kiêu căng chi ý. Nhưng là không tự giác địa lao lao nắm giữ lấy quyền chủ động. Đây cũng là Uông Thuật đều họ cách cho phép, chớ nhìn hắn bên ngoài đồng hồ tư văn hữu lễ, trên thực tế 10 điểm cường thế. Vô luận sự tình gì, cũng vô luận lúc nào, đều nhất định sẽ ý nghĩ nghĩ cách đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Đã tham chính, điểm này là nhất định phải giảng cứu. Nước chảy bèo trôi, hừ hừ ha ha, bảo sao hay vậy, cố nhiên có thể chi phối phùng nguyên, tám mặt linh lung, nhưng thủy chung khó mà leo lên đến đỉnh phong. Uông thuật đều tin tưởng vững chắc, chỉ có thời thời khắc khắc nắm giữ lấy quyền chủ động người, mới có thể cười đến cuối cùng. Tiêu phàm mỉm cười cùng uông thuật đều nắm tay, một cách tự nhiên tường tận xem xét một chút uông thuật đều tướng mạo, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vòng tinh quang. Tại uông thuật đều tướng mạo bên trên, tiêu phàm phát hiện một cái cực kỳ thú vị hiện tượng. Uông thuật đều thế mà vô tướng, tướng lý bên trên vô tướng, cũng không phải thật sự là hoàn toàn không có tướng có thể nhìn, mà là nói cực kỳ phổ thông. Đơn thuần luận tướng mạo, uông thuật đều không có có bất luận chỗ thần kỳ nào, đã không phú quý cũng không thọ kiểm tra, hoạn lộ đạt thành tựu cao càng là có hạn cái này cùng tiêu phàm trước kia nhìn thấy uông thuật đều, hoàn toàn khác biệt. Còn tại tám bên trong đi học lúc, tiêu phàm liền đã đi theo chỉ thủy tổ sư học nghệ nhiều năm, đối các loại mệnh cách tướng lý 10 điểm tinh thông. Thời điểm đó uông thuật đều, liền đã hiển lộ ra cực kỳ rõ ràng kiêu hùng chi tướng, cùng tiêu phàm tướng mệnh của mình vừa vặn tương phản. Tiêu phàm là có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng, uông thuật đều thì là có trí tôn tướng vô thiên tử mệnh. Trong lịch sử một chút quyền nghiêng triều chính kiêu hùng, chính là như vậy tướng mệnh cùng loại tướng mệnh, nổi danh nhất người, thủ đầy Tây Sở Phách Vương Hạng Vũ. Phá Hàm Dương về sau, doanh thị gia tộc hủy diệt, Hạng Vũ uy chấn thiên hạ, tự xưng bá vương, mặt ngoài tôn kính Sở Hoài Vương vì thiên hạ trung chủ, trên thực tế chuyên quyền độc đoán, phân đất phong hầu chư vương, nhiễm nhiên chí tôn. Cuối cùng ngay cả thái sử công đều vì hắn lập bản kỷ. Hán gia cao tổ Lưu Bang đồng chí, vậy sẽ còn ngoan ngoãn nghe phong, tại Sở Phách Vương thủ hạ làm cái hán vương đâu hồng môn yến thời điểm, một mình cưỡi ngựa, phi nước đại đào mệnh, trật vật không chịu nổi. Hán ra 400 năm thiên hạ, cùng nó nói là lấy từ mạnh tần, không bằng nói là lấy từ bá vương chi thủ. Sở phách vương thiên hạ kiêu hùng tướng lý mệnh cách, khi không cái gì đáng nghi. Nhưng mấy năm không gặp, uông thuật đều thế mà biến thành vô tướng người. Cứ việc tướng lý trung cực áo nghĩa, cùng dịch kinh đồng giảng, ở chỗ một cái biến chữ, nhưng uông thuật đều tướng mệnh, tuyệt không có khả năng trở nên nhanh như vậy một vị có điển hình trí tôn tướng kiêu hùng, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền trở nên như thế bình thường. Uông thuật đều tướng mạo cải biến, chỉ có thể có một lời giải thích trời cơ che đậy. Về phần uông thuật đều tướng mệnh vì sao lại bị trời cơ che đậy, khả năng này họ liền tương đối nhiều. Nhưng lớn nhất khả năng họ chỉ có hai cái, thứ nhất, có người thi pháp, che đậy uông thuật đều tướng mệnh trời cơ, không để ngoại nhân điều tra, thứ hai, mấy năm này, uông thuật đều kinh lịch một ít không muốn người biết sự tình dẫn đến tướng mệnh của hắn có cải biến, trời cơ hỗn loạn, không thể điều tra. Cái này loại thứ hai khả năng, liền cùng dưới mắt tiêu lão gia tử là đồng dạng. Ăn vào chưa đạt đến đại thành càn khôn đại hoàn đan, lão gia tử có thể đổi vận tục mệnh, cũng bởi vậy dẫn phát thiên cơ hỗn loạn, dù coi như lấy tiêu phàm chi năng, cũng thăm dò không đến mảy may mánh khóe. Nhưng lý trí nói cho tiêu phàm, hay là khả năng thứ nhất họ tối cao. Thẳng nếu thật là như vậy, liền có chút ý tứ. Là ai, muốn tận lực che đậy uông thuật đều tướng mệnh trời cơ. Là muốn bảo vệ hắn, vẫn là phải hãm hại hắn. Việc này, thật đúng là để người hảo hảo kỳ quái. Cùng tiết gốm lúc bắt tay, tiết gốm sau uông thuật đều càng thêm nhiệt tình, vuốt tiêu phàm cánh tay, cười lớn nói tiêu phàm, đã lâu không gặp, người hay là giống như trước đây nhã nhặn. Ai nha, hay là người thời gian trôi qua thoải mái, nhàn vân giã hạc, tự do tự tại, cái kia giống chúng ta, suốt ngày bận rộn, vì năm đấu gạo khom lưng một bên từ chấn nam liền nở nụ cười, mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý. Tiết gốm ra hỏa này, nói chuyện chính là cái này đức hạnh, khen chê chưa nói, mắng chửi người đâm tâm, còn không mang chữ thô tục. chương 208, giờ hợi ba khắc, thấy tài hóa thủy. Tiết trưởng phòng năm đấu gạo, đều là kim mét A. Không đợi tiêu phàm mở miệng, từ chấn nam liền nhận lấy câu chuyện, mỉm cười nói. Tự nhiên, đây là cực không lễ phép hành vi. Người ta bạn học cố ôn chuyện, hàn huyên chưa tất, cũng còn không có cắt vào chính để đâu, người cứ như vậy chen vào nói đi vào, còn có để hay không cho người khác trò chuyện rồi. Từ chấn nam nhưng thật ra là cố ý, vừa đến hắn là thật có chút khó chịu tiêu phàm, lấy tiêu phàm bản thân nghề nghiệp cùng chức vụ đến xem, ép căn bản không hề bất luận cái gì tư cách tham gia hôm nay cái này tụ hội, sở dĩ đạt được nhiều vũ đình đặc biệt coi trọng, đơn giản bởi vì hắn là tiêu gia tử đệ. Từ chấn nam đặc biệt không quen nhìn dạng này, mình không có bản sự, phải dựa vào tổ tông bậc cha chú hàng hiệu tử giữ thể diện nào giống hắn từ chấn nam bằng chính là bản lĩnh thật sự ban đầu ở quốc hữu ngân hàng từ chấn nam chính là danh tiếng quá thịnh gây nên được lãnh đạo phản cảm dẫn đến hoạn lộ một trận phí thời gian từ chấn nam trong cơn tức giận rời đi quốc hữu ngân hàng từ trù tài chính cùng đầu tư bên ngoài ngân hàng hùn vốn làm lên đại sinh ngân hàng Người hành trưởng không quen nhìn ta lão tử ta còn không quen nhìn ngươi đây lão tử tự mình làm hành trưởng, trời đất bao la ta lớn nhất. Hiện nay đại sinh ngân hàng kinh doanh phải phong sinh thủy khởi, nhất là đầu tư quỹ ngân sách, càng là ở trong nước giới tài chính tiếng tăm lừng lẫy, cho dù ai thấy hắn lão tử, đều muốn giơ ngón tay cái lên. Càng như vậy, từ chấn nam thì càng xem thường ăn bám tộc. Từ chấn nam mình cũng là thế gia xuất thân, nhưng hắn lại không ăn bám, tương phản đem lão tử ra cửa nhà phát dương quang đại, trở thành lão tử ra đời thứ hai tử đệ bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Thứ hai, từ chấn nam cũng là muốn mượn cơ hội hướng uông thuật đều tiết gốm lấy lòng. Lão tiêu nhà cùng lão uông nhà không thích hợp, hắn cũng không phải không biết. Cây theo tin đồn, năm ngoái 6 tháng cuối năm, tiêu lão gia tử bệnh nặng nằm viện thời điểm, nghe nói đã hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi, mà lão uông nhà vụng trộm sớm đã bố trí tốt hết thảy thủ đoạn, chỉ cùng tiêu lão gia tử thoáng qua một cái thế, lập tức đối lão tiêu nhà phát động toàn diện tiến công, chiếm trước lão tiêu gia chính trị tài nguyên, triệt để đem cái này ngày xưa đối thủ đuổi ra hạch tâm chính trị vòng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, lại không nghĩ tới, tiêu lão gia tử thế mà khỏi hẳn. Uông ra một phen khổ tâm mưu đồ, cùng với khác chính trị phe phái mài đao xoèn xoẹt, tất cả đều uổng phí tâm tư. Dù là như thế, từ chấn nam cũng có thể cảm nhận được uông ra cường đại, cùng một mực duy trì thế công chủ động tiến thủ tinh thần. Từ chấn Nam kiên định cho rằng, chỉ có dạng này gia tộc, dạng này chính trị phe phái, mới có thể trong tương lai chính trị đánh cờ bên trong, lấy được càng thêm phong phú thành quả. Bởi vì từ chấn Nam bản thân cũng là như vậy họ cách. Tại Uông Thuật đều tiết gốm cùng tiêu phàm ở giữa, từ chấn Nam rất dễ dàng liền có thể làm ra chính xác lựa chọn. Chèn ép một chút tiêu phàm, thừa cơ cùng Uông Thuật đều tiết gốm giữ gìn mối quan hệ, thấy thế nào đều 10 điểm có lời. Tiêu phàm đối với mình có ý kiến liền có ý kiến tốt, ai để ý hắn một cái tông giáo cục tiểu cán bộ. Liệu tất tiêu phàm cũng sẽ không về nhà cùng tiêu lão gia tử cùng tiêu chạm nhắc lên chuyện tối nay, từ chấn nam rất rõ ràng, tiêu phàm giảng như vậy đệ, tại trong đại gia tộc bộ là không có chút nào địa vị có thể nói. Tại tiêu lão gia tử cùng tiêu chạm trước mặt, tiêu phàm có phải là dám mở miệng nói chuyện, đều vẫn là ẩn số đâu. Nơi nào sẽ tự bộc nó xấu, nói mình bị người miệt thị. Ai bảo ngươi lúc trước muốn xuất ra, bị người khinh bỉ, gọi là đáng đời. Còn dám tại lão gia tử trước mặt tố khổ Không phải tìm tai và A à. Vì vậy đắc tội tiêu phàm Từ chấn Nam không có chút nào áp lực tâm lý Tiết gốm rất phối hợp Buông ra tiêu phàm tay Lập tức chuyển hướng từ chấn Nam Vừa cười vừa nói Từ hành trưởng Lời này cố ý A à. Nói đến nói tiến vào đấu kim Ai dám cùng người từ hành trưởng so A à. Người thế nhưng là mở ra một gian ngân hàng lớn Chúng ta đều là vì người từ đại sự chạy cự ly dài chân mệnh Nơi nào nơi nào tiết trưởng phòng quá khiêm tốn, ta kia quỹ ngân sách, còn muốn tiết chủ nhiệm nhiều chiếu cố đâu. Từ chấn Nam vội vàng rất khách khí nói, đại sinh ngân hàng kỳ thật mang theo ngân hàng đầu tư đặc sắc. Bởi vì thể chế quan hệ, mấy đại quốc có ngân hàng thương nghiệp tại đông phương cổ quốc địa vị thâm căn cố đế, xâm nhập lòng người. Khai triển truyền thống ngân hàng nghiệp vụ, đại sinh ngân hàng hoàn toàn không thể nào là quốc hữu ngân hàng thương nghiệp đối thủ, không nói ăn thịt, ngay cả canh đều uống không đến, chỉ có thể đi theo cái mông phía sau ăn cái rắm. Cho nên đại sinh ngân hàng càng thêm chú trọng đầu tư vận hành. Đại sinh quỹ ngân sách tại quốc tế trong nước đều làm ra nhất định danh khí. Tiết gốm tại chứng giám hội làm việc, mặc dù chức vụ không cao, chỉ là cái sử cấp cán bộ, lại rất có thực quyền, quỹ ngân sách vận hành, xác thực cần mời hắn chiếu cố nhiều hơn. Tiết gốm cười một tiếng, mang theo thận trọng nói, từ hành trưởng khách khí, cho các người cái này chút đại hộ phục vụ, là chức trách của ta tiết gốm ra thế, cố nhiên không thể cùng tiêu gia uông ra đánh đồng, nhiều nhất cũng liền cùng từ chấn nam xuất thân tương xứng, nhưng ở uông thuật đều cái kia trong vòng nhỏ, hắn lại là hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2, hắn rất nhiều ý kiến, uông đại thiếu đều 10 điểm tán thành. Chính vì vậy, tiết gốm tại kinh sư con em thế ra bên trong, rất có địa vị. Ngay cả uông thuật văn cùng hoàn khố nhà nội đại ca đối với hắn đều tương đương khách khí. Tương đối uông thuật đều mà nói, tiết gốm còn đường hoạn lộ chẳng phải xem trọng, nhưng mà hắn lại là uông thuật đều cùng hoàn khố vòng tròn, tân quý vòng tròn, hào phú vòng tròn kết nối cầu nối. Xuyên thấu qua tiết gốm, uông thuật đều có thể rất tốt cùng những cái kia vòng tròn bảo trì hỗ động. Đã tranh thủ kiệt xuất nhất con cháu cách mạng đời thứ ba thanh danh, lại không bị những cái kia chủ lực vòng tròn cô lập. Uông thuật đều rất rõ ràng, tại bình thường quần chúng trong mắt, hoàn khố vòng tròn, phú hào vòng tròn, tân quý vòng tròn thanh danh đều rất xấu, quả thực như là thối chó như cứt, nhưng ở thực tế bên trong, những này vòng tròn có thể số lượng lớn đến kinh người, là hắn chỗ quyền lực vòng tròn hữu hiệu bổ sung bộ phân. Nếu muốn ở hoạn lộ bên trên thuận buồm xuôi gió, chẳng những không thể cùng những này vòng tròn đem quan hệ làm cứng rắn, còn muốn thiện thêm lợi dụng. Uông đại thiếu quả nhiên hảo thủ đoạn, tiết gốm chính là như vậy mấu chốt họ nhân vật, bởi vậy tại từ chấn nam trước mặt, tiết gốm có rõ ràng tâm lý ưu thế. Từ chấn nam chỉ là bên ngoài đồng hồ uy phong, tựa hồ quyền lớn tiền nhiều, tại tiết gốm dạng này nhân vật thực quyền trước mặt kia lưng thật đúng là không thẳng lên được một câu hắn muốn cả tiết gốm không có bao nhiêu biện pháp tiết gốm muốn cả hắn kia biện pháp lại còn nhiều rất nhiều uông thuật đều mỉm cười nói từ hành trưởng đại sinh quỹ ngân sách lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn có hy vọng trở thành quỹ ngân sách nghiệp long đầu a uông trưởng phòng quá khen không dám nhận không dám nhận từ chấn nam thụ sủng nhược kinh luôn miệng nói trên mặt không tự chủ được lộ ra ánh mắt đắc ý nguyên bản từ trấn nam không phải nông cạn như vậy người nhưng uông thuật đều thân phận thật là không thể coi thường tuyệt không phải tiết gốm có thể chịu được so sánh hắn đối tiết gốm khách khí hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy phân hư tình giả ý nhưng mà uông thuật đều như thế nhàn nhạt một câu khẳng định coi là thật để từ trấn nam trên mặt rất là hào quang uông thuật đều có thể là tại cự đầu bên người làm việc người uông đại thiếu đối đại sinh quỹ ngân sách khen ngợi có thừa có lẽ liền mang ý nghĩa thậm chí ngay cả cự đầu cũng có thể biết đại sinh ngân hàng tình huống. Đây chính là thật không tầm thường. Tiết gốm cười nói, từ hành trưởng, các người đại sinh quỹ ngân sách mấy tháng này, tại hải ngoại thị trường đầu tư bỏ vốn, thế nhưng là đại động tác A. Thế nào, thu hoạch tương đối khá A. Từ chấn Nam không khỏi âm thầm giật mình, đại sinh quỹ ngân sách tại hải ngoại đầu tư bỏ vốn, nhưng không có giống chống khua chiêng, mà là lặng lẽ vào thôn, đánh súng không muốn, một mực 10 điểm điệu thấp. Nói đến, từ chấn Nam đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hai năm này, Ngân hàng Trung ương một mực tại chấp hành vòng quay chu chuyển tiền tệ thiết chặt chính sách, đại sinh ngân hàng đầu tư 10 điểm khó khăn. Làm mang theo ngân hàng đầu tư đặc sắc đại sinh ngân hàng, tiền không đủ, là cái tương đương bối rối nan đề. Mà trước thời gian trước, chứng giám hội tăng lớn đối thị trường chứng khoán điều tiết khống chế giám thị, quỹ ngân sách nghiệp đứng mũi chịu sao. Đại sinh quỹ ngân sách sạp hàng trải phải quá lớn, không kịp co vào, bất ngờ không đề phòng, tổn thất nặng nề. Từ chấn Nam ở trong nước đầu tư bỏ vốn khó khăn, bị bất đắc dĩ hướng hải ngoại phát triển. Động tác này, một mực đều cẩn thận, không nghĩ tới bị tiết gốm một câu liền vạch trần. Từ chấn Nam ngượng vừa cười vừa nói, tiết trưởng phòng quả nhiên là chuyên gia bên trong chuyên gia, mặc kệ cái gì động tác, đều không thể gạt được tiết trưởng phòng pháp nhãn. Tiết gốm thận trọng cười một tiếng, nói từ hành trưởng, không cần thiết giấu ta a à, chúng ta nhưng là bằng hữu ta đương nhiên hy vọng người đại sinh ngân hàng cùng đại sinh quỹ ngân sách đều có thể càng làm càng tốt. đúng vậy đúng vậy. còn muốn dựa vào tiết trưởng phòng nhiều chiếu cố. từ chấn nam luôn miệng nói, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền nắm chặt tiêu phàm. tiêu trưởng phòng, người đối tài chính phương diện cũng cảm thấy rất hứng thú a. À. từ chấn nam không nguyện ý liền hải ngoại đầu tư bỏ vốn chủ đề sâu nói tiếp, liền là nói sang chuyện khác. mắt thấy tiêu phàm một mực tại bên cạnh mỉm cười lắng nghe lập tức liền hướng hắn bão nổi ngươi một tông dậy người sĩ, ở đây nghe chúng ta đàm tài chính chủ đề làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng hiểu cái này? Có vẻ như lấy hạ thấp tiêu phàm đến nói sang chuyện khác, thành công xác suất tối cao, uông thuật đều cùng tiết gốm khẳng định đều rất tình nguyện nhìn thấy tiêu phàm ra ngoan khoe cái xấu. Tiêu trưởng phòng thật đúng là người tốt ra, đặc biệt đặc biệt đứng ở chỗ này, chờ lấy cho người ta cản súng, làm pháo hôi. Trần Dương song mi lập tức dương lên, nàng kỳ thật sớm liền muốn đi, ở đây giống cái kẻ ngu như nghe lấy mấy người bọn hắn cao đàm khoát luật, cái gì quỹ ngân sách cái gì đầu tư bỏ vốn, khi phụ trợ hoa hồng lá xanh a à. Chỉ là tiêu phàm không đi, nàng cũng không tốt một thân một mình rời khỏi. Đây là tối thiểu vì bằng hữu chi đạo, mắt thấy tiết gốm từ chấn nam đối tiêu phàm mỉa mai không ngừng, Trần Dương không thể kìm được, liền muốn chế diễu lại. Khoe khoang cái gì đâu, các ngươi dạng này, tiêu phàm nhắm mắt lại dùng một cái ngón tay liền đem các ngươi toàn đánh ngã tiêu phàm nhẹ nhàng một nắm tay của nàng mỉm cười nói từ hành trưởng tài chính phương diện tri thức ta xác thực hiểu được không nhiều mấy vị chủ đề ta nghe cũng là cái hiểu cái không bất quá có câu nói ta muốn nhắc nhở từ hành trưởng một chút a à, lời gì a à, từ hành trưởng gần đoạn thời gian nếu như đang tiến hành cái gì ăn ý họ chất hoạt động hay là phải cẩn thận nhiều hơn từ trấn nam lập tức hai mắt nhíu lại trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía lạnh lùng nói tiêu trưởng phòng người đây là ý gì? Không có ý gì, từ hành trưởng, người rủi ro chi tướng quá rõ ràng, lớn tài đang ở trước mắt. Giờ hợi ba khắc, thấy tài hóa thủy, nếu như không tranh thủ thời gian khai thác biện pháp bổ cứu lời nói, đối người sau này nhân sinh, đều có trở ngại. Tiêu phàm từ tốn nói, cực kỳ chắc chắn, người nói đùa sao, từ chấn nam sướng sờ, lập tức cười ha hả, tiếng cười cực kỳ vang dội không kiêng nể gì cả, lập tức dẫn ai ai ghé mắt. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Người đang cho ta đoán mệnh sao? Tiêu lớn sư tử chấn nam kéo lấy trường âm, châm chọc nói. chương 209, các ngươi đều không tin. Ta tin. Hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười vang. Uông thuật đều vừa xuất hiện, đa số khách nhân liền hướng bên này. Vị này uông gia đại thiếu tuy còn trẻ tuổi, dưới mắt chức vụ cũng không cao, mọi người cũng đều biết, uông thuật đều tất không phải vật trong ao, tương lai nhất định dương cánh bay cao, bằng trình nhìn giảm đây cơ hồ là hoàn toàn có thể đoán được, mà lại một ngày này đến, nhất định sẽ không quá lâu. Thậm chí có người tiên đoán, Uông Thuật đều vô cùng có khả năng trở thành sau khi dựng nước trẻ tuổi nhất đại tướng nơi biên cương. Dạng này một vị tiền đồ vô lượng thiếu niên tuấn ngạn, tăng thêm lão Uông danh dự gia đình uy hiển hách biển chữ vàng, nên được tất cả mọi người đến nịnh bợ một phen. Tiêu phàm vừa rồi đối từ Trấn Nam nói kia lời nói, không ít khách nhân đều nghe tới. Phải nói, trong này có một bộ phân thương nhân kỳ thật rất tin tưởng tướng mệnh phong thủy mà nói, nhưng tiêu phàm cũng trang phải quá mức. Bình thường thầy tướng cho người ta suy tính cát hung hỏa phúc, bình thường đều là chút lập lờ nước đôi ngôn từ, lại nhảy, hù phải người khác sửng sốt một chút. Nào có giống tiêu phàm dạng này, thanh lời nói được như thế chết. Lớn tai đang ở trước mắt, giờ hợi ba khắc, thấy tài hóa thủy, đây không phải vội vã thanh mặt vươn đi ra cho người ta đánh A. À có người thậm chí kìm lòng không đặng giơ cổ tay lên đến xem đồng hồ, trong lòng âm thầm suy tính, giờ hợi ba khác là mấy điểm mấy phân. Phương Lê không chịu được nhăn đầu lông mày, có chút không vui nhìn thê tử một chút. Êm đẹp, thanh lão tiêu nhà cái này thần côn gọi tới đây làm gì? Một điểm không chú ý trường hợp, ngay ở chỗ này ở trước mặt mọi người nói hưu nói vượn. Chính hắn mất mặt không nói, nhiều vũ đỉnh cái này chủ nhà cũng trên mặt không quan hệ. Người mời khách nhân nào, nhiêu vũ đình cũng nhẹ nhàng nhíu mày trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào vì tiêu phàm hóa giải trước mắt xấu hổ đứa nhỏ này nhìn qua rất ổn trọng một người làm sao bỗng nhiên như vậy chứ nếu thật là đêm nay tiêu phàm tại nàng nhiêu vũ đình tổ chức tụ hội bên trên ném cái đại nhân nhiêu vũ đình cũng không tốt hướng giản tú hoa bàn giao tiêu phàm không cười cũng không có thốt nhiên sắc giận chỉ là giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ lạnh nhạt nói từ hành trưởng kỳ thực hiện tại đã tới không kịp Ha ha, tiêu đại sư, cảm ơn người có ý tốt, ta còn thực sự nhìn không ra, giờ hợi ba khắc, sẽ có cái gì đại tai nạn phát sinh. Ha ha, giờ hợi ba khắc, giờ hợi ba khắc. Chính là 9 giờ tối 30 phân đến 45 phân. Tiêu đại sư, hiện tại là 9 giờ 29 phân, nói cách khác. Còn có một phút, ta liền phải xui xẻo đúng hay không? Từ chấn nam ngửa mặt lên trời cười to, hắn đầu cũng là linh hoạt, trong nháy mắt, liền đem giờ hợi ba khắc chuyển đổi thành thủ đô thời gian. Tiêu đại sư a, à, Tiêu đại sư, ta cũng đã gặp không ít đồng hành của ngươi, còn thật không có ai giống ngài dạng này có năng lực. người ta nói đều là gần đây hoặc là trong vòng một năm cái gì, phải chú ý đông phương tây phương. ai nha, tóm lại lại nhảy, ngài so với bọn hắn có bản lĩnh nhiều, chẳng những chính xác đến giờ, còn có thể chính xác đến phút đồng hồ. ha 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 ha, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Từ chấn nam hai tay ôm quyền, cho tiêu phàm đánh không người, miệng đầy khen chê chưa nói. Nói đến, từ chấn nam vốn không phải như lúc này mỏng người, thực tế tiêu phàm quá không ra gì. Ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, chú hắn không may, cũng khó trách từ hành trưởng nổi trận lôi đình, miệng bên trong một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Làm ăn người, chẳng phải giảng cứu cái tốt miệng màu A. Nào có người tiêu phàm dạng này, quản ngươi có đúng hay không lão tiêu ra tử đệ, người chọc ta không cao hứng cũng đừng trách ta không khách khí. Người cười lớn tiếng như vậy làm gì? Làm sao người biết hắn nói không là thật? Từ chấn nam cái này cuồng ngạo bộ dáng sớm dẫn lửa một bên phương du Mỹ, tiểu nha đầu mày liễu đứng đấy, chính là một tiếng quát, nhanh chân đi tới tiêu phàm bên người, hướng từ chấn nam trợn mắt nhìn, trắng nõn là miệng nhỏ phồng lên. Tức giận không thôi, người không tin hắn, người liền muốn không may người có biết hay không? Tiểu nha đầu tiếp lấy hét lên, chuyện này, Phương Du Mỹ còn thật sự có cắt thân thể sẽ, nàng ngay từ đầu cũng là đánh chết đều không tin tiêu phàm lời nói, cảm thấy tiêu phàm quả thực chính là tại nói hưu nói vượt. Ai ngờ tiêu phàm mỗi một lần dự đoán đều là như vậy tinh chuẩn, ứng nghiệm như thần. Hai ngày trước nếu không phải tiêu phàm kịp thời đuổi tới, tiểu cô nương liền xảy ra đại sự. Hiện nay, tiểu cô nương không nói đối tiêu phàm bội phục sát đất, tối thiểu cũng làm tiêu phàm là tuyệt đối người một nhà. Từ chấn nam làm như thế phái, người khác có thể chịu, tiểu cô nương tuyệt không thể nhẫn. Phương Du Mỹ bỗng nhiên ra binh vực kẻ yếu, ngược lại là vượt quá từ chấn Nam dự kiến. Cứ việc tiểu nha đầu cũng là luôn miệng nói hắn sẽ không may, nhưng coi như xem ở phương Lê Cùng Nhiêu Vũ Đình trên mặt mũi, từ chấn Nam cũng không thể giống đối đãi tiêu phàm như thế đối đãi phương Du Mỹ. Người ta dù sao cũng là cái tiểu hài tử, tiểu Mỹ, im ngay, phương Lê hừ lạnh một tiếng, quát, cái này khuê nữ, là bị làm hư còn là thế nào? càng ngày càng không có quy củ có vẻ như trong nhà phương lê đối nữ nhi yêu cầu hay là rất nghiêm khắc phương du mỹ cũng rất hiểu chuyện rất ít gặp đến nàng cái dạng này cha phương du mỹ bỗng nhiên xoay người đối mặt phương lê thở phì phì ôn nhu bộ ngực theo thở hào hển nhanh chóng chập trùng các ngươi đều không tin hắn đúng hay không đều không tin đúng hay không ta tin các ngươi không tin kia liền đợi đến nhìn đi xem rốt cục ai là đồ ngốc tiểu cô nương thẳng lấy cuống họng kêu la nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, không phải vì mình ủy khuất, là vì tiêu phàm ủy khuất. Làm sao những người này đều đối với hắn có thành kiến a? Hắn lại không phải người xấu, mắt thấy tiểu cô nương kích động không thôi, nhiều vũ đình cũng không tốt lại quát lớn nàng, liền vội vàng tiến lên hai bước, giữ chặt phương du mỹ tay nhỏ, thấp giọng nói tiểu mỹ, không phải như thế, ngươi hiểu lầm. Tự nhiên là muốn đem phương du mỹ hống mở, ta không có hiểu lầm. Tiểu cô nương ngoan cường kêu lên các ngươi đều không tin, ta tin, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên xấu hổ vô so. Uông thuật đều liền đứng dậy, mỉm cười nói, tiểu Mỹ A, à, chúng ta đều đang nói đùa đâu. Tiêu phàm là bạn học của ta, chúng ta đều là người quen biết cũ, lẫn nhau ở giữa, thường xuyên nói đùa. Từ hành trưởng, người cũng bỏ qua cho, đối mặt uông thuật đều, từ chấn nam sắc mặt lập chuyển nhu hòa, nhếch miệng cười một tiếng, nói uông trưởng phòng, ta không có để ý. Ha ha, nói đùa nói đùa. Tiêu phàm từ tốn nói, từ hành trưởng, ta không có đùa giỡn với ngươi. Hải ngoại thị trường chứng khoán, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, từ hành trưởng hay là thận nặng một chút tốt. Từ chấn nam cái kia khí A, thế nào, ta cho ngươi một bậc thang, ngươi còn không biết thuận sườn núi xuống lửa A. Ta đây chính là nhìn tại uông đại thiếu trên mặt mũi, cũng là nhìn tại phương lê như vũ đình trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi tiêu đại thiếu, thật đúng là không có mặt mũi này. Cho ngươi bậc thang ngươi không dưới không phải bức ta thanh ra mặt của ngươi lột được sạch sẽ. Tiêu đại sư, nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta từ chấn nam rồi. Ngươi nhất định ta sẽ không may, từ chấn nam cắn răng, lạnh như băng hỏi ngược lại. Tiêu phàm lắc đầu, khe khẽ thở dài, nói từ hành trưởng không phải ta nhận định ngươi sẽ không may. Mà là ngươi vận thế như thế, tốt tốt tốt, ta vận thế không tốt, ta lão từ số mệnh không tốt, đúng không? Từ chấn nam thật nghiến răng nghiến lợi, đứng ngoài quan sát khách nhân cũng nhao nhao nhíu lên song nghi, âm thầm lắc đầu, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, bất mãn hết sức. Đây cũng quá mức phân, người ta không phải đã cho người bậc thang ha, đây là làm gì đâu, uông thuật đều cùng tiết gốm liếc nhau, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, uông thuật đều trên mặt lộ ra thương hại chi ý, tiêu phàm học đạo, nên không phải đem đầu óc học cái xấu đi. Tiết gốm trong mắt, lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lão tiêu nhà vị này đích trưởng tôn, hôm nay cái này làm trò cười cho thiên hạ ra lớn mấy ngày kế tiếp cha dư tử hậu đề tài câu chuyện cũng không thiếu a à, liền đêm nay một đoạn này cũng đủ đoàn người trò cười mấy ngày tiêu đại sư đã ngươi như vậy thống hận ta từ chấn nam như vậy ngóng trông ta không may vậy chúng ta đánh cược a à? ta nếu là thật xui xẻo ta từ chấn nam cho ngài dập đầu bồi tội nam tử hán đại trượng phu một miếng nước bọt một cây đinh nói lời giữ lời trái lại ngươi nếu là tính được không cho phép kia lại thế nào nói? có phải hay không là ngươi cũng cho ta dập đầu bồi tội a? À? từ chấn nam mặt đen lên, từ yết hầu chỗ sâu lóe ra như thế vài câu đến, hai mắt hung tợn tiếp cận tiêu phàm, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt. từ hành trưởng dập đầu bồi tội không cần thiết, ngươi hay là cẩn thận ứng đối chuyện sắp xảy ra kế tiếp đi. tiêu phàm vẫn như cũ khí định thần nhàn, không có chút rung động nào. ngươi từ chấn nam cơ hồ muốn chọc giận phải thổ huyết, đây không phải chơi xấu a? À? lão tiêu nhà làm sao ra dạng này người. Tiêu phàm, nhiều vũ đình cũng có chút nhịn không được, nhíu mày gọi một tiếng, bất quá nhiều vũ đình trong lòng, đối chuyện này lại là nửa tin nửa ngờ. Dù sao nàng đã từng kinh nghiệm bản thân qua tiêu phàm dự đoán, cùng người khác đối tiêu phàm nhận biết, có chỗ khác biệt. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, căn bản không có muốn cứu vãn nhượng bộ chi ý. liền ở thời điểm này, từ chấn nam điện thoại di động trong túi gấp rút chấn vang lên, từ chấn nam mặt âm trầm, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét hai mắt có chút ngưng lại ấn xuống nút trả lời đây là hắn tại nước mỹ bên kia người đại diện đánh tới uy từ trấn nam mới nói một chữ bên kia liền đã vội vã kêu to lên từ tổng không tốt ra đại sự có lẽ bởi vì kinh hoàng quá mức người đại diện tiếng nói đều câm xảy ra chuyện gì rồi từ trấn nam đè ép cuống họng gầm thét một tiếng bắt đầu phiên giao dịch giảm lớn a bác nghĩ công ty xảy ra chuyện chúng ta chúng ta quỹ ngân sách bắt đầu phiên giao dịch giảm lớn. Từ tổng, bây giờ còn tại ngã, lập tức liền muốn giá sàn. Từ tổng, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, từ tổng. Người nói cái gì, cái gì giảm lớn, từ chấn nam sắc mặt đại biến, nháy mắt từ âm trầm biến thành xanh xám, trên trán mồ hôi rỉ ra, tại ánh đèn dịu dịu dưới, chán sáng lóng lánh một mảnh. Từ tổng, liền vừa rồi đạt được tin tức, bác nghĩ công ty dính líu làm giả sổ sách, làm trái công bằng giao dịch nguyên tắc, bị bị ngừng bài. Từ tổng, không tốt, đã giá sàn. Điện thoại bên kia, truyền đến người đại diện một tiếng kêu sợ hãi, dù coi như cách xa trùng dương, ngoài 10.000 giảm, cũng có thể nghe được, người đại diện thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Từ chấn nam sừng sốt, ba một tiếng, điện thoại từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Từ chấn nam lại ngơ ngác, không hề có cảm giác. Lại không có người so chính hắn rõ ràng hơn, đại sinh quỹ ngân sách tại hải ngoại xảy ra chuyện, đối với hắn, đối toàn bộ đại sinh ngân hàng, ý vị như thế nào. Tận thế hàng lâm, vây xem khách nhân cũng từng cái trợn mắt hốc mồm, uông thuật đều kìm lòng không đặng giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ. 21 điểm 40 phân, nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch vừa mới 12 phút, đại sinh quỹ ngân sách giá sàn. Giờ hợi ba khắc, thấy tài hóa thủy. chương 210, nhử. Tiêu phàm chậm rãi đi qua, xoay người nhặt lên rơi tại trên bãi cỏ điện thoại, nhẹ nhàng phóng tới từ chấn nam trong tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã giống như con rối từ chấn nam bỗng nhiên toàn thân chấn động, mờ mịt nhìn bốn phía một chút, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nước miếng một cái, nói khẽ với tiêu phàm nói tiêu trưởng phòng, thật, thật xin lỗi. Không sao, từ hành trưởng, tỉnh lại điểm, ngữ điệu nhu hòa, không mang mảy may ngạo khí, thật xin lỗi các vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Từ chấn nam không dám đợi tiếp nữa, theo thay mặt một câu hình thức, liền vội vã hướng ngoại mà đi. Nhiều vũ đình vội vàng cấp nhiều ngọc sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhiều ngọc sinh hiểu ý, lập tức đi theo ra ngoài. Từ chấn Nam hiện tại cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, nếu như mình giá xe, thực tế quá mức nguy hiểm. Mọi người mắt nhìn từ chấn Nam thất tha thất thiểu bóng lưng biến mất tại biệt thự trong phòng khách, lại nhao nhao chuyển qua ánh mắt, tất cả đều tập trung tại tiêu phàm trên mặt. Lần này, đoàn người ánh mắt liền toàn thay đổi, kinh ngạc người có chi, rung động người có chi, lo nghĩ người có chi e ngại người cũng có chi nhưng lại không có nghĩa mai cùng trêu tức chi ý cái này đây cũng quá chuẩn một chút a à, a à, tiêu phàm ca ca người tốt không tầm thường phương du mỹ hoan hô lên bỗng nhiên ôm tiêu phàm cổ tại trên mặt hắn hôn một cái lập tức rước lấy một trận thiện ý tiếng cười hôm nay tham gia tụ hội người nhỏ tuổi nhất chính là phương du mỹ trần dương đều so với nàng lớn mấy tuổi đứa bé này khí động tác cho dù ai cũng sẽ không hướng tình yêu nam nữ bên trên liên lụy tiểu mỹ nhiều vũ đình oán trách một tiếng bất quá mặt mày ở giữa tất cả đều là ý cười tiêu phàm quả nhiên không hổ là tiêu phàm thật không có để nàng thất vọng bất quá nhiều vũ đình cũng âm thầm có chút hổ thẹn tiêu phàm đã từng đã cứu mạng của mình mình tín nhiệm với hắn phản chẳng bằng khuê nữ kiên định như vậy không rời xem ra hay là thế giới của trẻ con tương đối là đơn thuần a tin tưởng chính là tin tưởng không tin chính là không tin, không có nhiều như vậy cái khác ràng buộc cân nhắc. Chư vị, một cái tiểu hiểu lầm mà thôi, mọi người tiếp tục, nhiều vũ đình hết lại phương du mỹ, lập tức cất cao giọng điều, chào hỏi một tiếng. Cũng không thể bởi vì cái này sửa tình, liền thanh đêm nay cái này tụ hội sinh sinh cho quấy nhiễu. Những khách nhân dù sao đều là trải qua sóng gió tuấn kiệt, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, tụ hội bầu không khí lại trở nên ấm áp hài hòa. Tiêu phàm, nghĩ không ra người đối nước Mỹ thị trường chứng khoán cũng có vào sâu như vậy nghiên cứu. Uông thuật đều liền tán thán nói, đương nhiên là tiêu phàm đối nước Mỹ thị trường chứng khoán sớm có nghiên cứu. Nhìn ra đại sinh quỹ ngân sách hợp tác đồng bạn bác nghĩ công ty có vấn đề, lúc này mới có thể khẳng định từ chấn nam phải ngã nấm mốc. Chẳng lẽ còn để Uông Đại thiếu trước mặt mọi người cúng bái tiêu lão đại thần hồ kỳ kỹ không thành? Loại này giả thần giả quỷ sự tình, Uông trưởng phòng sao có thể có thể tin tưởng? chỉ ít ngay trước đoàn người trước mặt uông trưởng phòng là tuyệt đối không thể tin tưởng đây là nguyên tắc tiêu phàm cười cười không có lên tiếng hắn không nguyện ý cùng uông thuật đều xâm nhập nghiên cứu thảo luận có quan hệ tướng thuật xem bói phương diện sự tình nhưng cũng không nguyện ý theo uông thuật đều ngữ khí nói đi xuống tướng thuật xem bói đều là có căn cứ tiêu phàm cũng không thể bản thân phủ định nhìn ra được uông thuật đều vẫn là như thế vô luận lúc nào đều muốn nắm giữ nói chuyện quyền chủ động rõ ràng tiêu phàm đã trước mặt mọi người chứng minh thần kỳ của mình uông thuật đều vẫn kiên trì muốn dựa theo ý nghĩ của mình đến dẫn dắt nói chuyện phương hướng thật xin lỗi tiêu lão đại không phụng bồi uông thuật đều nhẹ nhàng cười một tiếng một vòng xấu hổ từ trong mắt của hắn lóe lên liền biến mất lập tức hỏi tiêu phàm nghe nói tiêu thiên đi sông hán làm việc trực tiếp đảm nhiệm hồng sơn thôn thôn bí thư tri bộ kỳ thật tiêu thiên người còn chưa tới sông hán có quan hệ hắn nhậm chức đi hướng Uông Thuật đều cũng đã biết được nhất thanh nhị sở. Đối tiêu thiên, Uông Thuật đều vẫn luôn rất chú ý. Bởi vì hắn nhị thúc Uông Vĩ Thành đã từng nói, tương lai lão tiêu nhà có tiền đồ nhất là tiêu thiên. Đối nhị thúc lời nói, Uông Thuật đều cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Vô số sự thật chứng minh, Uông Vĩ Thành tại tướng nhân ánh mắt bên trên. Cực kỳ tinh chuẩn, Uông Vĩ Thành lãnh đạo công ty, nhiều năm như vậy, từ chưa từng đi ra phản đồ, mỗi một cái trọng yếu trên cương vị người, đều đối uông vĩ thành trung thành cảnh cảnh, phàm là nhị thuốc đề cử cho ba ba cùng lão gia tử cán bộ nhân tuyển đều là đã có năng lực lại trung tâm nhân tài, tiêu thiên một cái hoàn khố, thế mà có thể được đến nhị thuốc như thế khích lệ, uông thuật đều tin tưởng, trong đó tất có nguyên nhân. tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói đúng vậy a, à. hắn cũng lão đại không tiểu, luôn ở tại quốc gia các bộ và ủy ban trung ương, không chiếm được vốn có rèn luyện, đi hương chấn công tác mấy năm, rèn luyện rèn luyện cũng tốt ừm, cái này ta hoàn toàn tán thành. Tiêu thiên người thông minh, chỉ cần tại cơ sở rèn luyện một đoạn thời gian, khẳng định sẽ rất có tiến bộ. Tiêu phàm hỏi ngược lại, thuật đều, nghe nói người cũng muốn dưới cơ sở đi làm việc một đoạn thời gian, có phải là có chuyện như vậy? Ha ha, là có ý nghĩ này, đi cơ sở, tiếp tiếp địa khí, chỉ có xâm nhập tuyến đầu mới có thể thực sự hiểu rõ phổ thông quần chúng cần, làm được quyết sách mới là hợp dân tâm dân ý. Trong bất chi bất giác, Uông Thuật đều liền đứng ở cao độ của toàn cục đến nhìn vấn đề. Bản thân hắn chức vụ mặc dù không cao, lại tại cự đầu bên người làm việc, hắn sách tham khảo ý kiến, xác thực có khả năng biến thành cả nước tính chính sách, chỉ ít là biến thành một cái nào đó lĩnh vực bên trong cả nước tính chính sách pháp quy. Hai người bọn hắn trò chuyện vài câu, lập tức liền có khách nhân khác tiếp cận tiêu phàm, cùng hắn bắt chuyện. Uông Thuật đều liền lễ phép gật gật đầu, cùng tiết gốm đi nơi khác. Trải qua vừa rồi một màn kia, Tiêu Phàm không thể nghi ngờ đã trở thành toàn bộ tụ hội nhân vật tiêu điểm. Một chút tin tưởng tướng thuật mệnh lý khách nhân, càng là không kịp chờ đợi muốn cùng Tiêu Phàm kết giao, nhau nhau đưa lên danh thiếp của mình, rất khách khí mời Tiêu trưởng phòng về sau nhiều chỉ điểm. Càng có người trực tiếp nói ra, không biết Tiêu trưởng phòng lúc nào có rảnh, muốn đến nhà bái phòng. Đây đều là thấy người thể diện quá lớn vật, cái gọi là đại sư, bọn hắn tiếp xúc qua không ít. Nhưng giống tiêu phàm dạng này thiết khẩu trực đoạn cứng đối cứng, lại một cái đều không có. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự, tuyệt không phải giang hồ phiến tử có thể chịu được so sánh. Tất cả mọi người rất tự giác tuần hoàn theo loại trường hợp này vốn có quy tắc, xưng hô tiêu phàm quan hàm chức vụ, chỉ có một cái tâm gấp một chút, tựa hồ cảm thấy tiêu trưởng phòng ba chữ, không đủ để biểu thị mình đối tiêu phàm lòng kính trọng, trực tiếp gọi tiêu đại sư. Bị tiêu phàm ôn hòa ánh mắt nhàn nhạt quét qua, lập tức liên tục không ngừng đổi giọng gọi tiêu trưởng phòng trong đó có hai vị đặc biệt sẽ đến sự tình thì dựa theo nha nội vòng tròn bên trong quy củ xưng tiêu phàm vì một thiếu đối với xưng hô thế này tiêu phàm tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận cũng không bài xích hắn chỉ không nguyện ý làm tiêu đại sư thời đại biến thiên đại sư hai chữ đã càng ngày càng có lùm cỏ khí thức thậm chí một trận trở thành giang hồ phiến tử đại danh từ sử dụng lạc bên trên một câu chính là đại sư đều muốn bị các ngươi chơi hỏng đưa tới cái này mười mấy tấm danh thiếp trên cơ bản không có sai biệt, đều chỉ có một cái tên, một cái số điện thoại. Đây mới thực là đại nhân vật diễn xuất, chỉ cần một cái tên liền đủ đủ rồi, những cái kia lè loẹt danh hiệu, cái gì chủ tịch giám đốc loại hình. Cái gì hiệp hội hội trưởng chủ tịch loại hình, đều không cần để trên danh thiếp thả. Chân chính như nhân, người ta xem xét danh tự, liền biết hắn là thần thánh phương nào. Tiêu phàm có lựa chọn tính đáp ứng trong đó ba người gặp mặt yêu cầu. Ba người này, Tự nhiên là Tiêu Phàm trong suy nghĩ phân lượng khá nặng, cùng bọn hắn thành lập tốt đẹp người hữu nghị, đối với mở rộng lão Tiêu nhà tại giới kinh doanh tinh anh vòng tròn lực ảnh hưởng, có tác dụng nhất định. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng cần dần dần bị các loại chủ lưu vòng tròn tán thành. Dạng này hắn mới có thể tiến một bước phát huy mình ảnh hưởng, trợ giúp phụ thân Tiêu Bộ trưởng hoàn thành một chút hắn không tiện ra mặt làm việc. Đã muốn Lịch Hồng Trần đại kiếp, y theo Tiêu Phàm ngoài tròn trong vô tính cách cũng sẽ không bị động tiêu cực chờ đợi kiếp số giáng lâm, hắn sẽ chủ động xuất kích. Lịch kiếp đồng thời, tiêu phàm muốn trở thành lão tiêu nhà thế hệ trẻ tuổi người phát ngôn. Từ nay về sau, tiêu ra hai vị trẻ tuổi hậu bối, đem trổ hết tài năng, trở thành riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật. Ai nói lão tiêu nhà không người kế tục, tiêu lão đại không tin cái này ta. Trần Dương vẫn đứng tại cách đó không xa nhìn xem tiêu phàm, trong mắt thần sắc đặc biệt phức tạp. Cái này thần bí nam nhân, lại một lần nữa hướng nàng chứng minh thần kỳ của mình. Tiêu phàm, cái này, lại là làm sao làm được. Suốt cuộc đợi đến tiêu phàm bên người cái cuối cùng khách nhân mỉm cười rời đi, Trần Dương mới chậm rãi dựa đi tới, tận dụng mọi thứ hỏi một câu. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói từ chấn nam đuôi lông mày tán loạn. Loạn văn thẳng vào Thái Dương, các nhọn, sát khí trùng thiên, đây đều là cực kỳ rõ ràng rủi ro chi tướng. Mà lại kết hợp hắn toàn bộ tướng mạo đến xem, hắn sau này một đoạn thời gian vận trình sẽ thật không tốt đi. Trừ phi có cao nhân chỉ điểm, nếu không hắn nửa đời sau sẽ trôi qua tương đương gian nan. Không hiểu, Trần Dương sau mi nhíu chặt, mờ mịt không hiểu, tiêu phàm cười cười, không hiểu liền đúng rồi, cái này thật đúng là không phải ai đều có thể hiểu. Cao nhân chỉ điểm, kia người có phải hay không cao nhân, người có thể hay không chỉ điểm hắn. Phiền muộn một hồi, Trần Dương lại hỏi, tiêu phàm có chút kinh ngạc nhìn qua nàng một chút, hỏi ngược lại tố tố người thật đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông đương nhiên không hiểu cái này có cái gì tốt giấu giếm trần dương thần sắc so tiêu phàm còn muốn kỳ quái làm sao ta phải hiểu những vật này a à? lại không ai dạy qua ta tiêu phàm nghĩ nghĩ nói đến đưa tay cho ta nhìn xem trần dương cứ việc không hiểu hay là rất nghe lời đem hơi có vẻ nở nang bàn tay ngả vào tiêu phàm trước mặt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tò mò tiêu phàm cầm lấy bàn tay của nàng, cẩn thận xem một phen, lại ngẩng đầu tường tận xem xét gương mặt nàng, bỗng nhiên vươn tay, vén lên Trần Dương đen nhánh ngang tai tóc ngắn. Trần Dương lấy làm kinh hãi, nhưng lại chưa trốn tránh. Giờ phút này tại Trần Dương trong mắt, tiêu phàm mỗi một cái động tác, đều tràn đầy không thể giải khí thức thần bí. Tiêu phàm ngưng thần nhìn một chút nàng hai cái lỗ tai, thậm chí còn tại Trần Dương mềm mại nhiều thịt vành tai bên trên xoa nắn mấy lần. Trần Dương không khỏi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhẹ nhẹ cắn môi, lườm hắn một cái. Tiêu phàm trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, mỉm cười nói, xem ra, có người lầm đọc trên người ngươi một ít đặc thù, cũng xác thực tương đối khó lấy phán đoán. Kỳ thật ngươi là người rất thích hợp tuyển, cái gì người rất thích hợp tuyển, Trần Dương hoàn toàn bị làm mộng, ngươi về sau sẽ minh bạch, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, càng thêm thần thần bí bí. Ngươi người này thật là, quá xấu đi như vậy thích sâu người khẩu vị. Trần Dương không chịu được mãnh mắt trợn trắng, hận không thể bóp lấy tiêu phàm cổ, buộc hắn thống thống khoái khoái thanh hết thảy nói hết ra. Chỉ tiếc Trần Dương mình cũng biết, nàng tuyệt đối không thể có thể bóp được tiêu phàm cổ. Lấy thân thủ mà nói, song phương tranh lệch thực tế quá xa. Trần Dương bỗng nhiên rất bát quái nghĩ, nếu như tiêu phàm muốn cưỡng ép nàng cái kia lời nói, trừ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mình giống như không có thứ hai con đường tạm biệt. Nhàn dối ở giữa, mặt liền đỏ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 14.